Leis. Một tiếng Leis, trong biển lửa truyền ra xa, Phượng Viêm hóa thành thân thể Phượng Hoàng khổng lồ, vỗ cánh lơ lửng phía chân trời, toàn thân có hỏa diễm bao bọc, dường như biển lửa bốc cháy hừng hực. Vào lúc này không gian chung quanh đỏ rực, hiện tại bản thể Phượng Hoàng của Phượng Viêm quái dị, biến thành màu đen thâm thúy. Hắc Phượng Hoàng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, bản thể Phượng Viêm lúc này là một con Hắc Phượng Hoàng, Phượng Hoàng nhất tộc có không ít chi nhánh, mà trong đó Hắc Phượng Hoàng có huyết mạch nổi bật nhất trong Phượng Hoàng nhất mạch, còn cao hơn Xích Phượng Hoàng không ít. Từ khí tức Hắc Phượng Hoàng này có thể thấy được, linh hồn lực Lục Lâm Thiên nhạy cảm phát hiện, khí tức trong thân thể Hắc Phượng Hoàng này đạt tới tình trạng tam nguyên hóa hồng, sợ rằng Phượng Viêm không biết vì sao dung nhập vào trong người Hắc Phượng Hoàng, do đó có được bản thể, còn mượn cơ hội đột phá đến nhị nguyên hóa hồng. Trong hỏa diễm màu đen, bản thể Phượng Viêm vỗ cánh, tiếng kêu thê lương vang lên. Lục Lâm Thiên, Phượng Hoàng nhất tộc không chết không thôi với ngươi. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh nhạt nhìn qua Hắc Phượng Hoàng, hiện tại hắn cười âm trầm. Ha ha ha! Sát ý đầy trời, Lục Lâm Thiên cười vang, sát khí vô hình bùng nổ, không trung lập tức đều là hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả không khí đều giống như cứng lại. Tiếng cười im bặt, sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên ngập trời, quát to. Không chết không ngớt thì như thế nào, ba lần bốn lượt trêu chọc ta, còn dám âm thầm tấn công Lục gia, từ nay về sau, đám gà các ngươi ta thấy một giết một, gặp hai giết cả hai. Tiếng quát vang lên, sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào bản thể Phượng Viêm, hàn ý lạnh thấu xương bùng nổ, hàn ý và sát khí vô hình bùng nổ rất khủng khiếp, mấy chục người hộ hoàng đội của Phượng Dục cảm giác toàn thân run lên, không được an toàn. Đối với Phượng Hoàng nhất tộc, Lục Lâm Thiên đã động sát ý, người bên cạnh chính là nghịch lân của Lục Lâm Thiên, idupsilon.ng vào nghịch lân của Lục Lâm Thiên, như vậy nhất định sẽ thừa nhận hậu quả, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không ngoại lệ. Phượng Hoàng nhất tộc trốn sau lưng mọi việc, càng biến thành đối tượng Lục Lâm Thiên không bỏ qua. Vậy phải xem ngươi có thực lực đó hay không, đợi upsilon.ng đến Phượng Hoàng nhất tộc ta, ngươi chắc chắn phải chết. Bản thể khổng lồ của Phượng Viêm vỗ cánh, hỏa diễm ngập trời bùng nổ, đối với Lục Lâm Thiên, biển lửa trút xuống như nước, cả phiến không gian bị đốt cháy. Nhiệt độ khủng khiếp bao phủ không gian chung quanh Lục Lâm Thiên, nhiệt độ khủng khiếp này làm người ta bị phỏng. Linh hồn héo rũ, không phải người nào cũng có thể thừa nhận nhiệt độ như thế này. Bản thể Hắc Phượng Hoàng khổng lồ trong nháy mắt lao xuống ngọn núi, đột nhiên móng vuốt sắc bén của Phượng Viêm xé rách không gian bị móng vuốt xé rách, không gian ven đường bị móng vuốt này đánh tan, nó mang theo khí kình nóng bỏng bao phủ không gian quanh Lục Lâm Thiên, trực tiếp lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Ken két! Dưới một chảo này, ngọn núi khổng lồ và cung điện hùng vĩ sau lưng Lục Lâm Thiên bị đánh nát dễ dàng. Ầm ầm, ngọn núi sụp đổ, tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong không gian. Xuy, thân ảnh Lục Lâm Thiên trong nháy mắt xuất hiện trước mặt bản thể Phượng Viêm, hàn ý lan tỏa trong mắt, hắn lập tức khinh thường nói: "Mượn cơ hội đột phá nhị nguyên hóa hồng, căn bản không so sánh được với nhị nguyên hóa hồng chân chính, thực lực con gà trống ngươi không mạnh hơn trước kia bao nhiêu, lúc trước để hồn anh của ngươi trốn thoát, lần này không có cơ hội đâu." Lục Lâm Thiên nói xong, khí tức khủng khiếp bùng nổ, cả không trung bị khí tức này làm chấn động, một đạo huyết quang bắn ra ngoài. Ngao! Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng long hổ sư phượng giống truyền ra từ trong tay Lục Lâm Thiên, trong nháy mắt một chảo này đánh thẳng vào thân thể Phượng Viêm. Oanh! Lòng bàn tay Lục Lâm Thiên hất lên, một đạo huyết quang bắn vào trong mi tâm của Phượng Viêm. Vào lúc này Phượng Viêm không biết làm sao, hắn muốn bỏ trốn nhưng không cách nào nhúc nhích mảy may. Bành! Phượng Viêm không ngừng kêu gào thảm thiết, ánh mắt không ngừng chớp động, dường như muốn tránh thoát đau đớn này. Hừ! Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, thủ ấn biến hóa, linh hồn bùng nổ, hai mắt Phượng Viêm lúc này nhộn nhạo, sinh ra mơ hồ. Khi linh hồn lực chấn động lan tỏa ra, chỉ qua mấy phút sau đôi mắt thật lớn của Phượng Viêm ngây dại, hai mắt khép hờ, hỏa diễm màu đen quanh người cũng thu liễm lại. Hộ hoàng đội của Phượng Dục vô cùng rung động nhìn cảnh tượng trên không trung, nhưng lại không biết rõ phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy khí tức mênh mông đang tỏa ra làm bọn họ hãi hùng khiếp vía. Suy suy, trên không trung, bản thể khổng lồ của Phượng Viêm mở mắt ra lần nữa, hai mắt hàn ý ngập trời biến thành nhu thuận nghe lời. Lục Lâm Thiên thấy thế, hắn lập tức cười lạnh nhìn Phượng Viêm, dùng huyết hồn ấn đối phó thú tộc, quả nhiên trăm thử trăm linh.
Bản thể khổng lồ của Phượng Viêm lơ lửng trên không trung, đối với hắn mà nói, tuy trong nội tâm biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng mà sâu trong linh hồn lại bị huyết hồn ấn ảnh hưởng, thần phục Lục Lâm Thiên từ sâu trong nội tâm. Lục Lâm Thiên vượt qua không gian nhảy lên bản thể khổng lồ của Phượng Viêm, lúc này áo bào xanh phất phơ, nói với Phượng Viêm. Chúng ta đi thôi. Vâng, chủ nhân. Phượng Viêm cung kính đáp, ánh mắt đầy hàn ý biến thành ngoan ngoãn, vỗ cánh bay đi, hộ hoàng đội của Phượng Dục lúc này rung động nhìn qua bầu trời. Cái này. Những người của hộ hoàng đội chấn động thật lâu, khó nói nên lời. Ai? Sâu trong trời xanh, một tiếng nói giả nua truyền ra. Như thế nào, người không nhịn được muốn nhúng tay vào hay sao? Sâu trong bầu trời có tiếng nói vang lên. Những sâu mọt này phải tẩy trừ, nhưng mà ta nghĩ cái giá này quá lớn, xem ra ngươi những năm qua không động thủ là muốn triệt để thanh trừ toàn bộ, ai? Giọng nói già nua thở dài. Giọng nói khí phách vang lên. Nếu triệt để tìm ra, ta cũng không cần tốn sức như vậy, lúc trước ngươi đã nói sẽ thanh trừ toàn bộ, như bây giờ vừa vặn, cứ cho bọn chúng nhảy nhót đi, một mẻ hốt gọn, gọn gàng. Thật muốn một mẻ hốt gọn sao, hậu quả này không nhẹ, có lẽ. Đối với một ít người trừng phạt nghiêm là được, tin tưởng có ta và ngươi ở đây, về sau cũng không ai dám lộn xộn. Thân ảnh già nua nói. Như thế nào, ngươi đang có kẻ mặc cả với ta sao, ta nghĩ ngươi nên hiểu tính tình của ta. Giọng nói khí phách trả lời. Lúc này hai giọng nói kia biến mất trên trời cao, hai giọng nói này không có người thứ ba nghe được. Suy suy. Màn đêm hàng lâm, hai đạo thân ảnh đáp xuống đỉnh viện. Chính là Lục Lâm Thiên cùng Phượng Viêm hai người. Hoàng Lạc Nhan ở đâu? Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm, một đường đi tới đỉnh viện của Hoàng Lạc Nhan, linh hồn dò xét, Lục Lâm Thiên đã phát hiện trong đỉnh viện không một bóng người, ở đây không còn ai khác. Phượng Viêm ngẩng đầu, cung kính nói với Lục Lâm Thiên. Ta trước khi chia tay với Hỏa Loan đã đi tới chỗ Hoàng Lạc Nhan cùng Phượng Dục, ta nghĩ hiện tại Hoàng Lạc Nhan đã bị Hỏa Loan mang đi. Mang đi nơi nào? Sắc mặt Lục Lâm Thiên nặng nề, không nghĩ tới Phượng Hoàng nhất tộc đã sớm có chuẩn bị, nếu chậm động thủ hơn một ít, sợ rằng hắn cũng không thể tru sát Phượng Dục. Phượng Viêm nghe xong, cung kính trả lời Lục Lâm Thiên. Thời điểm này, Hỏa Loan hẳn đã mang Hoàng Lạc Nhan ra khỏi mật địa thiên giới, đồng thời ta cũng nhận được tin tức, nghe nói chủ nhân vài ngày trước đánh chết Pháp Vương. Pháp Vương là tằng tôn của Ô Hỏa Tán Nhân, hiện tại Ô Hỏa Tán Nhân đang triệu tập rất nhiều người trong mật địa thiên giới đối phó chủ nhân. Ta và Hỏa Loan cũng có ý định sau khi mang Phượng Dục cùng Hoàng Lạc Nhan đi ra, sẽ liên thủ với Ô Hỏa Tán Nhân đối phó chủ nhân. Ô Hỏa Tán Nhân. Lục Lâm Thiên thì thào, hắn rất quen thuộc người này, lập tức nhớ tới sau khi mình đánh chết một ít người trong chấp pháp đội. Ô Hỏa Tán Nhân chính là người trưởng hình phạt trong mật địa thiên giới, cũng là trưởng thượng trong chiến thiên liên minh, cũng là sư phụ của Hoài Như Danh, là người Ô gia. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nặng nề, hàn quang khẽ nhúc nhích. Lập tức đối với Phượng Viêm hỏi. Lúc trước ta bị Minh Linh chặn giết, tin tức này là do Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi truyền cho Thiên La Minh. Phượng Viêm gật đầu, nói. Đúng vậy, tin tức là chúng ta truyền ra, còn đạt được Minh Linh nhất tộc hai kiện thông linh bảo khí. Giá trị của ta chỉ là hai kiện thông linh bảo khí, cái giá này quá thấp. Hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên bùng nổ, quả nhiên là Phượng Hoàng nhất tộc âm thầm bán đứng, so với Thiên La Minh. Giờ phút này hành động của Phượng Hoàng nhất tộc càng làm Lục Lâm Thiên tức giận. Phượng Viêm nói tiếp. Chủ nhân, tin tức này không chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc phát ra, còn có nội gián trong Lục Gia Quân truyền ra, Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta đã chôn ám tuyến bên cạnh ngươi. Nội gián trong Lục Gia Quân là ai? Lục Lâm Thiên nghe vậy, toàn thân run lên, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh, Lục Lâm Thiên cũng không phải lo lắng cho mình, Lục Gia Quân có nội gián của Phượng Hoàng nhất tộc. Như vậy đám người Lục Kinh Vân và Nghĩa Phụ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Phượng Viêm trả lời. Là đoàn trưởng quân đoàn Linh Hỏa Đông Quan Trạch, lúc trước chuyện ở Long Tích Đại Lục cũng là hắn âm thầm báo cho Minh Linh, quân đoàn Linh Hỏa Đông Quan Trạch thèm muốn Hoàng Lạc Nhan đã lâu, cho nên cũng là lúc Phượng Hoàng nhất tộc thừa cơ an bài tai mắt. Nghe vậy, ánh mắt Lục Lâm Thiên bắn ra hàn ý, hắn dù thế nào cũng không ngờ là đoàn trưởng quân đoàn Linh Hỏa Đông Quan Trạch, Đông Quan Trạch thâm trầm đáng sợ. Bản thân mình lúc trước hoàn toàn không phát hiện ra chút nào. Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, xem ra mình phát triển Lục Gia Quân quá nhanh, cho nên mới lưu lại họa lớn trong lòng. Hiện tại có hơn 1.000 vạn Lục Gia Quân,
bị người ta cài tai mắt vào là chuyện không thể ngăn cản, dù là ai cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Nhưng mà địa vị của Đông Quan Trạch trong Lục Gia Quân cực cao, trong hạch tâm của Lục Gia Quân cũng bị cái nội gian là khẳng định. Phượng Viêm, sau này ngươi đi tìm Hỏa Loan cùng Ô Hỏa, chuyện khác nghe ta an bài, đừng bạo lộ thân phận. Lục Lâm Thiên nói với Phượng Viêm. Vâng, chủ nhân. Phượng Viêm gật đầu, thân ảnh lóe lên, biến mất trong hư không. Ô Hỏa, Hỏa Loan, không biết còn có bao nhiêu người, phải nhổ hết mới tốt. Lục Lâm Thiên thì thào, trong mắt bắn ra hàn ý, sau một lúc hắn biến mất tại chỗ. Đêm nay nhìn như bình tĩnh nhưng lại có nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, sát phạt đang diễn ra khắp mật địa thiên giới. Sát phạt phải tới đêm khuya mới dừng lại. Đây cũng là lần sát phạt lớn nhất trong mật địa thiên giới tới bây giờ. Trong thiên giới mật địa, rất nhiều thanh niên bất phàm, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì đã hình thần câu diệt. Bọn họ căn bản không biết mình trêu chọc người nào, chỉ có thể nhận ra những người ra tay, có những người cùng lúc đạt được phong hào chiến hoàng với họ, thậm chí có cả phong hào chiến hoàng mới tới. Sát phạt từ từ bình tĩnh lại, rất nhiều nơi trong mật địa thiên giới sôi trào, nhiều sát phạt như thế nhưng chấp pháp đội hoàn toàn không dám quản. Không ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng đây là hành động chém giết có dự mưu, gọn gàng, tốc độ cực nhanh, đánh chết còn nghênh ngang rời đi. Siêu siêu. Dưới bóng đêm, từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng đáp xuống, một lát thời gian đã có hơn 500 người tụ tập. Vào lúc này trên thân bọn họ đều là mùi huyết tinh. Mấy trăm thanh niên tụ tập quanh vài người đứng đầu, chính là Lục Linh, Thái A, Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiên Thương Ngân, sau lưng còn có không ít thế lực. Tên kia vẫn chưa trở về, hắn đi đối phó ai? Nhâm Tiêu Diêu nói, nếu ta suy đoán không sai, tên kia muốn đích thân đi đối phó những kẻ khó đỡ Upsilon.ng tới nhất, trong nơi này trừ cổ tộc ra, cũng chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc. Tịnh Vô Ngân ôm kiếm đứng đó, khí tức trên người lăng lệ không ít, trong lúc mơ hồ còn mang theo huyết tinh nhàn nhạt. Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Dục cùng Hoàng Lạc Nhan. Ánh mắt Nhâm Tiêu Diêu rung động, thở dài nói. Ta đã sớm đoán ra một ít, sợ rằng tên kia sợ chúng ta chọc phiền toái, cho nên hắn mới tự đi đối phó Phượng Hoàng nhất tộc. Thiếu chủ trở về. Nhâm Tiêu Diêu vừa nói xong, vô tướng ngẩng đầu nhìn qua không gian. Mọi người nghe vậy đều ngẩng đầu nhìn lên. Trên không trung có thân ảnh áo xanh đang bay tới. Người này đương nhiên là Lục Lâm Thiên, thân ảnh Thái A bay lên, nói với Lục Lâm Thiên. Sư phụ, chúng ta đã thanh lý xong, chỉ có một chút người bị thương, còn lại không có trở ngại. Thái A báo cáo với Lục Lâm Thiên, hơi gật gật đầu, tốc độ này đúng là rất nhanh, nhưng mà nhiều người đồng thời ra tay đã rất khá rồi. Những thế lực bình thường không có quá nhiều người trong mật địa thiên giới. Căn bản không phải là đối thủ của mọi người. Mạc Kình Thiên đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, nói. Phượng Hoàng nhất tộc đều giải quyết chứ. Lục Lâm Thiên lắc đầu, nói. Ta đi trễ một ít, Phượng Dục đã giải quyết, nhưng mà Hoàng Lạc Nhan đã bị người ta mang đi. Phượng Dục bị giết. Trong đám người, những thanh niên cùng tham gia vạn thế đối quyết với Phượng Dục đều ngạc nhiên không ít. Ánh mắt của những người khác chấn động. Ai cũng rõ ràng Phượng Dục chính là kỳ tài khó gặp của Phượng Hoàng nhất tộc, lúc này Phượng Dục bị giết, đối với cả Nguyệt Hoàng thế giới và Phượng Hoàng nhất tộc cũng là đả kích cực lớn. Lục Lâm Thiên nhìn sang mọi người, ôm quyền nói. Chư vị giải tán đi, ta nhận được tin tức, sợ rằng chậm nhất chiều mai, có lẽ còn sớm hơn, những lão gia hỏa thế lực sau lưng bọn chúng sẽ đối phó ta, việc này một mình ta ứng phó là được rồi, nhiều người không nhất định hữu dụng, lần này đa tạ. Ngươi sợ thực lực chúng ta hay sợ thế lực sau lưng chúng ta không chống lại đám lão gia hỏa kia? Tịnh Vô Ngân ôm kiếm đứng đó, ngẩng đầu nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Giết đám nhỏ, những lão già sẽ nhảy ra, yên tâm đi, ta đã sớm thông báo với người Tịnh gia, những lão gia hỏa kia chạy tới, người Tịnh gia ta sẽ xuất hiện. Trùng hợp nhỉ, ta cũng thông chi lão nhân trong Nhâm gia, hắc hắc. Nhâm Tiêu Diêu cười hắc hắc, ánh mắt có tinh mang hiện lên. Ta cũng thông chi những tộc lão, thật trùng hợp. Đám người Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu cũng gật đầu, bọn họ đều thông chi lão nhân trong nhà mình. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua những người này, quả nhiên không ai dễ chọc. Lục Lâm Thiên vốn cảm thấy bọn họ chủ yếu giúp mình, hiện tại Lục Lâm Thiên có cảm giác đây không phải là giúp mình,
mà là mình đang giúp bọn họ thanh trừ không ít thế lực. Yên tâm đi, những lão nhân kia tới, chúng ta cũng không sợ, chúng ta nên quan sát biến hóa. Mạc Kình Thiên vỗ vai Lục Lâm Thiên. Đêm nay đánh thật đã ghiền, chúng ta cũng nổi danh trong mật địa thiên giới, ha ha. Nhâm Tiêu Diêu cười ha ha. Mọi người lập tức phụ họa, đêm nay rất thoải mái, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra trong mật địa thiên giới, thật sự đúng là chưa ai dám làm, cũng không ai dám làm thế trong mật địa thiên giới, lúc này nếu không có Lục Lâm Thiên, bọn họ tuyệt đối không dám. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả mọi người rất rõ ràng Lục Lâm Thiên là chân lý Niết Bàn, cho nên Lục Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không có việc gì, chân lý Niết Bàn là người không phải ai cũng có thể động vào. Lần trước nghe nói Lục Lâm Thiên vẫn lạc, cả thế giới thượng thanh đều xuất động không ít cường giả quét ngang chủng tộc Minh Linh, giết không ít thế hệ trẻ của Minh Linh trả thù, đủ thấy cấp trên xem trọng Lục Lâm Thiên cỡ nào. Cho nên mọi người suy đoán đi theo Lục Lâm Thiên, chỉ cần Lục Lâm Thiên không có việc gì, bọn họ cũng không có việc gì. Huống chi cũng không biết vì sao, lão nhân trong tộc nghe xong cũng không phản đối, cũng không có nói rõ, nhưng mà lại nói lời khích lệ, thậm chí âm thầm nhắc nhở bọn họ. Tốt nhất nên nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm với Lục Lâm Thiên nhiều hơn. Lục Lâm Thiên nhìn qua những người này, lập tức cười bất đắc dĩ, biết rõ mình bị mượn tay giết người. Ta nói hiện tại cũng không muộn, bằng không mọi người cùng uống rượu đi, chúc mừng tên này đại nạn không chết, chân lý Niết Bàn, danh chấn 3.000 đại thế giới. Mạc Kình Thiên vỗ vai Lục Lâm Thiên, lập tức quay đầu nhìn đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, nói sang chuyện khác. Chủ ý này không tệ. Rất lâu không uống rượu, thật sự hoài niệm. Tịnh Vô Ngân ôm kiếm nói ra, với thiên phú của hắn rất khó tìm người uống rượu với mình, bởi vì đây là chuyện khó khăn. Nếu tìm người cấp độ không bằng hắn, làm sao có thể uống tận hưng? Cải lương không bằng bạo lực, đêm nay vẫn còn sớm đấy. Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Thiên Thương Ngân, Độc Nhất Đao cũng phụ họa, bọn họ cũng giống như vậy, bình thường rất khó tìm người uống rượu. Mấy trăm người khác nghe xong cũng hứng thú, có thể uống rượu với những người cường hãn trong cùng thế hệ, uống rượu cùng chân lý Niết Bàn, đây chính là cơ hội khó có được. Cho dù uống một lần, vậy sau này cũng được xem là chuyện vinh quang đấy. Chuyện khác ngày mai nghĩ, uống rượu đi. Mạc Kình Thiên cười nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười cười, nhún nhún vai, nhìn Mạc Kình Thiên, nói. Uống đi, nhưng mà sợ rượu không đủ. Yên tâm. Tuyệt đối đầy đủ. Giang Đảo Lưu vỗ ngực cười hắc hắc, hắn xuất ra không ít rượu trong nhẫn chữ vật. Tịnh Vô Ngân nhìn qua Lục Lâm Thiên cười nói. Người đại khái còn không biết thế giới song tinh thừa thải hảo tử, không ít cường giả đều thích rượu ở đó đấy. Nha! Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, lập tức nói. Nhưng mà thiếu đồ nhắm rượu. Thiếu chủ, vật nhắm rượu giao cho ta. Ta cũng đi hỗ trợ. Lục Linh lập tức nói. Khi Lục Linh nói xong, hai người đều bay đi. Phô tướng cùng Lục Linh chạy thật nhanh, ta đang muốn nói, trên người của ta cũng mang theo vật nhắm rượu đấy. Giang Đảo Lưu bất đắc dĩ nói. Mọi người mỉm cười, mọi người ở đây lai lịch bất phàm, bối cảnh rất mạnh, nhưng không có ai dám vô lễ với vô tướng. Cường giả hóa hồng cảnh, cho dù vô tướng là hộ hoàng đội, nhưng lúc này có tu vị hóa hồng cảnh thì địa vị không tầm thường. Huống chi sau lưng vô chính là Lục Lâm Thiên. Về phần Lục Linh, tự nhiên không ai dám vô lễ, vô thượng Niết Bàn, thiên bảng bài danh 15, sư đệ Lôi Tiểu Thiên, lai lịch này còn mạnh hơn phong hào chiến hoàng. Sau một lát, trong đình viện có mấy trăm người uống rượu. Lúc trời sáng sao mờ, lúc này mây đen tán đi, mặt trời từ từ ló dáng. Uống, cạn, trên ngọn núi, những vò rượu chất cao như núi, mấy trăm người không ngừng cạn chén. Siêu siêu. Vô tướng và Lục Linh đi rồi quay về, trong những chữ vật có nhiều hoa quả tươi, còn có những yêu thú cấp thấp chưa mở linh trí, có yêu thú hậu thiên cấp 2, cũng không biết vô tướng và Lục Linh lấy từ chỗ nào. Thứ tốt, có thịt ăn. Lục Lâm Thiên thấy thế, lập tức vui vẻ. Sau một lát, trên ngọn núi có mùi thịt mỡ bay lên. Vô tướng, Lục Linh, đón lấy. Mạc Kình Thiên ném hai vò rượu về phía Lục Linh và vô tướng. Uống. Trên ngọn núi lúc này đầy mùi rượu thịt. Ồ, bọn họ đang làm cái gì? Hình như là Lục Lâm Thiên và Lục Linh, Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân đang uống rượu ăn thịt. Người cũng không ít, chúng ta cũng nên tham gia đi.
ta vừa mới biết được, đám người Nhâm Tiêu Diêu và Tịnh Vô Ngân đột nhiên dẫn người giết không ít người đấy. Ta cũng nhìn thấy Tuyệt Phong Hoa dẫn người giết mấy người trong tuần tra đoàn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không thể nào, ta nhìn thấy Giang Đảo Lưu giết hai người trong chấp pháp đoàn, hôm nay đám người này tụ tập uống rượu. Trên ngọn núi tiếng động tĩnh huyên náo hấp dẫn nhiều người vây xem, ngửi được mùi thịt và rượu tỏa ra chung quanh, nhưng không ai dám tới gần, âm thầm quan sát tình thế. Đối với tu luyện giả mà nói, đặc biệt là tu luyện giả tiến vào mật địa thiên giới đã sớm không cần ăn uống, nhưng việc ăn uống không ai lại bỏ qua. Trên ngọn núi, tiếng cạn chén vang lên, rượu qua ba tuần vẫn rất náo nhiệt, hào hứng tăng vọt. Sau một lát, trước ngọn núi, Lục Lâm Thiên kéo Mạc Kình Thiên tới một tảng đá lơ lửng trên không trung, nói. Kình Thiên huynh đệ, ta có chuyện cần hỏi ngươi, hôm nay ngươi phải nói cho ta biết. Mạc Kình Thiên sững sờ, buông vò rượu trong tay ra, nói. Chuyện gì, có cần phải làm bộ nghiêm trọng như vậy không, hỏi đi, ta cũng không có gì phải giấu ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn Mạc Kình Thiên, nói. Ngươi nói cho ta biết, nàng ở nơi nào? Nàng kia. Mạc Kình Thiên lắc đầu, nâng vò rượu lên uống, nói. Giang Đảo Lưu mang đến rượu đến thật không tệ, thật là hảo tử, so với rượu ta và đại ca, tam muội trộm của lão đầu tử còn không kém chúng ta bao nhiêu. Vừa dứt lời, dường như Mạc Kình Thiên nhớ tới cái gì, lập tức nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi. Ngươi hỏi là tam muội. Lục Lâm Thiên gật đầu, còn nhớ rõ trước khi yêu nữ rời đi, chính mình từng nói, không bao lâu sẽ đi tới Phong Vân Sơn, kéo nàng làm nữ nhân của mình. Mà yêu nữ lại nói, chỉ có chờ chính mình đứng trong vạn thế đối quyết, tiến vào thương khung chiến trường mới có tư cách đó, mà bây giờ từ biệt hơn 1.000 năm, vạn thế đối quyết mình đã đánh bại các phong hào chiến hoàng, thương khung chiến trường cũng đi qua, đảo mắt ngàn năm, bây giờ không biết yêu nữ ra sao. Ai? Mạc Kình Thiên nhìn qua Lục Lâm Thiên, lúc này uống cạn vò rượu, hắn dùng ống tay áo lau sạch rượu trên miệng, lúc này mới tiếp tục nói với Lục Lâm Thiên. Ta nghĩ đến ngươi cũng đã quên, hơn 1.000 năm rồi. Lục Lâm Thiên cười nhạt, áo bào xanh khẽ nhúc nhích nâng vò rượu lên, hắn nhìn lên bầu trời, nói. Tại sao lại quên? Mạc Kình Thiên nhìn qua Lục Lâm Thiên, thần sắc nghiêm túc không ít, nói. Nếu trước khi ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm cùng chân lý niết bàn, ngươi có thể quên ta sẽ không chút do dự cao hứng thay ngươi, mà bây giờ, ta không biết nên nói thế nào. Mạc Kình Thiên lúc này ngưng trọng và bất đắc dĩ, hắn không rõ quá nhiều tình huống của tam muội, lão đầu tử và đại ca chưa nói nhiều với hắn, thậm chí bản thân tam muội cũng không rõ ràng. Nhưng Mạc Kình Thiên biết rõ, địa vị tam muội quá lớn, lão đầu tử năm đó trong lúc vô tình nói lộ ra, địa vị của tam muội ngay cả cổ tộc cũng không thể so sánh. Cho nên, nếu lúc trước với thân phận Lục Lâm Thiên, cho dù thiên phú bất phàm, nhưng muốn chính thức ở cùng tam muội, độ khó cực kỳ khủng khiếp. Mà bây giờ, thân phận là người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm và chân lý niết bàn, hắn kéo gần cái hào rộng này rất nhiều, nhưng tình huống trước mắt Mạc Kình Thiên cũng rất bất đắc dĩ, thậm chí không quá rõ ràng. Chẳng lẽ, Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt sững sờ, trước khi ma linh yêu nữ rời đi mang theo thương thế không nhẹ, nhìn Mạc Kình Thiên, hắn la lên. Chẳng lẽ nói xảy ra chuyện gì, hoặc thương thế của nàng? Thương thế của nàng không có vấn đề. Nhưng ta không biết nói sao với ngươi, nói thật, bản thân ta kiến thức nửa vời, cũng không cách nào nói với ngươi đấy. Mạc Kình Thiên lắc đầu bất đắc dĩ thở dài, tình huống này hắn không biết phải làm sao. Nàng là tam muội của ngươi, sao ngươi không rõ ràng? Lục Lâm Thiên khó hiểu hỏi Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên lắc đầu, nói với Lục Lâm Thiên. Ta thực sự không rõ ràng, ba huynh muội chúng ta là lão đầu tử thu nhận giữa đường, lão đầu tử không tệ với chúng ta. Nhưng làm người cay nghiệt làm người ta chán ghét một ít. Dừng một chút, nói lờ đễnh, nhưng Mạc Kình Thiên dường như có chút nhớ lão đầu tử, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Tình huống của tam muội ta thực không phải quá rõ ràng, thậm chí lai lịch trước kia của tam muội cũng không biết, đại ca ta dường như biết một chút, nhưng mà cũng chưa bao giờ nói, cho nên ta không rõ. Thì ra là như vậy. Lục Lâm Thiên cũng không kỳ quái, từ bộ dáng yêu nữ và Mạc Kình Thiên. Hắn cũng nhìn ra một ít, lại nói với Mạc Kình Thiên. Hiện tại nàng đang ở Phong Vân Sơn sao? Không, từ lần trước từ thế giới thị hoang trở về, nàng đã theo đại ca rời đi. Mạc Kình Thiên lắc đầu,
lại nhìn Lục Lâm Thiên một hồi, tiếp tục nói. Ta cũng không biết Tam muội đi nơi nào, về sau ta hỏi lão đầu tử bảo ta không nên hỏi nhiều, về sau tự biết. Sau này ta tham gia vạn thế đối quyết, ta vẫn ở trong mật địa thiên giới, trước kia còn có thể nghe một ít tin tức từ Phong Vân Sơn, từ khi đồn đãi ngươi gặp chuyện không may, mật địa thiên giới phong tỏa tất cả tin tức, ta cũng không có tin tức từ Phong Vân Sơn. L. Ục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt than thở, lập tức cầm vò rượu uống hai ngụm. Lâm Thiên huynh đệ, tình huống Tam muội ta biết không phải quá nhiều, cho nên cũng không nói gì với ngươi. Mạc Kình Thiên cùng Lục Lâm Thiên uống hai ngụm, lại nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, có lẽ Tam muội không giống lúc trước. Không giống thế nào? Lục Lâm Thiên nghe vậy, lại nghi hoặc hỏi Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên gật gật đầu, cười khổ nói. Không biết sau khi Tam muội rời khỏi thế giới thị hoang, ngươi có phát hiện Tam muội có biến hóa khác với trước kia hay không, loại biến hóa này làm cho Tam muội không bình thường. Lục Lâm Thiên nghe vậy, suy tư một hồi, ban đầu ở trong thế giới thị hoang, khí tức trên người ma linh yêu nữ sinh ra biến hóa khác thường và lạ lẫm thời gian ngắn, trên người xuất hiện khí tức không nói nên lời, khí tức này hoàn toàn ngược với khí tức nóng bỏng của nàng, đó là khí tức thánh khiết, cao quý và không thể khinh nhờn. Cẩn thận nhớ lại, Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ ma linh yêu nữ vẫn tu luyện độc công và linh hồn áo nghĩa, về sau lại thể hiện ra phong thuộc tính áo nghĩa, trên người tràn ngập khí tức không tầm thường, dường như có liên hệ với nguyên đan chữ vạn của mình, đã từng làm nguyên đan chữ vạn run lên. Nhưng mà ngược lại sau này khôi phục như thường, không cẩn thận hồi tưởng, Lục Lâm Thiên cũng quên biến hóa như vậy. Hình như có chút không giống. Một lát sau, Lục Lâm Thiên nói với Mạc Kình Thiên. Trong lòng ngươi hiểu rõ là được, chuyện cụ thể ta cũng không biết. Mạc Kình Thiên nhìn Lục Lâm Thiên nói. Thế nhưng sau chuyện lần này ta sẽ nghĩ biện pháp hỏi thăm tin tức của Tam muội, ít nhất cũng để cho ngươi biết rõ một ít rồi chuẩn bị. Lục Lâm Thiên gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Mạc Kình Thiên cũng không biết, hắn cũng không có cách nào. Lúc trước sư phụ Tam Kỳ lão nhân hắn dường như biết rõ một ít thứ gì đó che giấu, hắn lập tức nói tiếp với Mạc Kình Thiên. Tam Kỳ sư bá hiện tại thế nào rồi? Mạc Kình Thiên nhún nhún vai nói. Ta cũng không biết, sau khi sư phụ nói một tiếng muốn bế quan đã hơn 1000 năm rồi, ta cũng chưa được gặp a. Lục Lâm Thiên cười khổ, cường giả bế quan, thời gian hơn 1000 năm cũng không tính vào đâu, coi như bế quan mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm cũng là chuyện bình thường. Một khi đã bế quan không biết tới bao giờ mới có thể nhìn thấy. Uống rượu. Đã nói hôm nay không nói tới chuyện khác, uống. Mạc Kình Thiên giơ vò rượu về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười cười, vươn tay cạch vò rượu với đối phương một cái, nhanh chóng uống một ngụm lớn. Hai người các ngươi chạy xa như thế làm gì? Mau tới đây. Sau ngọn núi, đám người Nhâm Tiêu Diêu quát lớn với hai người. Hai người Lục Lâm Thiên, Mạc Kình Thiên nhìn nhau cười cười, lập tức thả người nhảy tới, lần nữa đối ẩm với mọi người. Thật vất vả mới uống được một hồi, tự nhiên mọi người sẽ không vận dụng thủ đoạn bức rượu ra cơ thể, đối với bọn họ mà nói, có thể để cho mình và người bình thường uống say một hồi là chuyện không dễ. Chỉ bằng vào thể chất của một niết bàn cảnh, một tuyên cổ cảnh, rượu bình thường căn bản không thể làm cho bọn họ có phản ứng. Nhưng mà rượu giang đảo lưu mang tới tự nhiên không phải tầm thường, vốn là thứ chuyên dành cho tu luyện giả uống, người bình thường căn bản không thể đỡ upsilon.ng vào. Trừ phi là không muốn sống. Cho nên uống nhiều rượu này khiến cho mọi người mơ mơ hồ hồ. Trên trời, trăng sáng bắt đầu xuất hiện tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trên ngọn núi, mọi người đã bắt đầu say, không ngừng có người gục xuống. Còn lại đám người Lục Lâm Thiên khuôn mặt đỏ bừng, sau khi nhìn nhau cười to, lập tức khoanh chân bắt đầu điều tức trên ngọn núi. Một lát sau, quanh thân bắt đầu được quang mang áo nghĩa thuộc tính bao phủ, khí tức từ từ nội liễm. Sáng sớm, mọi âm thanh trong thiên địa dường như đều biến mất, sau lưng ngọn núi, từ phía đông bắt đầu có một tia sáng chiếu rọi. Một lát sau, ánh sáng ngày càng rực rỡ, những ngôi sao mờ mờ trên bầu trời bắt đầu biến mất. Sáng sớm, trong dãy núi xanh biếc là một mảnh xanh ngắt, trên sườn núi lộ ra sinh cơ bừng bừng, một mùi hương hoa cỏ tràn vào mũi mọi người khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Siêu siêu! Bỗng dưng! Kim mang nhàn nhạt giống như vô số sợi tóc quanh thân Lục Lâm Thiên đột nhiên tiến vào trong cơ thể, hai con mắt hắn mở ra, tinh mang mang theo khí tức man hoang,
cổ xưa từ trong mắt tràn ra, chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn phía trước, Lục Lâm Thiên lập tức đứng dậy, trường bào màu xanh khẽ nhúc nhích, mở miệng nhẹ giọng nói. Chư vị, có người tới, có lẽ là tới gây phiền phức cho chúng ta. Siêu 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 siêu. Trên ngọn núi, từng cỗ khí tức lập tức chấn động, quang mang áo nghĩa thuộc tính liên tiếp thu liếm, hai con mắt đang nhắm mở ra, tinh mang trong mắt bắn ra. Những người tối qua say mềm dưới động tĩnh bực này lập tức tỉnh lại, nhanh chóng chuẩn bị đối phó. Là Phượng Hoàng nhất tộc và người Ô gia tới sao? Đám người Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tĩnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, ánh mắt theo Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú về phía trước. Lúc này mọi người coi như biết rõ thực lực của Lục Lâm Thiên mạnh mẽ ra sao, Lục Lâm Thiên dường như đã sớm cảm nhận được khí tức tới, mà hiện tại bọn họ còn chưa dò xét ra thứ gì, khác biệt như vậy đã coi như là một cái hào rộng lớn. Nhưng mà mọi người cũng không biết, thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại bọn họ có khả năng đánh đồng hay không. Nhưng mà lúc này phát hiện người Phượng Hoàng nhất tộc và Ô gia tới đây, Lục Lâm Thiên lại nhanh chóng biết rõ, là gì hắn bố trí huyết hồn ấn trong đầu Phượng Viêm. Sau đó dưới tình huống tâm thần tận lực dò xét lúc này mới phát hiện ra người của Phượng Hoàng nhất tộc và Ô gia đang tới. Hẳn là vậy, người tới còn không ít. Lục Lâm Thiên gật đầu nói với đám người sau lưng, tâm thần tản ra chung quanh, hắn đã phát hiện ra không ít người đang tới đây. Xem ra sắp náo nhiệt rồi. Ánh mắt Lục Linh biến ảo, trên người có khí tức huyết sát âm hàn bắt đầu lan tràn, khiến cho tất cả mọi người chung quanh có cảm giác tóc gáy dựng đứng. Siêu siêu. Trong khoảng thời gian ngắn, trước không trung xuất hiện hơn chục đạo thân ảnh. Lục Lâm Thiên, cút ra nhận cái chết cho ta. Một tiếng hét lớn phá không cuồn cuộn truyền tới. Trong mấy hơi thở, khi tiếng hét lớn này vừa dứt, hơn 10 đạo thân ảnh này đã xuất hiện trên không trung ngọn núi. Từng đạo thân ảnh đạp không đứng lơ lửng, từng cỗ khí tức cường hãn lập tức khuếch tán ra chung quanh. Hai người dẫn đầu là một lão giả mặc trường sam, khuôn mặt âm hàn, tóc trắng xóa. Cùng với một mỹ phụ nhân vẻ mặt âm hàn, khí tức nóng bỏng, trong mắt tràn ngập vẻ giận dữ giống như có hỏa diễm đang nhảy nhót. Ánh mắt hai người này đều mang theo sát ý ngập trời nhìn vào mấy trăm người trên ngọn núi. Nhưng mắt thấy mấy trăm người này, lão giả kia và mỹ phụ nhân không khỏi âm thầm biến sắc. Ánh mắt tràn ngập sát ý của lão giả âm trầm cùng với mỹ phụ nhân kia cuối cùng dừng lại trên người Lục Lâm Thiên. Sát ý cuồn cuộn trong mắt không thèm che giấu. Giống như định dùng ánh mắt băm vằm Lục Lâm Thiên thành vạn đoạn vậy. Là Ô Hỏa Tông lão trưởng quản hình pháp. Còn có Hỏa Loan Tông lão. Nghe nói Pháp Vương là chắt trai của Ô Hỏa Tông lão, người này bị Lục Lâm Thiên giết, thời điểm này sợ rằng đám người này đang tìm Lục Lâm Thiên tới báo thù. Còn có cường giả Tùng gia và cường giả Tinh gia a. Tối hôm qua đám người Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu giết người Tùng gia và Tinh gia, sợ rằng đám người này gặp phiền phức rồi. Bốn phía ngọn núi, buổi tối hôm qua cũng bắt đầu xuất hiện đám người vây xem náo nhiệt tụ họp, lúc này đám người này bắt đầu thấp giọng thì thào nói ở phía xa. Mọi người cũng không khó nhận ra, sợ rằng trong mật địa thiên giới này sợ rằng sắp có náo nhiệt xảy ra. Lục Lâm Thiên tiến lên, mật địa thiên giới lần nữa náo nhiệt thêm vài phần. Ô Hỏa tán nhân của Ô gia, Hỏa Loan của Phượng Hoàng nhất tộc, là hai hóa hồng trong ba hóa hồng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi. Nhìn hai người dẫn đầu, trong hai người có một người là Ô Hỏa tán nhân mà hắn đã có khúc mắc từ trước. Mỹ phụ nhân âm trầm kia là Hỏa Loan của Phượng Hoàng nhất tộc. Hơn 1000 năm trước, Lục Lâm Thiên còn khó có thể dò xét ra thực lực của hai người này, lúc ấy hắn đối với hóa hồng cảnh cũng không hiểu nhiều lắm. Mà lúc này dò xét Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra Hỏa Loan kia đã là nhị nguyên trung xúc hóa hồng cảnh, từ khí tức trên người xem ra, hẳn là thời gian đột phá cũng không quá dài. Mà Ô Hỏa tán nhân kia Lục Lâm Thiên lại có chút ngạc nhiên, Ô gia này hẳn không bằng Nhâm gia và Tịnh gia, nhưng mà Ô Hỏa tán nhân này lại là tam nguyên đại xúc hóa hồng cảnh, từ khí tức trên người, thậm chí là thời gian đột phá cũng không ngắn, khí tức trên người cực kỳ ổn định. Bởi vì bây giờ Lục Lâm Thiên cũng còn không biết, Ô Hỏa tán nhân này là cường giả Ô gia, tam nguyên hóa hồng, thực lực mạnh mẽ. Ô gia này sau khi xuất hiện Ô Hỏa tán nhân danh chấn thượng thanh đại thiên thế giới xong. Vô số năm về sau cũng không có xuất hiện người trẻ tuổi nào có thể so sánh với Ô Hỏa tán nhân lúc trước. Thế cho nên từ trước tới nay Ô gia đều dựa vào Ô Hỏa tán nhân chèo chống Ô gia to lớn. Ô gia tuy rằng cũng có chút cường giả, thế nhưng không có ai có tư cách đột phá tới hóa hồng cảnh. Lần này thật vất vả mới xuất hiện một pháp vương,
thiên phú so với ô hỏa tán nhân khi còn trẻ cũng không kém là bao, không có thông qua vạn thế đối quyết tiến vào mật địa thiên giới. Nghe nói lúc trước pháp vương này đang trong lúc đột phá, cho nên bất đắc dĩ mới buông tha vạn thế đối quyết, cuối cùng dùng con đường khác tiến vào mật địa thiên giới. Những năm này pháp vương vẫn luôn ở trong mật địa thiên giới có biểu hiện không tầm thường. Trong vòng mấy ngàn năm đã đột phá tới tuyên cổ cảnh cao giai, có hy vọng nhanh chóng đặt chân lên hóa hồng cảnh, ai ngờ lại bị Lục Lâm Thiên vừa mới tiến vào mật địa thiên giới dùng một chiêu diệt sát. Sau khi ô hỏa tán nhân biết được chuyện này trong lòng vô cùng giận dữ, hận không thể băm vằm Lục Lâm Thiên thành vạn đoạn. Khiến cho Lục Lâm Thiên thần hồn câu diệt cũng không đủ tiêu mối hận trong lòng hắn, Lục Lâm Thiên không chỉ giết pháp vương mà còn cắt đứt tiền đồ của ô gia hắn. Đương nhiên lúc này ba người ô hỏa cũng không biết, ô gia hắn không may, mà ngay cả sau này ô gia cũng không có tiền đồ gì đáng nói. Mà khi ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua đại khái chừng 50 người sau lưng ô hỏa tán nhân và hỏa loan, trừ phượng viêm trong đó ra, không ngờ lại có ba hóa hồng cảnh, nhưng mà đều là nhất nguyên tiểu xúc hóa hồng cảnh, không biết là tới từ thế lực phương nào, ít nhất có thể khẳng định, cùng một phen với ô hỏa tán nhân, hỏa loan. Những người còn lại ngoại trừ ba hóa hồng cảnh vừa rồi đều là niết bàn cảnh. Nhìn đám người này, Lục Lâm Thiên lẳng lặng đứng đó, không để ý quá nhiều, ô hỏa tán nhân mạnh nhất cũng tam nguyên hóa hồng mà thôi. Loại thực lực này không có tư cách khiến cho hắn lo lắng. Tất cả đã nằm trong dự liệu của Lục Lâm Thiên, những gia tộc như ô gia so với nhâm gia, tịnh gia yếu hơn. Tăng thêm hóa hồng cảnh vô cùng khó đột phá. Cho nên trong những gia tộc này cũng không có khả năng xuất hiện quá nhiều cường giả, chứ đừng nói xuất hiện thêm hóa hồng cảnh cao nguyên. Bằng không mà nói, đám gia tộc như ô gia cũng không bị nhâm gia, tịnh gia áp chế. Ngược lại phượng hoàng nhất tộc chỉ có một hỏa loan và phượng viêm, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy bất ngờ. Lục Lâm Thiên, dám giết người phượng hoàng nhất tộc ta, hôm nay nhất định ngươi phải trả giá. Lục Lâm Thiên. Lần trước đánh chết nhiều người của chấp pháp đội ta như vậy, lần này cũng không có ai trêu chọc ngươi mà ngươi lại dám giết pháp vương, còn tụ tập nhiều người đồ sát nhiều tu luyện giả trong thiên giới như vậy, tâm địa độc ác như thế, ngày hôm nay không thể để cho ngươi còn sống trên đời này được. Hai người hỏa loan, ô hỏa lơ lửng đứng trên không trung, mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập sát ý không thèm che giấu. Ba nhất nguyên hóa hồng cảnh sau lưng hai người này cùng với không ít lão giả. Trung niên có tu vi tuyên cổ cảnh vẻ mặt âm trầm, ánh mắt giận dữ, đoán chừng người chết đêm qua có quan hệ cực lớn với bọn họ. Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Mặc Kình Thiên nhìn lên trên không trung, ánh mắt khẽ đổi, bọn họ cảm nhận được có mấy hóa hồng cảnh trong đội ngũ này, đội hình này không nhỏ, giữa hóa hồng cảnh và tuyên cổ cảnh là cách biệt giữa trời và đất. Nếu như là tuyên cổ cảnh, cho dù là tuyên cổ cảnh cao giai bọn họ cũng không sợ mà chống lại một chút. Nhưng mà hóa hồng cảnh cũng đủ để khiến cho bọn họ biết khó mà lui. Lục Lâm Thiên nhìn đám người trên không trung, một tam nguyên hóa hồng, một nhị nguyên hóa hồng, tăng thêm ba nhất nguyên hóa hồng, không nói trước có quân cờ ẩn như Phượng Viêm và Vô Tướng, coi như một mình gặp phải mấy người này Lục Lâm Thiên cũng không thèm chú ý. Tam nguyên hoa hồng, Lục Lâm Thiên làm sao không có sức liều mạng, cần gì phải sợ. Nhìn ô hỏa tán nhân, hỏa loan và những người khác trên không trung. Thân hình Lục Lâm Thiên đứng thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt, hắn lạnh lùng nói. Ô hỏa, hỏa loan, bản thân các ngươi làm gì tự các ngươi hiểu rõ nhất. Đây một phần của hậu quả mà thôi, đã dám làm thì phải gánh chịu hậu quả, chuyện này rất công bằng. Lục Lâm Thiên, ngươi nói hưu nói vượn gì đó, muốn chết. Hỏa loan nghe vậy, nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt có cảm giác giống như chột dạ. Nàng ta lập tức chính khí nói. Nếu như chuyện Phượng Hoàng nhất tộc lần trước bán đứng Lục Lâm Thiên truyền ra ngoài, đến lúc đó cả thượng thanh thế giới sẽ không bỏ qua cho Phượng Hoàng nhất tộc các nàng. Xoẹt! Tiếng quát vừa dứt, hỏa loan bỗng nhiên lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Thân hình xẹt qua không trung, trong tay đột nhiên có một đạo chảo ấn nóng bỏng được ngưng tụ, chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Phải nhanh chóng đánh chết Lục Lâm Thiên, không để cho hắn ta có bất kỳ cơ hội nào. Đây chính là cơ hội mà bọn họ đã sắp xếp tốt từ trước. Nếu chậm, không nhất định có thể giết được Lục Lâm Thiên này nữa. Nhìn hỏa loan công kích, trong chớp mắt này Lục Lâm Thiên vẫn lẳng lặng đứng đó, trong mắt lại tràn ngập sát ý không ngừng lan tràn ra. Hỏa loan, bắt nạt tiểu bối cũng không hay a. Nhưng vào lúc này trên không trung có một tiếng quát không chút khách khí vang vọng. Một đạo thân ảnh xuất hiện, khí tức linh hồn cuồn cuộn rồi lan tràn.
năm ngón tay nắm lại trạo thành quyền, một đạo quyền ấn được đánh ra. Lực lượng mạnh mẽ lan tràn, va chạm với trảo ấn của Hỏa Loan. Xoẹt! Tất cả đều nhanh như thiểm điện, khiến cho không ít cường giả có mặt ở đây cảm thấy hoa mắt. Ầm ầm! Quyền trảo va chạm, uy thế khủng bố kinh người lan tràn, không gian ven đường rạn nứt. Từng đạo gợn sóng trong không gian không ngừng lan tràn ra chung quanh. Khí tức nóng bỏng cuồn cuộn cùng với năng lượng linh hồn minh mông cuồn cuộn lan tràn ra chung quanh. Thái A bái kiến cha nuôi. Sau lưng Lục Lâm Thiên, khi Thái A nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện rồi ra tay, lập tức tiến lên cung kính hãnh lễ. Người này chính là Quỷ Cốc Tông Lão, cha nuôi của Thái A. Miễn lễ, mau đứng dậy. Quỷ Cốc quay người nhìn Thái A, khẽ mỉm cười nói. Quỷ Cốc Tông Lão. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Xoẹt. Trong khoảng thời gian ngắn, sau khi Quỷ Cốc Tông Lão xuất hiện, trên không trung bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh phá không xuất hiện, ước chừng hơn 10 người. Những người này xuất hiện, không trung trên ngọn núi này bắt đầu run lên, từng cỗ khí tức thu liếm, thế nhưng khí tức trong lúc mơ hồ lan tràn ra khiến cho không trung lặng lẽ gió nổi mây phun. Bái kiến chư vị tông lão. Bái kiến lão tổ. Bái kiến sư tôn. Mười mấy đạo thân ảnh này xuất hiện, trên ngọn núi, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu cùng với tất cả mọi người và hộ hoàng đội cung kính hành lễ. Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Nhàn Vân Hoàng giả, còn có Đường Ám Tôn giả. Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, người đến lúc này đều có khí tức hóa hồng cảnh, có nhất nguyên hóa hồng, cũng có nhị nguyên hóa hồng, trừ Quỷ Cốc Hoàng giả Tông Lão ra, còn có Nhâm Ngã Hành của Nhâm gia mà Lục Lâm Thiên biết, Tịnh Kiếm Hoàng của Tịnh gia, Nhàn Vân Hoàng giả, Đường Ám Tôn giả của Đường gia trong hàng ngũ gia tộc thượng cổ. Những người khác Lục Lâm Thiên chưa từng gặp qua, thế nhưng hắn không khó biết rõ đều đám cường giả sau lưng đám người Tuyệt Phong Hoa. Khi nhìn thấy những cường giả này xuất hiện, đám người Ô Hỏa Tán Nhân cùng với Hỏa Loan đều biến sắc, dường như bọn họ thật không ngờ những người này lại xuất hiện nhanh như vậy, so với trong dự tính ban đầu của bọn họ còn nhanh hơn. Thực sự là náo nhiệt a. Nhâm Ngã Hành nhìn đám người Ô Hỏa Tán Nhân, mái tóc dài màu đen có chút tán loạn, ánh mắt như sao. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt. Sau lưng Ô Hỏa Tán Nhân, đại hán trung niên có tu vi nhất nguyên hóa hồng nhìn Nhâm Ngã Hành, lập tức cắn răng tiến lên đối mặt với Nhâm Ngã Hành rồi cả giận nói. Nhâm Ngã Hành, người tới vừa lúc, hậu bối Nhâm gia các ngươi cùng Lục Lâm Thiên tụ tập, tối hôm qua giết người Tinh gia chúng ta, đánh chết tất cả người Tinh gia chúng ta trong mật địa thiên giới. Nếu như ngày hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời, dù thế nào ta cũng phải liều mạng với ngươi. Ồ, có chuyện này sao? Nhâm Ngã Hành lập tức biến sắc, dường như không biết chút nào về chuyện này, hắn quay đầu lại nhìn Nhâm Tiêu Diêu và đệ tử Nhâm ra hỏi. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Các ngươi giết người Tinh gia sao? Sao phải giết người Tinh gia? Nhâm Tiêu Diêu dường như cũng không cảm thấy ngạc nhiên mà lập tức bước ra một bước, nhìn đại hán trung niên có tu vi nhất nguyên hóa hồng của Tinh gia kia, lập tức ngẩng đầu nói với Nhâm Ngã Hành. Thúc công, lúc trước trong vạn thế đối quyết, còn đại biểu cho Nhâm gia có kết minh với Lục gia, Nhâm gia chúng ta và Lục gia cùng chung chiến tuyến, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thế nhưng Tinh gia này lại tham dự cái diệt linh minh gì đó, muốn diệt Lục gia. Làm như vậy là đỡ upsilon.ng chạm tới Nhâm gia chúng ta, cho nên con mới động thủ với Tinh gia. Nghe Nhâm Tiêu Diêu nói, Lục Lâm Thiên lập tức có cảm giác không ổn mơ hồ. Nhâm Tiêu Diêu này mở miệng nói ra rõ ràng đã nghĩ kỹ từ trước, thế nhưng trước đó lại không có như vậy, bên trong rõ ràng có chút không đúng, cụ thể không đúng chỗ nào Lục Lâm Thiên cũng không biết. Nhưng mà người có tu vi nhất nguyên hóa hồng của Tinh gia kia nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, như vậy động Lục gia chính là đỡ upsilon.ng vào Nhâm gia. Động vào người Nhâm gia thì Nhâm gia tự nhiên có thể quang minh chính đại đỡ upsilon.ng vào người Tinh gia a. Thật sao, ngươi là người Nhâm gia ta, dùng địa vị của ngươi trong Nhâm gia, cũng có thể đại biểu cho Nhâm gia kết minh với Lục gia. Nhâm Ngã Hành gật đầu, lại nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, lời Nhâm Tiêu Diêu nói thật không? Con mẹ nó, lại bị bán rồi. Nghe Nhâm Ngã Hành nói, lúc này Lục Lâm Thiên mới bỗng nhiên hiểu ra. Lần này hắn lại bị Nhâm Tiêu Diêu bán. Lúc này Lục Lâm Thiên mới biết rõ, Nhâm gia này rõ ràng muốn cưỡng ép kết minh với Lục gia hắn. Loại tình huống lúc này,
nếu như ở trước mặt mọi người mà hắn gật đầu, thì tương đương với việc thừa nhận, coi như là vốn không có, thế nhưng chẳng khác nào ở trước mặt mọi người liên minh với Nhâm gia. Loại tình huống này hắn cũng không có cách nào không gật đầu. Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Nhâm Tiêu Diêu, thế nhưng lại nhìn thấy đôi mắt tràn ngập vẻ áy náy, ngây thơ của Nhâm Tiêu Diêu nhìn mình. Ai? Lục Lâm Thiên âm thầm thở dài một hơi, xem ra trong lúc không chú ý lại bị bán một lần. Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn qua Nhâm Ngã Hành mà gật đầu, nói. Bẩm Nhâm Tông Lão, chính là như vậy. Nhâm Ngã Hành nở nụ cười thỏa mãn, lập tức nhìn qua người có tu vi nhất hóa hồng của tinh gia kia, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, nói. Tinh Lộ, người nghe thấy chưa? Người động vào Lục gia chính là đỡ upsilon.ng tới Nhâm gia ta. Ta nghĩ hiện tại ngươi nên cho ta một câu trả lời, dám đỡ upsilon.ng vào Nhâm gia ta, các ngươi coi Nhâm gia ta dễ bắt nạt sao? Người gọi là Tinh Lộ có tu vi nhất nguyên hóa hồng của tinh gia lập tức sửng sốt, hắn thật không ngờ cuối mình lại bị cắn ngược lại. Lúc này kẻ đần cũng biết Nhâm Ngã Hành đang ăn nói lung tung. Nếu như Nhâm gia và Lục gia thực sự kết minh, chuyện lớn như vậy tại sao lại im ỉm? Thế nhưng cho dù đây lấy cớ thì hết lần này tới lần khác hắn cũng không tìm được sơ hở, cũng không có cách nào nói lại. Hai mắt người này đỏ thẫm nhìn qua Nhâm Ngã Hành, Tinh Lộ của tinh gia này cơ hồ tức khí tới nội thương, khuôn mặt đỏ rực, mãi một lúc lâu sau dường như không nhịn được mà hét lớn một tiếng. Nhâm Ngã Hành, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Nhâm Ngã Hành không thèm để ý mà nở nụ cười châm chọc nói với Tinh Lộ. Ngươi không phải là kẻ ngu, bằng không ngươi sao dám để cho người tinh gia đi đỡ upsilon.ng vào Lục gia a? Đầu bị lừa đá sao? Tinh gia ngươi là cái quái gì? Còn diệt linh minh, lúc nào tinh gia ngươi bị diệt cũng không biết, ngươi là tẩu hỏa nhập ma chứ không phải là kẻ ngu a? Nhâm Ngã Hành, ngươi, phụt. Nhìn Nhâm Ngã Hành, Tinh Lộ này dường như không dám động thủ với Nhâm Ngã Hành, khuôn mặt vì giận dữ mà tím tái, gân xanh lộ ra. Mãi một lúc lâu sau mới há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhân tài a. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, phải nhìn Nhâm Ngã Hành bằng con mắt khác. Không ngờ không cần ra tay là có thể khiến cho người có tu vi nhất nguyên hóa hồng gọi là Tinh Lộ của tinh gia kia há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Người này là nhân tài, xem ra hắn bị tiểu tử Nhâm Tiêu Diêu kia bán nhất định là do Nhâm Ngã Hành này âm thầm tính kế. Đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng không biết. Tinh Lộ của tinh gia này bị Nhâm Ngã Hành mắng cho bị nội thương, thế nhưng cũng bởi vì Tinh Lộ này vốn đang ở trong lúc quan trọng khi tu luyện, kết quả đột nhiên nghe thấy tinh gia của hắn ở trong mật địa thiên giới cơ hồ bị diệt toàn quân, không còn có một ai, khiến cho hắn tức giận tẩu hỏa nhập ma. Thật vất vả hắn mới áp chế xuống được, lúc này lại bị Nhâm Ngã Hành mắng như vậy, khí huyết công tâm cho nên phun ra máu tươi, quả là vô cùng bi kịch. Tịnh Kiếm Hoàng, Tuyệt Minh Liêm, Tịnh gia và Tuyệt gia các ngươi giết người Tùng gia chúng ta, chẳng lẽ cũng là liên minh với Lục gia hay sao? Một lão giả bên cạnh Tinh Lộ vẻ mặt khó coi tới cực điểm nhìn Tịnh Kiếm Hoàng cùng với một lão giả áo xám. Đám người trẻ tuổi Tùng gia của hắn ở trong mật địa thiên giới đều bị người Tịnh gia cùng với Tuyệt gia giết sạch sẽ. Đương nhiên, ta đã đại biểu cho Tịnh gia kết minh với Lục gia. Tuyệt gia ta từ lâu đã kết minh với Lục gia. Nghe vậy, còn chưa đợi Tịnh Kiếm Hoàng và lão giả áo xám kia lên tiếng, Tịnh Vô Ngân cùng Tuyệt Phong Hoa lập tức tiến lên nói. Ta cũng đại biểu Vô Ảnh Tông kết minh với Lục gia. Giang gia do ta đại biểu cũng đã kết minh với Lục gia từ lâu. Tuyệt Phong Hoa và Tịnh Vô Ngân vừa mới nói xong, Thiên Thương Ngân, Độc Nhất Đao, Giang Đảo Lưu, ba người này lập tức tiến lên phía trước nói, sợ rằng chậm một bước. Nghe Thiên Thương Ngân, Độc Nhất Đao, Giang Đảo Lưu, Tuyệt Phong Hoa, còn có Tịnh Vô Ngân nói, trong mắt Tịnh Kiếm Hoàng và mấy người có tu vi hóa hồng cảnh hiện lên vẻ hài lòng. Một đám hỗn trướng. Chỉ có Nhâm Ngã Hành rất bất đắc dĩ trừng mắt nhìn đám người Tịnh Kiếm Hoàng, đây vốn là kế hoạch mà hắn nghĩ ra a. Không ngờ đám người Tịnh Kiếm Hoàng lại cũng nhúng tay vào, nhất định là vừa rồi đám người này truyền âm để cho đám hậu bối của bọn hắn tiến lên. Gia nhập liên minh với Lục gia, dùng thiên phú và thân phận chân lý niết bàn của Lục Lâm Thiên hiện tại. Sau này có thêm vô số chỗ tốt, cơ hội này đương nhiên không thể bỏ qua. Bị bán lớn rồi. Lục Lâm Thiên liếc nhìn đám người Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không thôi. Thế nhưng trong lòng hắn lại có chút cảm kích, tuy rằng Lục Lâm Thiên biết rõ nguyên nhân mà mọi người kết minh với Lục gia, thế nhưng cũng chứng minh lúc này mọi người công khai ủng hộ hắn.
Ngay cả gia tộc cũng đánh cuộc, quyết định này cũng có chút nguy hiểm. Đáng hận, đây là chuyện vốn không có khả năng a. Nghe đám người Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu nói, khuôn mặt đám người Ô Hỏa Tán Nhân, Hỏa Loan run rẩy. Đám người Ô Hỏa Tán Nhân không ngốc, đương nhiên có thể biết rõ nguyên nhân bên trong, đám người Nhâm gia, Tịnh gia đều nói rõ muốn ủng hộ Lục Lâm Thiên, cưỡng từ đoạt lý như vậy bọn họ còn làm thế nào được cơ chứ? Mạc Kình Thiên tiến lên bên người Lục Lâm Thiên, ngẩng đầu nhìn ba người Ô Hỏa Tán Nhân nói. Về phần Phong Vân Sơn ta sao? Ai cũng biết Lục Lâm Thiên chính là nửa đệ tử của sư phụ Tam Kỳ Tán Nhân của ta, các người đỡ upsilon.ng vào Lục gia đương nhiên chẳng khác nào đỡ upsilon.ng phải ta. Đỡ upsilon.ng phải ta tương đương với việc đỡ upsilon.ng vào Phong Vân Sơn. Các người động Phong Vân Sơn, nếu như khiến cho lão đầu tử khó chịu mà nói, ta nghĩ các người sẽ biết hậu quả a. Lão đầu tử của Phong Vân Sơn. Nghe Mạc Kình Thiên nói, Ô Hỏa Tán Nhân và Hỏa Loan lập tức biến sắc, rõ ràng cực kỳ kiêng kỵ người này. Lão đầu tử Phong Vân Sơn, dường như có chút lai lịch a. Nhìn thấy vẻ mặt đám người Ô Hỏa Tán Nhân và Chu Loan, Lục Lâm Thiên không khỏi có chút giật mình. Sau khi đám người Ô Hỏa Tán Nhân biến sắc, ánh mắt co rúm, đệ tử trong tộc bị giết, coi như phải đối mặt với người còn thực lực mạnh hơn bọn họ không thể buông tha cho Lục Lâm Thiên này. Đường ám trưởng lão, người phải làm chủ thay cho chúng ta a. Lục Lâm Thiên này trắng trợn giết chóc trong mật địa thiên giới. Nếu lần này cũng mặc kệ, ta thấy về sau trong mật địa thiên giới không có ai coi quy củ vào trong mắt nữa. Ta thấy cũng không cần phải chấp trưởng hình pháp trong mật địa thiên giới nữa. Ô Hỏa Tán Nhân nhìn đường ám trưởng lão, lúc này hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đối phó với Lục Lâm Thiên này. Muốn hắn cứ như vậy buông tha Lục Lâm Thiên này là chuyện không có khả năng, hắn cũng không làm được. Ai? Đường ám trưởng lão mặc một bộ trường bào rộng thùng thình màu đen, khuôn mặt già nua lúc này có vẻ ngưng trọng, nghe Ô Hỏa Tán Nhân nói, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Đường ám trưởng lão tuy rằng thân là trưởng lão cổ tộc, thế nhưng bây giờ đối mặt với đủ loại quan hệ phức tạp trước mắt, hắn làm sao có thể xử lý được? Căn bản không có cách nào xử lý. Quan trọng nhất là Lục Lâm Thiên này, đường ám trưởng lão rất rõ. Trước đó Lục Lâm Thiên ở trong thương khung chiến trường thiếu chút nữa gặp chuyện không may, đã khiến cho người ở bên trên cuống cuồng. Mà hiện tại Lục Lâm Thiên này lại là chân lý niết bàn, thiên phú bực này, chỉ cần không bán cả thượng thanh thế giới, người bên trên không có khả năng động tới hắn. Đường ám trưởng lão tự biết nếu như lúc này hắn đỡ upsilon.ng tới Lục Lâm Thiên, chỉ cần một sợi tóc, đến lúc đó Lục Lâm Thiên xảy ra chuyện gì sẽ có vô số người tìm hắn tính sổ. Nhưng nếu như không làm gì thì cũng không được, ân oán của Diệt Linh Minh gì đó với Lục gia đều là chuyện bên ngoài. Lại giải quyết trong mật địa thiên giới, chuyện này vốn trái với quy củ, không cho phép xảy ra. Lần này giết nhiều người như vậy không thể quan tâm, bằng không từ nay về sau trong mật địa thiên giới sẽ vô cùng lộn xộn. Cho nên đường ám trưởng lão thở dài, hắn thậm chí còn có chút hối hận đến đây, tới lúc này căn bản tiến thoái lưỡng nan a. Lục Lâm Thiên, Diệt Linh Minh có ân oán với Lục gia các ngươi, thế nhưng dù sao cũng là chuyện bên ngoài, giải quyết trong mật địa thiên giới là không được, ngươi có muốn nói gì không? Đường ám trưởng lão do dự, cân nhắc một chút rồi lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Thân là người khởi xướng tất cả chuyện này, ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện, thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên còn chưa mở miệng nói lời nào. Lục Lâm Thiên vẫn luôn nhìn mọi người, lúc này nghe vậy mới lập tức ngẩng đầu nhìn qua đường ám trưởng lão. Sắc mặt có chút mờ mịt, nói. Đường ám trưởng lão, chuyện này liên quan gì tới ta a? Tuy rằng ta muốn diệt tất cả người có quan hệ với Diệt Linh Minh, thế nhưng ở trong mật địa thiên giới này ta chưa từng động thủ qua, người chết không liên quan gì tới ta nha. Cái này, đường ám trưởng lão nghe vậy hai mắt sững sờ, chung quy hắn vẫn có cảm giác không đúng ở chỗ nào đó. Tiểu tử này, đủ ngoan độc, so với Nhâm Ngã Hành còn vô lại hơn. Đám người Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng giả nghe Lục Lâm Thiên nói vậy khẽ cười một tiếng, ý tứ của Lục Lâm Thiên rõ ràng là người tự mình ra tay cũng không phải là hắn, không phải hắn giết người đương nhiên là không có liên quan tới hắn. Đây chính là do thế lực của gia tộc khác giết, hoàn toàn chối bỏ mọi trách nhiệm không giữ lại một chút nào. Nghe vậy Ô Hỏa Tán Nhân cùng với những người khác nhìn nhau, khuôn mặt đỏ lên, không ngờ Lục Lâm Thiên này lại chối bỏ trách nhiệm không còn một chút nào. Quả thực bọn họ không có nghe nói Lục Lâm Thiên tự mình động thủ,
nhưng mà trong lòng ai cũng hiểu rõ người khởi xướng chính là Lâm Thiên, đầu lĩnh chính là Lục Lâm Thiên. Đường ám trưởng lão, nếu như trưởng lão không tin thì có thể tìm mấy nhân chứng tới. Nhìn xem có ai chứng minh là ta giết người hay không a. Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên tung bay, bộ dáng không liên quan gì tới mình. Tìm người làm chứng sao? Đường ám trưởng lão bất đắc dĩ nhìn Lục Lâm Thiên, đừng nói là Lục Lâm Thiên không tự mình giết người, cho dù Lục Lâm Thiên tự mình giết thì lúc này có ai dám đứng ra chỉ điểm Lục Lâm Thiên cơ chứ, rõ ràng chẳng khác gì là diệt cửu tộc. Hiện tại chỉ điểm ra Lục Lâm Thiên, chuyện này chính là đắc tội với Lục Lâm Thiên và tất cả các thế lực có quan hệ với hắn. Loại tình huống này, Ô Hỏa và mấy gia tộc còn lại có vẻ đã lực bất tòng tâm. Coi như có cường giả cổ tộc tự mình nhìn thấy, sau khi cân nhắc lợi hại không dám chỉ điểm ra Lục Lâm Thiên, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, coi như không biết tất cả. Chư vị, các ngươi có nghe thấy không? Có gì muốn nói không? Đường ám trưởng lão nhìn Ô Hỏa tán nhân và những người khác hỏi. Loại tình huống này là thứ mà đường ám trưởng lão muốn thấy nhất, Lục Lâm Thiên này hắn cũng không thể động vào, cũng không muốn động vào. Ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội với một người chân lý niết bàn. Thậm chí trong lòng đường ám trưởng lão lúc này cũng đang nghĩ, đám người Ô gia, Tùng gia này đầu vô nước rồi hay sao, vốn tưởng rằng Lục Lâm Thiên vẫn lạc thì đối phó với Lục gia, ai ngờ hiện tại lại trêu vào Lục Lâm Thiên, lại gây ra đại họa như vậy. Lục Lâm Thiên, cho dù ngươi có nói như thế nào thì ngươi cũng tự tay giết Pháp Vương, chuyện này rõ như ban ngày a. Ô Hỏa tán nhân quát lên một tiếng với Lục Lâm Thiên, đây là chuyện rõ ràng như ban ngày, trên chiến đài, nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, chuyện này căn bản không có cách nào nói dối. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, yếu ớt nhìn qua Ô Hỏa tán nhân nói. Ô Hỏa lão nhi, con mẹ nó, đầu ngươi vô nước rồi sao? Ta và Pháp Vương khiêu chiến với nhau, trong lúc giao thủ khó tránh khỏi sai lầm, Pháp Vương chết chính là chuyện ngoài ý muốn. Ở trên chiến đài Pháp Vương ngoài ý muốn mà vẫn lạc, chuyện này liên quan gì tới ta? Nói cho cùng cũng chỉ có thể trách thực lực hắn không đủ, đầu Ô gia các ngươi có mủ mà thôi. Tuyệt, tiểu tử này đã sắp xếp đường lui từ trước, tất cả đều được chối bỏ không còn một chút nào a. Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, Nhâm Ngã Hành nhìn Lục Lâm Thiên, tinh mang trong mắt chớp động, không khỏi âm thầm vỗ tay tán thưởng. Những lão nhân như Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng giả lúc này cũng cảm thán nhìn Lục Lâm Thiên, nếu nói trước đó Lục Lâm Thiên này không sắp xếp trước mà nói, có đánh chết bọn họ cũng không tin, chuyện này vô cùng kín kẽ, không có một chút sơ hở nào. Đúng như suy đoán của mọi người, trước đó Lục Lâm Thiên cũng muốn rời khỏi mật địa thiên giới sớm một ít, về sau tất cả lại dựa vào tình huống mà hành động. Lần đầu tiên vì đánh chết người chấp pháp đoàn mà bị trừng phạt tiến vào trong thương khung chiến trường, khi đó Lục Lâm Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho lúc này. Vốn Lục Lâm Thiên cũng không phải là người lỗ mãng, kế hoạch này đã sắp xếp từ lâu, đương nhiên hiện tại chối bỏ không còn một chút quan hệ nào với hắn. Đối với thế lực khác và cổ tộc trong mật địa thiên giới, Lục Lâm Thiên còn không muốn đắc tội, cho nên nếu không cần phải đắc tội thì Lục Lâm Thiên cũng không muốn làm vậy. Thứ nhất, hắn còn muốn lĩnh ngộ trong mật địa thiên giới. Thứ hai, phi linh môn và người linh vũ thế giới cùng với người vô sắc thế giới cần có chỗ đặt chân. Thứ ba, những năm gần đây Lục Lâm Thiên cũng coi như mình là một bộ phận của Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. Cho nên nếu như không cần Lục Lâm Thiên cũng không muốn rời khỏi Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. Thái A nhìn sư phụ, đám người vô tướng nhìn qua Lục Lâm Thiên, dường như đã sớm quen như vậy rồi. Thái A và đám người vô tướng hiểu rõ, sư phụ và thiếu chủ của bọn hắn vừa có văn vừa có võ, không có gì mà không làm được. Lục Linh nhìn Lục Lâm Thiên với con mắt khác. Ánh mắt âm thầm biến đổi. Lục Lâm Thiên, ngươi! Ô Hỏa tán nhân giận dữ, khuôn mặt vì nghẹn khuất mà đỏ bừng, Lục Lâm Thiên này không chút khách khí nào với hắn, cũng không đặt hắn vào trong mắt chút nào. Lục Lâm Thiên, ngươi giết Pháp Vương ở trên chiến đài sao? Chuyện đó ngươi có thể nói láo, thế nhưng chuyện ngươi đánh chết người được phong hào chiến thần của Phượng Hoàng nhất tộc ta thì sao? Chính Phượng Viêm trưởng lão tận mắt nhìn thấy, hộ thần đội tận mắt nhìn thấy. Để xem ngươi nói thế nào. Âm thanh lạnh lẽo của Hỏa Loan vang vọng, đây chính là sự thật mà Lục Lâm Thiên không có cách nào phủ nhận, đánh chết người có phong hào chiến thần, bất kể như thế nào, người trong mật địa thiên giới cũng không thể mặc kệ, tội danh này không thể bao che được. Cái này, lời nói của Hỏa Loan lập tức khiến cho sắc mặt mọi người biến đổi, vô duyên vô cớ đánh chết người được phong hào chiến thần,
đây quả thực không phải là chuyện bình thường, mà Hỏa Viêm lại tận mắt nhìn thấy, quả thực không có cách nào chối bỏ. Từng ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên, đánh chết người được phong hào chiến thần, chuyện này vô cùng lớn. Phượng Dục kia chính là kỳ tài khó có được mà Phượng Hoàng nhất tộc những năm nay có được, lúc này lại bị Lục Lâm Thiên đánh chết. Phượng Hoàng nhất tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù liều mạng cũng là chuyện có khả năng. Mọi người đều hiểu rõ Phượng Hoàng nhất tộc này vô cùng khó dây vào, từ trình độ nào mà nói, Phượng Hoàng nhất tộc này so với Nhâm gia cùng Tịnh gia còn mạnh hơn, cho dù là một cổ tộc ở trước mặt Phượng Hoàng nhất tộc cũng không dám quá mức. Từng ánh mắt nhìn soi mói vào người, nhưng Lục Lâm Thiên vẫn bình thản, lạnh nhạt, hắn nhìn Hỏa Loan nói. Con gà mái, ngươi vừa mới nói gì? Ai tận mắt nhìn thấy ta giết Phượng Dục gì đó? Ta không biết ai là Phượng Dục a, ngậm máu phun người. Tiểu tạp chủng, lần này ngươi không chối được đâu. Hỏa Loan nổi trận lôi đình, lập tức nói với Phượng Viêm bên người. Phượng Viêm trưởng lão, đem chuyện ngươi nhìn thấy nói ra một lần. Phượng Viêm nghe vậy trường bào đỏ thấm khẽ tung bay, lập tức tiến lên một bước, từng đạo ánh mắt trên không trung lập tức nhìn vào người Phượng Viêm, chỉ có khóe miệng Lục Lâm Thiên là vẫn nở nụ cười vui vẻ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Phượng Viêm nhìn Hỏa Loan bên người, lập tức mở miệng nói. Hỏa Loan trưởng lão, là thế này, sau khi Phượng Thất biết được Lục Lâm Thiên trở lại mật địa thiên giới, sợ rằng chuyện lần trước Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta bán đứng thời gian và lộ tuyến Lục Lâm Thiên trở lại mật địa thiên giới, sợ chuyện lấy được hai kiện thông linh bảo khí trong tay Thiên La Minh bại lộ, sợ rằng vì chuyện đó mà Lục Lâm Thiên đối phó với Hoàng Lạc Nhan cùng Phượng Dục, cho nên mới gọi Hoàng Lạc Nhan và Phượng Dục trở lại tổ địa. Phượng Viêm, ngươi nói hưu nói vượn gì đó, ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không? Phượng Viêm còn chưa nói xong, sắc mặt Hỏa Loan đã chuyển thành dữ tợn khiến cho người ta sợ hãi. Khuôn mặt trắng bệch, cơ hồ gần như phát điên ngắt lời Phượng Viêm. Đường ám trưởng lão cùng với cơ hồ tất cả mọi người có mặt ở đây khiếp sợ không thôi, vẻ mặt biến sắc, ánh mắt kinh hãi. Ai cũng rõ, theo như lời Phượng Viêm vừa nói, chuyện này đủ để khiến cho Phượng Hoàng nhất tộc trên Thượng Thanh thế giới và Nguyệt Hoàng thế giới lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mà lúc này đám người Ô Hỏa tán nhân nghe vậy không khỏi hoảng sợ. Hỏa Loan trưởng lão, ta còn chưa nói xong, chúng ta sợ chuyện chúng ta âm thầm ủng hộ Diệt Linh Minh tiêu diệt Lục gia bại lộ, tăng thêm bán đứng tin tức cho Thiên La Minh, cho nên lần này phải giết Lục Lâm Thiên diệt khẩu mới được. Phượng Viêm không để ý tới Hỏa Loan mà tiếp tục nói. Phượng Viêm, đủ rồi, ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, nói hưu nói vượn. Hỏa Loan gần như gầm lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thân hình mềm mại run rẩy bất định. Nếu không phải lúc này đang ở trước mặt tất cả mọi người thì nàng hận không thể lập tức diệt Phượng Viêm này. Phượng Viêm, Hỏa Loan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi tốt nhất nên nói cho rõ. Đường ám trưởng lão mở miệng, vẻ mặt lúc này nhìn Phượng Viêm và Hỏa Loan đều rất khó coi. Quanh thân có khí tức nương theo chấn động khủng bố lan tràn ra. Trước đó lần thứ nhất Lục Lâm Thiên bị bán đứng. Mật địa thiên giới vẫn còn đang điều tra, thế nhưng bọn họ cũng không điều tra ra được. Bán đứng Thượng Thanh thế giới, chuyện này đủ để khiến cho Phượng Hoàng nhất tộc trong Nguyệt Hoàng thế giới lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đường ám trưởng lão, Phượng Viêm bị tẩu hỏa nhập ma, nói hưu nói vượn mà thôi. Hỏa Loan lập tức nói với đường ám trưởng lão. Lúc này Hỏa Loan cũng sợ hãi, chuyện này nghiêm trọng ra sao nàng sao lại không hiểu rõ. Đến lúc đó cả Phượng Hoàng nhất tộc trong Trình Nguyệt Hoàng thế giới sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này Hỏa Loan cũng hận không thể chém Phượng Viêm thành tám khối, những lời này Phượng Viêm cũng có thể nói ra được, hẳn là hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma. Hỏa Loan cũng hoài nghi, Phượng Viêm này nhất định khi dung hợp thân hình hắc Phượng Hoàng nhất tộc đã bị ký cùng với ảnh hưởng gì đó, cho nên mới tẩu hỏa nhập ma. Hỏa Loan trưởng lão, ta quả thực có chút tẩu hỏa nhập ma. Phượng Viêm đột nhiên nhìn Hỏa Loan nói. Đường ám trưởng lão, người có nghe thấy không? Phượng Viêm bị tẩu hỏa nhập ma, lời hắn nói không tin được. Hỏa Loan thật không ngờ, nàng vừa mới nói với đường ám trưởng lão xong, Phượng Viêm lại tiếp tục nói. Ta hoài nghi lần trước trong tộc dùng một kiện thông linh bảo khí nhận được trên tay Thiên La Minh đổi lấy một thân hình hắc Phượng Hoàng từ hắc Phượng Hoàng nhất tộc có vấn đề, sau khi ta dung hợp xảy ra vấn đề, có chút giống như bị tẩu hỏa nhập ma. Hình như không thể nói dối điều gì được, ta cũng không có cách nào khắc chế bản thân mình. Phượng Viêm, ngươi câm miệng cho ta, thứ ngu xuẩn nhà ngươi, câm miệng cho ta.
Hỏa Loan cũng không nhịn được mà rít lên một tiếng, gần như phát điên nói với Phượng Viêm. Lúc này nàng có cảm giác như sụp đổ, ánh mắt nhìn về phía Phượng Viêm có chút tuyệt vọng, cơ hồ sắp bị tức tới mức phun ra máu. Hỏa Loan, Phượng Viêm, chuyện này Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi nhất định phải tiếp nhận điều tra linh hồn các ngươi. Đường ám trưởng lão nhìn về phía Hỏa Loan và Phượng Viêm, chuyện này hắn không thể nhúng tay vào. Chuyện này đã uy hiếp cả Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, thân là cổ tộc trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, hắn nhất định phải có trách nhiệm điều tra chuyện này. Kiểm tra linh hồn. Lúc này Hỏa Loan đã tuyệt vọng, cường giả đỉnh cấp kiểm tra linh hồn, nếu muốn che giấu cơ hồ là không có khả năng. Ngẫm lại hậu quả của chuyện này, Hỏa Loan cũng sởn cả gai ốc, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Nếu như là thật, Phượng Hoàng nhất tộc sẽ vạn kiếp bất phục, việc này sợ rằng hơn phân nửa là thật. Vô số ánh mắt chung quanh biến ảo, tính nghiêm trọng của chuyện này tất cả mọi người đều hiểu rõ. Thậm chí là đám người Ô Hỏa tán nhân trong lúc vô ý cách xa đám người Hỏa Loan và Phượng Viêm vài bước, loại chuyện này bọn họ cũng không bị ảnh hưởng, bị kéo vào bên trong. Lục Lâm Thiên khẽ nhếch miệng nở nụ cười lạnh, hàn ý trong mắt bắn ra, tất cả sắp xếp của hắn đủ để cho Phượng Hoàng nhất tộc lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thế nhưng kiểm tra linh hồn, Lục Lâm Thiên nguyện ý tin tưởng bản thân mình hơn, đêm dài lắm mộng, từ trước tới nay Lục Lâm Thiên chưa từng tin người khác. Ánh mắt biến ảo, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Đường Ám trưởng lão, nói. Đường Ám trưởng lão, người cũng nghe rồi đó, chuyện ta bị bán đứng lần trước có liên quan tới Phượng Hoàng nhất tộc. Thân là người trong cuộc, ta nghĩ ta cũng nên đòi lại công đạo a. Đường ám trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên, do dự một lát rồi gật đầu nói. Đó là đương nhiên. Lục Lâm Thiên nhìn Đường ám trưởng lão, lần nữa nói. Hiện tại ta muốn tự mình giải quyết ân oán với Phượng Hoàng nhất tộc, chuyện hôm nay đám người Ô Hỏa lão nhi ngậm máu phun người với ta, ta cũng muốn xử lý một chút. Lại nói việc này cũng do ta mà nên, không bằng để cho ta xử lý trước một phen. Nếu như ta không có cách nào xử lý, đến lúc đó mong Đường ám trưởng lão chủ trì công đạo, nhưng mà khi ta xử lý chuyện này, ta hy vọng không có bất luận kẻ nào nhúng tay vào, kể cả chính bản thân Đường ám trưởng lão ngươi. Cái này, Đường ám trưởng lão rung động, nhìn qua Lục Lâm Thiên một lúc lâu rồi gật đầu nói. Đã như vậy, việc này có quan hệ với ngươi, vậy thì cho ngươi xử lý trước, ta cũng cam đoan không nhúng tay vào. Nghe Đường ám trưởng lão, đám người Hỏa Loan, Ô Hỏa tán nhân nhìn nhau, ánh mắt âm thầm chấn động. Đa tạ Đường ám trưởng lão. Lục Lâm Thiên ôm quyền thi lễ, lập tức nhìn đám người Hỏa Loan và Ô Hỏa tán nhân phía xa, sát khí quanh thân lặng lẽ khuếch tán. Hỏa Loan, Ô Hỏa, các ngươi cũng nghe rồi đó, chuyện hôm nay đều vì ta mà lên, hiện tại sẽ do ta xử lý, không có bất kỳ người nào nhúng tay vào. Tất cả sổ sách sẽ do chúng ta tính toán. Lục Lâm Thiên, ngươi có ý gì? Ô Hỏa tán nhân nhìn Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt âm trầm nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Ngươi định xử lý thế nào? Rất đơn giản. Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên run lên, ánh mắt nhìn qua đám người Ô Hỏa tán nhân một vòng, lạnh nhạt nói. Các ngươi giết ta, hoặc là ta giết các ngươi, chuyện này hiện tại ta làm chủ, không có người nào nhúng tay vào. Đường ám trưởng lão trên không trung nghe vậy, hắn thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại có ý định như vậy. Muốn ngăn cản, vừa mở miệng ra nói, âm thanh còn chưa vang lên đã nghẹn lại ở cổ họng. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn động thủ với chúng ta? Ô Hỏa tán nhân dường như không tin nổi, Lục Lâm Thiên này hiện tại có nhiều chỗ dựa như vậy lại muốn giao thủ với đám người bọn hắn. Hắn có tu vi tam nguyên hóa hồng, Lục Lâm Thiên này còn có thể nghịch thiên hay sao? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Ô Hỏa tán nhân nói. Ô Hỏa, Hoài Như Danh là đệ tử của ngươi sao? Hắn đã chết, kế tiếp tới phiên ngươi, muốn động vào Lục gia, vậy thì ta nhất định sẽ khiến cho Ô gia ngươi chó gà không tha. Dứt lời, sát ý ngập trời trong mắt Lục Lâm Thiên phóng ra, áo bào xanh phấp phới, sát khí vô hình khuếch tán. Sát khí nương theo sát ý khuếch tán. Dưới cỗ sát khí cùng với sát ý này, cả không trung hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả không khí lúc này cũng giống như cứng lại. Idupsilon.ng phải nghịch lân của Lục Lâm Thiên thì nhất định phải thừa nhận lửa giận của hắn. Hôm nay vốn Lục Lâm Thiên cũng không có ý định thả Ô Hỏa tán nhân và những người khác rời đi. Bằng vào thực lực những người này, Lục Lâm Thiên còn không để vào trong lòng. Ngươi còn giết Hoài Như Danh. Ô Hỏa tán nhân nghe vậy lập tức biến sắc,
hiện tại xem như hắn đã biết rõ vì sao Lục Lâm Thiên vừa mới tiến vào trong mật địa thiên giới đã giết Pháp Vương, thì ra. Lục Lâm Thiên, bổn tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ô Hỏa Tán Nhân nổi giận, Lục Lâm Thiên không chết, cả Ô gia sau này sẽ bị sụp đổ. Hừ, ai không buông tha ai còn không nhất định, ta cũng nói cho ngươi biết, thế lực gia tộc các ngươi ở bên ngoài lúc này sợ rằng cũng không chống đỡ được bao lâu. Bất kể là các ngươi hay là gia tộc và tông môn sau lưng các ngươi, chỉ cần có quan hệ với Diệt Linh Minh nhất định sẽ chó gà không tha. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo, sát ý ngập trời trào ra. Sát khí khuếch tán, âm thanh quanh quẩn trên không trung ngọn núi, rơi vào trong tai mỗi người. Trên ngọn núi lúc này dường như có một cơn gió mát lạnh thổi qua. Âm thanh lạnh nhạt của Lục Lâm Thiên vang lên, người có thực lực thấp trên ngọn núi lúc này đột nhiên cảm thấy cơ thể lạnh lẽo, máu trong cơ thể như cứng lại, dưới sát khí và âm thanh lạnh lẽo bực này. Thân hình bọn họ run run, bị sát khí và sát ý kinh thiên động địa này chấn nhiếp. Sát khí thật khủng khiếp. Sắc mặt đám người Đường Ám trưởng lão, Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Nhàn Vân Hoàng giả, Quỷ Cốc Hoàng giả, Nhâm Tiêu Diêu âm thầm biến hóa, dưới cỗ sát khí cùng với sát ý ngập trời lạnh lẽo thấu xương này ngay cả bọn họ cũng cảm thấy rung động. Cảm nhận sát khí ngập trời trên người Lục Lâm Thiên lúc này, Ô Hỏa Tán Nhân, Hỏa Loan đột nhiên trong lòng có dự cảm không tốt. Ánh mắt thoáng run rẩy một chút. Bỗng dưng ba người Ô Hỏa Tán Nhân, Hỏa Loan và những người khác nhìn nhau, tất cả ngọn nguồn đều từ Lục Lâm Thiên mà ra, Lục Lâm Thiên không chết bọn họ sẽ không còn những ngày tốt lành, cuộc sống bình thường khó có thể bình an, Lục Lâm Thiên này sẽ không buông tha cho bọn họ. Trong nháy mắt này mọi người dường như đạt được sự ăn ý chung nào đó, khí tức chấn động, sát ý trong mắt bắt đầu bắn ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào người Lục Lâm Thiên. Tiểu tạp chủng, đây là người tự mình lựa chọn. Hỏa Loan cười lạnh, hôm nay Phượng Hoàng nhất tộc đã có phiền phức, nhất định phải giải quyết Lục Lâm Thiên này. Ha ha! Lục Lâm Thiên nhìn Hỏa Loan rồi cười to một tiếng, trong tiếng cười xen lẫn hàn ý vô tận, tiếng cười khiến cho tóc gáy người ta dựng đứng, trong lòng sợ hãi, Lục Lâm Thiên nói. Hỏa Loan, ngươi tính là thứ gì? Ngươi cho rằng vào ngươi có thể làm gì được ta sao? Tiểu tạp! Hỏa Loan há mồm. Lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, sát ý trong đôi mắt giống như có hỏa diễm phóng ra. Xoẹt! Hỏa Loan còn chưa dứt lời, phía sau lưng có một đạo chảo ấn xuyên thủng phần bụng, một đạo chảo ấn xuyên thủng thân hình nàng, từ lưng xuyên qua bụng. Bên trong chảo ấn có những vật màu đỏ trắng, máu tươi rơi vãi ra chung quanh. Sắc mặt Hỏa Loan chỉ trong nháy mắt trắng bệch như cho tàn, hai mắt cơ hồ trợn trừng lên. Sau lưng nàng, khí tức nóng bỏng ngập trời quen thuộc đang lan tràn ra. Trên chảo ấn, hỏa diễm màu đen lan tràn. Có quang mang đen kịt bao phủ, khí tức nóng bỏng khủng bố khuếch tán ra. Nàng lập tức nhận ra người vừa mới ra tay là ai, không ngờ Phượng Viêm lại ra tay sau lưng nàng, đây là chuyện có nằm mơ nàng cũng không ngờ tới. Phanh! Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt ngắn ngủi, thân hình Hỏa Loan dưới chảo ấn xoay tròn vỡ nát, thân hình Hỏa Loan hóa thành mảnh vỡ. Mắt thấy tất cả chuyện này, tất cả mọi người há hốc mồm, ngây ngốc. Phượng Viêm đột nhiên ra tay, chuyện này khiến cho mọi người không hình dung ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đám người Ô Hỏa Tán Nhân gần trong gang tấc cũng trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt hoàn toàn mờ mịt và rung động. Phượng Viêm, ngươi điên rồi, không ngờ ngươi lại dám động thủ với ta, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Thân hình nổ tung, đồng thời linh hồn phân thân và hồn anh của Hỏa Loan nhanh chóng chạy ra. Phượng Viêm không nói gì. Quanh thân có khí tức nóng bỏng lan tràn, năng lượng chung quanh bỗng nhiên chấn động. Khí tức trên người đột nhiên cuồng bạo tăng lên, toàn thân được hỏa diễm giống như thực chất bao phủ, nhiệt độ cao khủng bố thiêu đốt không gian tạo thành âm thanh xì xèo rung động. Không xong, không tốt. Đám người Ô Hỏa Tán Nhân xung quanh lập tức biến sắc, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Siêu! Mà trong khi hai mắt Ô Hỏa Tán Nhân tràn ngập vẻ hỏa sợ, Phượng Viêm giống như nổi giận lôi đình. Điên cuồng đánh về phía Ô Hỏa Tán Nhân gần đó. Thân hình hắn trong nháy mắt bỗng nhiên hóa thành thân hình hắc phượng hoàng khổng lồ vỗ cánh lơ lửng trên chân trời, toàn thân có hỏa diễm màu đen thâm thúy. Trong sát na này cả không trung bỗng nhiên được nhuộm một màu đỏ thẫm. Thân hình hắc phượng hoàng khổng lồ của Phượng Viêm vỗ cánh lơ lửng phía chân trời, đã sớm bành trướng ra chung quanh. Bao phủ đám người Ô Hỏa Tán Nhân vào bên trong, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời của hắn bỗng nhiên nổ tung. Phanh 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 phanh.
thân hình hắc phượng hoàng khổng lồ của Phượng Viêm nổ tung, cả không trung ầm ầm vang vọng, khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động kịch liệt. Năng lượng nóng bỏng vô cùng cùng với hỏa diễm đỏ rực cuồn cuộn khuếch tán ra chung quanh, che khuất bầu trời, giống như muốn thôn phệ toàn bộ ánh sáng trong không gian này. Khắp không gian chung quanh bắn ra quang mang bằng hỏa diễm màu đen chói mắt mà mạnh mẽ. Xoẹt! Lực lượng ngập trời khuếch tán, từng vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra trên bầu trời, lộ ra quang mang đen kịt, thâm thúy, khiến cho tim đập nhanh. Siêu siêu! Theo thân hình hắc phượng hoàng của Phượng Viêm nổ tung, năng lượng khủng bố khuếch tán, xé rách tạo thành vết nứt không gian đen kịt. Bằng mắt thường có thể thấy được ba nhất nguyên hóa hồng cảnh kia cùng với hơn 10 tuyên cổ cảnh, niết bàn cảnh bị cắn nuốt vào bên trong. A hát! Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ba người có tu vi nhất nguyên hóa hồng cảnh cùng với hơn 10 tuyên cổ cảnh, niết bàn cảnh dưới tình huống bất ngờ, không có một chút dấu hiệu nào báo trước. Nhị nguyên hóa hồng cảnh tự bạo hồn anh đủ để so sánh với công kích của cường giả tam nguyên hóa hồng cảnh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Lập tức bị thần hồn câu diệt, hồn anh cũng không thể chạy ra. Phượng Viêm, hỗn đản nhà ngươi, ngươi điên rồi, điên thật rồi. Linh hồn phân thân hỏa loan không ngừng hét lớn, Phượng Viêm tự bạo hồn anh cũng triệt để phá hủy linh hồn phân thân của nàng. Chỉ lưu lại một đạo thân hình hồn anh mang theo sự hoảng sợ chạy trốn. Dầm dầm dầm. Bản thể nhị nguyên hóa hồng cảnh hắc phượng hoàng của Phượng Viêm tự bạo hồn anh, năng lượng đáng sợ từ trong đó tràn ra, cả phiến không gian vỡ nát, thỉnh thoảng có vết nứt không gian đen kịt giống như một dải lụa màu đen từ trong không gian hư vô hiển hiện, mãi một lúc lâu mới dần dần tiêu tán. Ầm ầm. Dưới không trung, không ít sơn mạch ầm ầm rạn nứt rồi sụp đổ, năng lượng khủng bố khuếch tán trên không trung, sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường ám trưởng lão, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng giả, Nhàn Vân Hoàng giả cùng với tất cả các cường giả lúc này nhìn nhau, rung động không thôi. Hỗn trướng. Năng lượng kinh khí khủng bố rung động khuếch tán ra chung quanh, trên không trung nhanh chóng truyền ra tiếng thét chói tai của ô hỏa tán nhân. Oanh. Bỗng dưng, không gian run run, trên không trung thiên địa biến sắc, bỗng nhiên gió nổi mây phun, mây đen cuồn cuộn cùng với ma khí hội tụ. Khí tức cực độ nguy hiểm lan tràn ra. Trong chớp mắt ngắn ngủi, năng lượng ma khí khủng bố bành trướng trên không trung. Ma khí màu đen giống như mây đen che khuất bầu trời lan tràn, bao phủ cả phía chân trời. Ngao! Trong ma khí cuồn cuộn lập tức truyền ra một tiếng gầm gừ của dã thú chấn động nhân tâm, lập tức một thân hình cự ma khổng lồ chừng mấy trăm trượng xẹt qua phía chân trời, giống như tới từ tu la địa ngục, viễn cổ, vẻ mặt dữ tợn. Toàn thân lộ ra sát khí hung tợn, chấn động nhân tâm dị thường, khiến cho người ta sởn cả gai ốc, linh hồn rung động. Viễn cổ cự ma xẹt qua phía chân trời, cả không trung lập tức tràn ngập ma khí ăn mòn linh hồn. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên, thân hình cự ma này pháp vương kia cũng đã từng vận dụng qua, lúc này ô hỏa tán nhân không chỉ ngưng tụ ra thân hình cự ma này mà hóa thành thân hình cự ma, so với pháp vương, khí thế cách biệt một trời một vực. Tam nguyên hóa hồng cảnh. Vừa rồi Phượng Viêm tự bạo hồn anh dường như cũng chỉ tạo thành ảnh hưởng không nhẹ với ô hỏa tán nhân mà thôi, cũng không tạo thành ảnh hưởng với hắn giống như hỏa loan. Dù sao Phượng Viêm tự bạo, uy năng có thể tiếp cận tới tam nguyên hóa hồng, thế nhưng bản thân ô hỏa tán nhân vốn đã là tam nguyên hóa hồng rồi. Lục Lâm Thiên, bổn tông sẽ không tha cho ngươi. Thân hình cự ma kéo dài qua phía chân trời, dáng vẻ dữ tợn khủng bố, khí tức bắt đầu cuồn cuộn. Cả không trung thiên địa biến sắc. Cánh tay khổng lồ khẽ động, dường như dẫn động năng lượng thiên địa bàng bạc, năng lượng thiên địa giống như mây đen hội tụ, khiến cho cả không trung lung lay giống như sắp đổ, một đạo thủ ấn giống như ma trưởng nhanh như thiểm điện đánh ra, hung hăng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Thủ ấn giống như ma trưởng này cực lớn mang theo khí tức khủng bố ăn mòn linh hồn, phô thiên cái địa đánh về phía Lục Lâm Thiên. Không gian ven đường bị rạn nứt, từng đạo gợn sóng trong không gian bắn tứ tung. Giống như sóng xung kích mang theo khí thế ngập trời tuôn ra, năng lượng khủng bố cuồn cuộn. Mục đích của ô hỏa tán nhân lúc này rất đơn giản, muốn nhanh chóng giết chết Lục Lâm Thiên, chấm dứt hậu hoạn, đây cũng là cơ hội cuối cùng của hắn. Phanh phanh phanh. Cùng lúc, thủ ấn giống như ma trưởng đánh xuống, năng lượng khủng bố rung động rồi khuếch tán, dễ dàng đánh vỡ vô số ngọn núi chung quanh Lục Lâm Thiên, nhất thời sơn băng địa liệt, mặt đất rung chuyển giống như vừa xảy ra địa chấn. Thật mạnh. Các cường giả hóa hồng cảnh có mặt lúc này cũng rung động, tam nguyên hóa hồng cảnh như ô hỏa tán nhân không ngờ lại khủng bố như vậy.
Đường ám trưởng lão, quỷ cốc hoàng giả, nhâm ngã hành. Tất cả đều âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù nói không nhúng tay vào, thế nhưng vạn nhất tới lúc cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể nhúng tay vào mà thôi. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn thủ ấn giống như ma trưởng cuồn cuộn đánh tới, hàn ý trong mắt dần dần nồng đậm, tu vi tam nguyên hóa thần, Lục Lâm Thiên cũng còn chưa đặt vào trong mắt. Ô hỏa, người thật uy phong a, đủ hung hăng càn quấy. Nhưng mà ai dám động tới hắn, ta thề sẽ khiến cho kẻ đó thần hồn câu diệt, toàn tộc chó gà không tha. Bỗng dưng có một tiếng quát vang lên, dưới thủ ấn giống như ma trưởng khủng bố kia, gợn sóng không gian đột nhiên lóe lên, một đạo thân ảnh cao ngất từ trong không gian bước ra, sau đó xuất hiện dưới vô số ánh mắt của mọi người. Người này mặc một bộ trường bào màu lam, lăng không đứng lơ lửng, nhìn như hơn 40 tuổi, thân hình cao ngất, dưới thủ ấn giống như ma trưởng kinh khủng kia ngay cả góc áo trên trường bào của người này cũng không bị lay động nửa phần. Đại hán trung niên có thân hình cao ngất này đạp không đứng lơ lửng, một tay chắp sau lưng, tay còn lại nắm thân hình hồn anh vừa mới bỏ chạy của Hỏa Loan, ngũ quan của người này góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lạnh nhạt lại mang theo một tia hàn ý, toàn thân có chấn động vô hình, lộ ra khí thế bế nghễ thiên hạ. Người này xuất hiện, sắc mặt đám người Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng giả, Nhàn Vân Hoàng giả biến đổi. Thật mạnh! Lục Lâm Thiên nhìn thân hình cao ngất vừa mới xuất hiện này. Chỉ bằng khí tức vô hình kia cũng khiến cho Lục Lâm Thiên run run. Điều khiến cho Lục Lâm Thiên càng thêm kinh ngạc chính là khí tức trên thân người này còn khiến cho hắn tự dưng chấn động không hiểu, dường như khí tức trên thân người này có liên quan cực lớn tới hắn, còn liên quan không nhỏ. Trong lúc mơ hồ khiến cho Lục Lâm Thiên có một loại cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Dưới thủ ấn giống như ma trưởng ngập trời, đại hán có thân hình cao ngất này rốt cuộc cũng hành động, quanh thân bị năng lượng thiên địa nồng đậm bao phủ. Lặng lẽ phát ra khí tức khiến năng lượng thiên địa biến hóa, hai con mắt đen nhánh thâm thúy giống như ngôi sao, nhìn vào thủ ấn đánh xuống, trong mắt mơ hồ hiện lên sát ý, bỗng nhiên người này ngẩng đầu, không mặn không nhạt phẩy tay một cái về phía thủ ấn giống như ma trưởng kia. Ầm ầm, cái phẩy tay không mặn không nhạt này nhìn như nhẹ nhàng, thế nhưng lại dễ dàng khiến cho thủ ấn giống như ma trưởng nứt vỡ, ma khí ngập trời trong chốc lát tự động biến mất. Mà cái phẩy tay kia cũng xẹt qua không gian đánh vào trên thân hình cự ma khổng lồ ở phía chân trời. Xoẹt! Thân hình cự ma lập tức nứt vỡ, ma khí cuồn cuộn tiêu tán, tất cả giống như đồ chơi, dễ dàng bị phá hủy, không thể địch lại. Đùng! Thân hình cự ma trên không trung dễ dàng bị nghiền nát, tiếng bại tai thanh thúy vang vọng trong không gian. Phốc phốc! Bản thể ô hỏa tán nhân ở trong thân hình cự ma bị nghiền nát xuất hiện. Trên khuôn mặt hiện lên một dấu tay đỏ bừng, máu tươi xen lẫn mấy cái răng phun ra. Siêu! Ngay dưới ánh mắt hoảng sợ, sợ hãi của hắn, thân hình ô hỏa tán nhân giống như chim gãy cánh, bị một tát này hung hăng bắn ngược xuống phía dưới, thân hình giống như thiêm thạch bắn xuống ngọn núi đã sớm bị rạn nứt phía dưới. Phanh phanh! Tiếng nổ vang trầm thấp vang lên, ngọn núi rạn nứt dưới công kích bực này run rẩy, đá văng khắp nơi. Từng đạo khe nứt từ trong ngọn núi khổng lồ lan tràn ra ngoài, ngọn núi khổng lồ lập tức bị nứt vỡ, sụp đổ. Một cái tát, ô hỏa tán nhân bị đánh bay. Lúc này đám người Tịnh Kiếm Hoàng, Lục Linh, Mạc Kình Thiên, Thái A và những tụ tập vây xem náo nhiệt ở xa nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi run rẩy. Cảnh tượng này không phải là rung động bình thường, dùng tu vi kinh khủng của ô hỏa tán nhân, không ngờ lại không chịu nổi một kích, giống như là con sâu cái kiến bị đánh bay. Lúc này đối với đám người Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng giả, Nhàn Vân Hoàng giả, Đường Ám trưởng lão mà nói, nhìn thân ảnh cao ngất trên không trung kia, lại nhìn thấy ô hỏa tán nhân bị đánh bay, trong mắt bọn họ không có một chút kinh ngạc nào. Đường Ám trưởng lão, Tịnh Kiếm Hoàng, Nhâm Ngã Hành và những người khác chỉ có chút ngoài ý muốn mà thôi. Những câu người này vừa nói mọi người đều nghe thấy rõ, ai dám động tới Lục Lâm Thiên, hắn sẽ khiến cho kẻ đó thần hồn câu diệt. Toàn tộc chó gà không tha. Lục Lâm Thiên này rốt cuộc có quan hệ gì với người này, không ngờ lại khiến cho người này phẫn nộ như vậy. Vô số cường giả hóa hồng cảnh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua đại hán trung niên có thân hình cao ngất lập tức cung kính tiến lên, dưới ánh mắt rung động của mọi người, kể cả là đám người Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng cùng với người khác cung kính hành lễ, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Bái kiến Hoàng Phủ Minh Chủ. Minh Chủ, Hoàng Phủ Minh Chủ. Là Hoàng Phủ Minh Chủ của Chiến Thiên Liên Minh. Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Tuyệt Phong Hoa, Mạc Kình Thiên lập tức rung động,
khi ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh cao ngất kia, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Hoàng Phủ Minh Chủ, trên thượng thanh thế giới này trừ Hoàng Phủ Minh Long, Minh Chủ của Chiến Thiên Liên Minh ra sẽ không có một Hoàng Phủ Minh Chủ thứ hai. Bái kiến Hoàng Phủ Minh Chủ. Bái kiến Hoàng Phủ Minh Chủ. Trên ngọn núi, Nhâm Ngã Hành, Mạc Kình Thiên, Tuyệt Phong Hoa, Tịnh Vô Ngân cùng với tất cả mọi người cung kính hành lễ. Phía xa xa, đám người xem náo nhiệt đột nhiên biến sắc, cũng không dám bất kính mà cung kính hành lễ. Bái kiến Hoàng Phủ Minh Chủ. Giờ phút này ngay cả Đường Ám trưởng lão thân là cổ tộc đối mặt với đại hán trung niên có thân hình cao ngất kia cũng phải cung kính hành lễ. Minh chủ Chiến Thiên Liên Minh sao? Lục Lâm Thiên lúc này cũng kinh ngạc không nhỏ, không ngờ người vừa mới xuất hiện lại có địa vị như vậy. Minh chủ Chiến Thiên Liên Minh, trên thượng thanh đại thiên thế giới này là người có thể chống lại cổ tộc. Minh chủ, hiểu lầm, tất cả hiểu lầm mà thôi. Ô Hỏa Tán Nhân mang theo thân hình đầm đìa máu tươi lao ra khỏi ngọn núi sụp đổ, thân hình lơ lửng ở trước mặt đại hán trung niên có thân hình cao ngất kia, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ và sợ hãi thật sâu. Khuôn mặt bị một cái tát khiến cho máu tươi đầm đìa, thế nhưng ngay cả ý nghĩ phẫn nộ cũng không dám. Bởi vì Ô Hỏa Tán Nhân biết rõ người trước mắt là ai, người này là người cả đời này hắn không dám trêu vào. Minh chủ, hiểu lầm a, tất cả đều là hiểu lầm. Minh chủ. Hồn anh của Hỏa Loan rơi vào trong tay Hoàng Phủ Minh Long, không ngừng lớn tiếng cầu xin tha thứ, sớm biết Lục Lâm Thiên có quan hệ với người trước mắt, cả Phượng Hoàng nhất tộc nàng không dám đỡ upsilon.ng tới một cọng tóc gáy của Lục Lâm Thiên. Sợ rằng hai người Ô Hỏa Tán Nhân và Hỏa Loan đã hối hận đứt ruột đứt gan. Ô gia, Phượng Hoàng nhất tộc, Tinh gia, Tùng gia, Đô Linh gia, Thiệu gia, một đám hỗn trướng, dám nói hiểu lầm với ta. Nếu không phải ta không đi ra, muốn hốt gọn các ngươi một mẻ, thì tại sao lại để cho đám người các ngươi nhảy nhót cho tới bây giờ? Ta đã sớm đập chết đám người các ngươi rồi. Hoàng Phủ Minh Long đạp không đứng lơ lửng, mắt nhìn hồn anh Hỏa Loan và Ô Hỏa Tán Nhân phía dưới, đôi mắt thâm thúy như sao vô cùng bình tĩnh lại mang theo khí tức khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo, tự dưng bá đạo vô cùng, bế nghĩa thiên hạ, hắn lạnh lùng nói. Lục Lâm Thiên chính là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long ta, ngay cả hắn mà các ngươi cũng dám động. Các ngươi có đặt ta ở trong mắt không? Không ngờ lại dám đỡ upsilon.ng vào nghịch lân của ta, các ngươi có chết cũng đáng. Sư đệ, Lục Lâm Thiên là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long. Nghe vậy bất kể là Ô Hỏa Tán Nhân, Hỏa Loan hay là đám người Đường Ám trưởng lão, Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng Giả, Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu hay là Thái A, Lục Linh, Vô Tướng, thậm chí là bản thân Lục Lâm Thiên, toàn thân cả đám giống như bị điện giật. Biểu hiện trên mặt không đồng nhất, thế nhưng cả đám đều không nói được một lời nào. Không hay, mạng ta xong rồi. Hai người Ô Hỏa Tán Nhân, Hỏa Loan kinh hãi, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ tuyệt vọng, Lục Lâm Thiên không ngờ lại là sư đệ của Minh Chủ Chiến Thiên Liên Minh Hoàng Phủ Minh Long. Bọn họ muốn giết Lục Lâm Thiên, Hoàng Phủ Minh Long nhất định sẽ khiến cho bọn họ xong đời. Sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long ta mà đám tạp chủng các ngươi cũng dám động. Làm sao có thể tha cho các ngươi sống được? Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Hoàng Phủ Minh Long vang lên, hai tay cùng lúc huy động, hồn anh của Hỏa Loan trong tay hắn bị bóp nát. Phanh! Cùng lúc, không gian quanh thân Ô Hỏa Tán Nhân không biết vì sao đột nhiên vặn vẹo, chung quanh không gian vặn vẹo hiện lên quang mang chói mắt, âm thanh trầm đỡ upsilon, C lập tức vang lên. Không gian run lên, sau đó cả không gian hóa thành một cái động sâu đen kịt. Quang mang năng lượng vô cùng vô tận vặn vẹo ở giữa không trung. Ô Hỏa Tán Nhân có tu vi tam nguyên hóa hồng đem theo ánh mắt tuyệt vọng, sợ hãi bị giết vô cùng hời hợt, giống như là con sâu cái kiến. Cặn bã cũng không còn, thần hồn câu diệt ở trong không gian vặn vẹo. Không có tiếng nổ quá lớn, không có một chút năng lượng nào tiết ra ngoài. Tất cả quá chấn động nhân tâm, đại hán trung niên có thân hình cao ngất kia quá mức cường hãn, trong lúc vô hình có xu thế chống trời. Hời hợt diệt sát hồn anh Hỏa Loan và Ô Hỏa Tán Nhân, thậm chí là không có lấy một động tác dư thừa nào, tự dưng lại mang theo uy thế tràn ngập thiên địa khiến cho cơ hồ tất cả mọi người run rẩy, chấn động tới mức ngây ra như phỗng. Ai cũng thật không ngờ kết cục hiện tại lại ngoài ý muốn như vậy, Ô Hỏa Tán Nhân, Hỏa Loan và những người khác hùng hổ tới đây, kết quả ngay cả sợi tóc của Lục Lâm Thiên cũng không động tới được, Phượng Viêm bị tẩu hỏa nhập ma đánh nát bản thể Hỏa Loan, hồn anh tự bạo đánh chết tất cả những người khác.
rồi sau đó không ngờ lại khiến cho minh chủ chiến thiên liên minh Hoàng Phủ Minh Long hiện thân, hắn ta lại là sư huynh của Lục Lâm Thiên, đến thời điểm này mọi người mới biết được không ngờ Lục Lâm Thiên lại có địa vị như vậy. Từ trước tới nay tất cả mọi người đều tìm hiểu lai lịch của Lục Lâm Thiên, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Mà bây giờ rốt cuộc tất cả mọi người đã biết, hóa ra Lục Lâm Thiên lại là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long, khó trách lại có thiên phú và thực lực như vậy. Cả không trung lập tức yên tĩnh, triệt để yên tĩnh tới đáng sợ. Bản thân Lục Lâm Thiên lúc này cũng rung động, minh chủ chiến thiên liên minh Hoàng Phủ Minh Long không ngờ lại là sư huynh của hắn. Sư huynh gì gì đó bản thân Lục Lâm Thiên cũng không rõ ràng lắm. Từ trước tới nay Lục Lâm Thiên cũng không biết hắn và minh chủ chiến thiên liên minh còn có tầng quan hệ như vậy. Nhưng mà Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ tới lời lão ảnh nói, lão ảnh đã từng nói qua, lần này coi như hắn lật tung trời trong mật địa thiên giới cũng có người bảo hộ. Cho nên hiện tại Lục Lâm Thiên nghĩ tới, sợ rằng người này chính là minh chủ Hoàng Phủ Minh Long của chiến thiên liên minh, trừ hắn ra, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người có thể đảm bảo cho hắn đi ngang mật địa thiên giới này. Chẳng lẽ, thân hình Lục Lâm Thiên đột nhiên run lên, trong lòng như bị gõ một cái, vị sư huynh này, đừng nói là. Trên không trung, trường bào màu lam trên người Hoàng Phủ Minh Long tung bay, thân hình cao ngất mang theo khí thế bế nghĩa thiên hạ đáp xuống trước mặt Lục Lâm Thiên nói. Người có biết ta là ai không? Tuy rằng Lục Lâm Thiên cũng có suy đoán qua, thế nhưng hắn cũng không dám xác định, hắn nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Long rồi khẽ lắc đầu. Nhìn thấy vật này ngươi sẽ rõ. Hoàng Phủ Minh Long đối với phản ứng của Lục Lâm Thiên dường như cũng không quá để ý mà lập tức móc một vật trong người ra đưa cho Lục Lâm Thiên. Nhất phẩm thủ tạ lệnh. Khi Lục Lâm Thiên nhìn thấy vật trong tay Hoàng Phủ Minh Long, sắc mặt lập tức đại biến. Đây là nhất phẩm thủ tạ lệnh. Từ khí tức bên trên Lục Lâm Thiên không khó nhận ra, đây chính là vật lúc trước hắn vừa mới đi ra ngoài đã bị Phạm Sàm của Thiên Thủy Môn lừa gạt, vật này không biết tại sao lại rơi vào trong tay Hoàng Phủ Minh Long. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Lâm Thiên nói, nhất phẩm thủ tạ lệnh này là sư phụ lão nhân gia lấy từ trên người ta khi trước, cho nên sau khi nhất phẩm thủ tạ lệnh này xuất hiện ta đã biết rõ để tới thượng thanh thế giới, chuyện về sau ta cũng biết, cũng âm thầm nhìn qua. Ta không có lộ diện vì đây cũng là ý của sư phụ. Phải để cho đệ tôi luyện, dưới sự bảo hộ của người khác vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả. Hiện tại đệ đã lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, là chân lý niết bàn, không làm cho sư phụ lão nhân ra mất mặt. Ngừng một cái, Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Lâm Thiên, khí tức tự dưng chuyển thành bá đạo, hắn nói. Cửu sư đệ, ta tự giới thiệu cho đệ một chút, ta chính là Lục sư huynh của đệ, gọi là Hoàng Phủ Minh Long. Bái kiến Hoàng Phủ sư huynh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ run lên, tất cả không có sai, nhiều năm như vậy rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy một trong 8 vị sư huynh sư tỷ của mình. Minh chủ Hoàng Phủ Minh Long của chiến thiên liên minh, hắn lập tức cung kính hành lễ. Ha ha, miễn lễ. Hoàng Phủ Minh Long cười cười, tay áo khẽ phất, nâng Lục Lâm Thiên đứng dậy, tiếng cười vang vọng không trung. Đệ tử Thái A bái kiến sư bá. Sau khi kinh hãi một lát, Thái A cũng cung kính tiến lên trước mặt Hoàng Phủ Minh Long rồi hành lễ. Đường đường là minh chủ chiến thiên liên minh không ngờ lại là sư bá của hắn, vậy thì sau này ở trong thượng thanh thế giới, không nói trước tung hoành, ít nhất hắn cũng có thể đi ngang, nghĩ tới chuyện này khiến cho Thái A kinh hỉ không thôi. Tiểu gia hỏa, thiên phú của ngươi cũng không tệ, nếu như ngươi đã gọi ta một tiếng sư bá, tự nhiên ta cũng không để cho ngươi gọi không. Trên người ta vừa vặn có một kiện thông linh bảo khí coi như không tệ, xem như là lễ gặp mặt. Nhưng ta không mang theo người, lúc nào tiện tới chỗ ta lấy đi. Hoàng Phủ Minh Long khẽ mỉm cười nói. Thông linh bảo khí. Thái A nghe vậy lập tức mừng rỡ, sư bá của hắn đường đường là minh chủ chiến thiên liên minh, tự nhiên sẽ không nói dóc lừa hắn cho nên hắn vội vàng nói. Thái A đa tạ sư bá. Thông linh bảo khí A. Trên ngọn núi. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn qua Thái A rồi ngây ngốc, thông linh bảo khí A, đối với cường giả hóa hồng cảnh mà nói là trọng bảo, căn bản không có mấy hóa hồng cảnh lấy ra được thông linh bảo khí. Quỷ cốc hoàng giả cũng hít sâu một ngụm khí lạnh, linh khí áo nghĩa trên người hắn không ít, thế nhưng thứ như thông linh bảo khí ngay cả một kiện cũng không có. Mà bây giờ Thái A lại có thể nhận được một kiện thông linh bảo khí. Lễ gặp mặt này không nhỏ A. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Lễ gặp mặt chính là một kiện thông linh bảo khí,
không hổ là Hoàng Phủ Minh Long, minh chủ của Chiến Thiên Liên Minh. Cửu sư đệ có nữ nhi gọi là Du Thược đúng không? Hoàng Phủ Minh Long lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Không sai. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức gật đầu với Hoàng Phủ Minh Long, trong lòng có chút khẩn trương. Cửu sư đệ không cần khẩn trương. Hoàng Phủ Minh Long cười nói. Ta cũng chỉ tới nói cho đệ một tiếng, ngày hôm qua đại sư tỷ đã tới, ở trong thiều danh thế giới thu một người đệ tử gọi là Du Thược, sau khi biết được là nữ nhi của đệ, cho nên cố ý bảo ta nói cho đệ một tiếng. Du Thược đã được tỷ ấy mang đi, về sau tự nhiên sẽ có cơ hội gặp mặt, nó ở chỗ tỷ ấy để có thể yên tâm. Đại sư tỷ, Lục Lâm Thiên sững sờ, lúc này mới được bao lâu à, lúc này Du Thược vốn nên mang theo Phi Linh Môn và Lục Gia, tăng thêm cường giả linh vũ giới chia ra là mấy đường đi tiễu trừ các thế lực của Diệt Linh Minh trong các trung thiên thế giới, tại sao lại đột nhiên bái sư, lại còn là đại sư tỷ mà hắn chưa từng gặp mặt. Thậm chí hiện tại Lục Lâm Thiên mới biết được, người đệ tử đầu tiên của sư phụ lão nhân ra lại là nữ nhân. Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Về sau tự nhiên đệ sẽ có cơ hội gặp mặt đại sư tỷ, chuyện của đệ tỷ ấy cũng biết rồi. Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười khổ, từ trong lời nói của Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long này hắn không khó biết rõ vị đại sư tỷ kia là tồn tại bực nào, dù thực có thể bái làm môn hạ của vị đại sư tỷ kia cũng coi như là cơ duyên lớn, chuyện này quả thật cũng không cần lo lắng. Tất cả chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc mà thôi. Ai? Bỗng nhiên trên trời cao truyền ra một tiếng than nhẹ, lập tức một đạo âm thanh già nua vang vọng. Đường ám trưởng lão, chuyện Phượng Hoàng nhất tộc ở Nguyệt Hoàng thế giới ngươi lập tức đi điều tra, nếu như chuyện Phượng Hoàng nhất tộc cấu kết với Thiên La Minh là thật, nhất định phải nghiêm trị không tha. Đô Linh gia, Tùng gia cấu kết với Phượng Hoàng nhất tộc, trục xuất ra khỏi tất cả mật địa trong Thượng Thanh thế giới, nếu như chuyện Phượng Hoàng nhất tộc cấu kết với Thiên La Minh là thật, đến lúc đó tất cả sẽ bị nghiêm trị không tha. Quyết không thể nương tay. Vâng. Đường ám trưởng lão khẽ giật mình, sau đó lập tức cung kính nói. Phượng Hoàng nhất tộc này triệt để xong đời rồi. Nghe vậy đám người trên núi và vô số người vây xem phía xa lập tức nhìn nhau, âm thầm rung động. Lần này cả Thượng Thanh thế giới náo nhiệt, tất cả các thế lực dưới cổ tộc lại một lần nữa bị thanh trừng. Âm thanh rất quen thuộc. Lục Lâm Thiên nghe âm thanh trên không trung lập tức cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Dường như là âm thanh của lão giả khi hắn đi vào trong thương khung chiến trường vậy. Cửu sư đệ, ta có một chút chuyện muốn tâm sự với đệ đi theo ta. Hoàng Phủ Minh Long nhìn chung quanh, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Nói xong, thân ảnh lóe lên, lập tức phá không rời đi. Lục Lâm Thiên gật đầu, lập tức đuổi theo. Siêu siêu. Khi thấy thân ảnh hai người Lục Lâm Thiên và Hoàng Phủ Minh Long biến mất trên không trung xa xa. Tất cả những người có mặt trên ngọn núi lần nữa nhìn nhau rồi hít sâu một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, kết quả đều vượt quá dự đoán trước đó của mọi người, ai cũng không biết kết quả cuối cùng lại như vậy. Ô Hỏa Tán Nhân cùng với đám người Hỏa Loan hùng hồ tới đối phó với Lục Lâm Thiên, kết quả ngay cả một cọng tóc của Lục Lâm Thiên cũng không đỡ Upsilon.ng được, cuối cùng cả đám thần hồn câu diệt. Ô Hỏa Tán Nhân chết là chuyện rõ ràng. Trước mặt minh chủ Hoàng Phủ Minh Long của Chiến Thiên Liên Minh, hắn ta xoay người được mới là chuyện lạ. Thế nhưng bản thể Hỏa Loan cùng với mấy nhất nguyên hóa hồng và những người khác bị diệt mà còn không biết gì, không ngờ lại bị Phượng Viêm tẩu hỏa nhập ma tiêu diệt. Không có ai biết Phượng Viêm tại sao phải tự bạo hồn anh, còn đẩy Phượng Hoàng nhất tộc vào chỗ vạn kiếp bất phục, chẳng lẽ đúng như lời Phượng Viêm nói, khi hắn dung hợp với thân hình Hắc Phượng Hoàng đã bị tẩu hỏa nhập ma sao? Hiện tại mọi người cũng chỉ có thể đoán Phượng Viêm tẩu hảo nhập ma, dù sao dưới tình huống bình thường Phượng Viêm sẽ không ngớ ngẩn mà làm như vậy. Mà cơ hồ tất cả chuyện này khiến cho trong lòng mọi người hiểu rõ một điều, về sau trong Thượng Thanh Đại Thiên thế giới này, ai dám động vào Lục Lâm Thiên tương đương với việc muốn chết. Không nói trước thiên phú của Lục Lâm Thiên còn đó, ai cũng không dám ngớ ngẩn đi đắc tội, quan trọng nhất là có sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, minh chủ Chiến Thiên Liên Minh ở đó. Trong Thượng Thanh Đại Thiên thế giới này không ai dám động tới. Mà Hoàng Phủ Minh Long vẫn Lục sư huynh của Lục Lâm Thiên mà thôi, Lục Lâm Thiên là cửu sư đệ, đồng nghĩa với việc Lục Lâm Thiên còn 7 sư huynh đệ khác, sợ rằng mỗi một người không kém Hoàng Phủ Minh Long là bao, loại đội hình như vậy, cả cổ tộc trên Thượng Thanh Đại Thiên thế giới cũng không dám trêu vào. Chúng ta cũng đi thôi. Đám người Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng lập tức nói,
lúc này bọn hắn có ở lại hay không cũng không quan trọng. Ô Hỏa Tán Nhân và những kẻ khác đã chết, bọn họ cũng còn có việc của bọn họ. Siêu siêu. Chúng cường giả rời đi, chỉ lưu lại đám người Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Tuyệt Phong Hoa, cả đám lúc này vẫn còn đang ngây ngốc, còn chưa lấy lại được tinh thần. Trong mật địa thiên giới, trong một quần sơn, nơi đây có năng lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm. Lục Lâm Thiên theo Hoàng Phủ Minh Long tiến vào trong một cắn điện khổng lồ trong mật thất. Ở trong mật thất này Hoàng Phủ Minh Long thậm chí chỉ bố trí một đạo cấm chế, ánh mắt chính xác nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Cửu sư đệ, trừ nơi đệ tới, bất kỳ nơi nào nói chuyện cũng không quá an toàn, ở nơi này của ta cũng giống như vậy. Ta đã sớm nhận được tin tức của lão ảnh, chuyện của đệ ta cũng biết, cho nên không cần nói ra miệng, đệ hiểu chưa? Lục Lâm Thiên gật đầu, lập tức hiểu ý Hoàng Phủ Minh Long nói nhất định là chuyện hỗn độn bổn nguyên của linh vũ thế giới, chuyện này liên quan quá lớn. Tuy rằng thực lực của Hoàng Phủ Minh Long mạnh, Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào dò xét ra rõ ràng, thế nhưng không hề nghi ngờ, nếu như có người muốn dò xét, quả thực cũng có thể dò xét được rõ ràng. Thân là người luyện hóa bổn nguyên hỗn độn, bản thân Lục Lâm Thiên biết rõ chỗ khủng bố của việc luyện hóa hỗn độn bổn nguyên. Ví dụ người nếu như chủ nhân của Thượng Thanh Đại Thiên thế giới này muốn dò xét Hoàng Phủ Minh Long mà nói, ở trong Thượng Thanh thế giới này cho dù thực lực của Hoàng Phủ Minh Long có mạnh hơn nữa cũng không có cách nào ngăn cản. Dùng thiên phú và biểu hiện của đệ trong khoảng thời gian này, sớm muộn cũng có một ngày vượt lão bát a. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Lâm Thiên nói. Muốn vượt qua các sư huynh sợ rằng còn quá sớm. Lục Lâm Thiên khẽ cười, hắn biết bằng vào thực lực của mình hiện tại nếu như so sánh với Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long này mà nói, còn kém xa. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Lâm Thiên nói. Cửu sư đệ không cần khiêm tốn, đệ thế nào ta là người rõ nhất. Những năm gần đây tất cả hành động của đệ ta đều rõ, mạnh hơn 8 người chúng ta là chuyện sớm muộn. Lục Lâm Thiên cười khổ, lập tức nói với Hoàng Phủ Minh Long. Lục sư huynh, không biết những sư huynh sư tỷ khác ở nơi nào. Lục Lâm Thiên nhớ rõ tàn ảnh mà sư phụ lão nhân gia lưu lại khi trước đã từng nói qua, 8 vị sư huynh sư tỷ của hắn đã sớm là cường giả thanh danh hiển hách trong 3000 đại thế giới. 8 vị sư huynh sư tỷ của hắn mỗi một người đều tu luyện công pháp khác nhau, thậm chí không nhất định là cường giả nhân tộc. Mà người tu luyện hỗn độn âm dương quyết chỉ có một mình hắn, cũng chính là chân truyền của sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Hoàng Phủ Minh Long nghe vậy, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Sư huynh muội chúng ta có tổng cộng 9 người, 7 sư huynh sư tỷ khác của đệ đến lúc thích hợp đệ sẽ biết rõ. Đến lúc đệ tự nhiên sẽ hiểu rõ, hiện tại còn không phải lúc nói cho đệ biết. Lại nói giống lão ảnh. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nhún vai. Vị lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long này giống như lão ảnh, nói đều cùng một giọng như vậy. Hoàng Phủ Minh Long lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Chắc hẳn đệ cũng biết, 9 sư huynh muội chúng ta tu luyện công pháp không giống nhau, nhưng mà chỉ có người tu luyện hỗn độn âm dương quyết là đệ mới là chân truyền của sư phụ lão nhân gia. Điều này cũng quyết định sau này đệ sớm muộn cũng vượt qua đám người chúng ta. Thứ bây giờ mà đệ phải làm là mau chóng trở thành cường giả chính thức. Cường giả chính thức. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, xem ra trong mắt của lục sư huynh Hoàng Phủ Long Minh của hắn, bằng vào tu vi thực lực của hắn hiện tại còn chưa là cái gì. Hoàng Phủ Minh Long gật đầu nói. Đúng vậy, cường giả chính thức, là cường giả đỉnh phong ở giữa thiên địa này, đây là thứ mà đệ nhất định phải làm được. Ta thấy đây cũng là mong muốn của sư phụ, trong 3000 đại thiên thế giới này không lâu nữa sẽ xảy ra đại sự này đủ làm ảnh hưởng đến cả đại cục của 3000 đại thiên thế giới. Ta hy vọng trước đó đệ có thể trở thành cường giả chính thức. Thời gian đã không còn nhiều, đệ lại luôn sáng tạo ra kỳ tích, ta hy vọng tới lúc đó đệ cũng sáng tạo ra kỳ tích, đặt chân tới bước kia. Dứt lời, ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long nhìn về phía Lục Lâm Thiên vô cùng nghiêm túc. Đặt chân tới đỉnh phong, đường cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng, đây cũng là điều Lục Lâm Thiên muốn làm, chỉ có đặt chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong mới có thể thủ hộ tất cả mọi thứ của mình. Nghe vậy Lục Lâm Thiên nhìn Hoàng Phủ Minh Long rồi gật đầu nói. Đệ sẽ cố gắng. Chương 4230 kỳ ngộ của Du Thực Hai. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Lâm Thiên, ngưng trọng nói. Cửu sư đệ, đây là trách nhiệm của đệ, cũng là nghĩa vụ của đệ. Tất cả mọi thứ bây giờ đệ có được đều do sư phụ lão nhân gia sắp xếp. Tất cả của sư phụ lão nhân gia đều để cho đệ, 8 người chúng ta không có một câu oán hận nào.
Bởi vì chúng ta cũng biết, chúng ta cuối cùng khó có thể đạt tới độ cao như sư phụ lão nhân gia. Mà đệ bây giờ lại có cơ hội, cho nên đệ phải hoàn thành, đệ có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ, trong thiên địa này có một chút chuyện có lẽ đệ còn không biết. Thế nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày đệ sẽ biết. Sau khi đệ đi từ chỗ kia ra, đệ đã bước vào một vòng xoáy khổng lồ, không thể trốn chạy. Lục sư huynh, trong thiên địa này có vòng xoáy khổng lồ nào hay sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy vẻ mặt lập tức nghiêm chỉnh, xem ra không lâu sau trong 3.000 đại thiên thế giới này sẽ xảy ra đại sự này thậm chí còn lan tới tất cả các đại thế giới. Hoàng Phủ Minh Long nói, đến lúc đó đệ sẽ biết rõ, đến thời điểm phù hợp tự nhiên đệ sẽ biết. Thực lực mạnh bao nhiêu thì biết rõ bấy nhiêu chuyện. Chuyện quan trọng nhất của đệ hiện tại là tu luyện, mau chóng trở thành cường giả chính thức. Hiện tại biết rõ quá nhiều chuyện đối với việc tu luyện của đệ có hại mà không có lợi, sẽ khiến đệ suy nghĩ nhiều. Lại là cái giọng này. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, xem ra nếu như hắn muốn biết rõ thì cũng chỉ có thể trở thành cường giả chính thức, thực lực mạnh bao nhiêu mới có thể biết rõ bấy nhiêu chuyện. Hoàng Phủ Minh Long cười nhạt, ống tay áo khẽ phất lên, lộ ra khí thế bệ nghệ thiên hạ, hắn nhìn Lục Lâm Thiên cười nói. Nghe nói mấy ngày nay đệ muốn đồng thời đối phó với ba tiểu gia hỏa cổ tộc. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Hai ngày sau, trên chiến đài. Tốt, có sự can đảm, dám đối phó với ba người, trên chiến đài chưa từng có ai làm như vậy. Hoàng Phủ Minh Long cười cười, nói với Lục Lâm Thiên. Nhưng mà ba tiểu gia hỏa kia đều có chút bổn sự, hai ngày sau trên chiến đài, đệ có mấy phần nắm chắc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo. Nhìn Hoàng Phủ Minh Long, khóe miệng nở nụ cười nhạt, dường như cũng muốn biểu hiện một chút khí độ trước mặt Lục Sư Huynh cho nên mở miệng nói. Mười phần, có thắng chứ không có bại. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Lâm Thiên, nhìn thấy Lục Lâm Thiên khẳng định như vậy cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên quá nhiều, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, nói. Mấy người này đều cùng thế hệ với đệ, đến lúc đó phải trà đạp đám người này cho tốt, cũng là cho ta mặt mũi. Lục Lâm Thiên rời khỏi nơi ở của Hoàng Phủ Minh Long, lúc này đã tới hoàng hôn. Trước khi rời đi, Hoàng Phủ Minh Long cũng thực hiện hứa hẹn với Thái A, ném cho Lục Lâm Thiên một kiện thông linh bảo khí linh hồn hình dáng giống như một chiếc chuông để giao cho Thái A. Điều khiến cho Lục Lâm Thiên phiền muộn chính là, vốn Lục Lâm Thiên còn muốn kiếm một chút chỗ tốt từ trong tay vị sư huynh đường đường là minh chủ chiến thiên liên minh này. Thế mà vị Lục sư huynh này cũng không có ý tứ cho hắn. Thân là sư đệ Lục Lâm Thiên cũng không tiện mở miệng, cho nên cũng chỉ có thể phiền muộn mà thôi. Sau khi Lục Lâm Thiên trở lại đình viện của mình màn đêm đã buông xuống, người các đại gia tộc cũng đã rời đi. Thế nhưng bảy người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Mạc Kình Thiên vẫn đang chờ đợi Lục Lâm Thiên. Sau khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên, đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiên Thiên Thương Ngân. Sáu người này vội vàng tỏ vẻ áy náy và bất đắc dĩ với Lục Lâm Thiên. Chuyện kết minh với Lục gia bọn họ cũng bị ép, trưởng bối trong tộc và Sơn Môn bảo bọn họ nói như vậy. Dưới tình huống đó bọn họ cũng không có biện pháp, huống chi đây cũng không phải là chuyện xấu, cho nên lần này bọn họ mới không thể không bán Lục Lâm Thiên một lần. Lục Lâm Thiên tự nhiên cũng không quá để ý, có thêm nhiều minh hữu chung quy so với có thêm địch nhân vẫn tốt hơn nhiều. Huống chi đối với gia tộc và thế lực sau lưng mọi người, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút cảm kích, cho nên kết minh cũng là chuyện tốt. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không có để trong lòng, đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân lúc này mới an tâm lại. Đối với địa vị của Lục Lâm Thiên hiện tại, sư đệ của minh chủ Hoàng Phủ Minh Long, mọi người vô cùng rung động. Lục Lâm Thiên nhún nhún vai, tới hôm nay hắn cũng mới được biết a. Lâm Thiên huynh đệ. Hai ngày sau huynh đệ cùng chiến một trận với Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu, trận chiến này huynh đệ chuẩn bị tới đâu rồi? Mạc Kình Thiên nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười cười nói. Có lẽ không kém bao nhiêu. Đối với việc chiến với ba người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu một trận, chuyện này đối với Lục Lâm Thiên mà nói cũng là trùng hợp. Một mặt Lục Lâm Thiên cũng rất muốn biết thực lực của đám người trẻ tuổi đỉnh phong trong các cổ tộc của Thượng Thanh thế giới thế nào. Mặt khác Lục Lâm Thiên cũng muốn thử xem lĩnh ngộ của mình tới đâu, cơ hồ tất cả người có phong hào chiến hoàng đều tiến vào trong mật địa thiên giới lĩnh ngộ 1.500 năm, mà bây giờ cách 1.500 năm chỉ có 300 năm mà thôi.
Đối với người tất cả các đại cổ tộc trong mật địa Lục Lâm Thiên vẫn luôn cảm thấy hứng thú, mà điều kiện tiến vào trong bí cảnh các đại cổ tộc là phải bài danh trong top 10 của thiên bảng, khi đó mới có tư cách. Cho nên lúc này Lục Lâm Thiên mới chiến với ba người Đường Dần một trận. Lúc ấy chung quanh đài chiến đấu cho Băng Du, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, ba người này tu luyện ba loại áo nghĩa khác nhau, ba loại cổ tộc, cho nên Lục Lâm Thiên dứt khoát muốn chiến với ba người một trận. Hai ngày sau trên chiến đài, chúng ta sẽ giúp ngươi cổ vũ. Nhâm Tiêu Diêu nói với Lục Lâm Thiên. Tịnh Vô Ngân nhìn qua Lục Lâm Thiên, ôm kiếm nói. Bây giờ ngươi đại biểu cho tất cả những người trẻ tuổi ngoài cổ tộc trong mật địa thiên giới, đánh bại ba cổ tộc kia chúng ta cũng coi như có mặt mũi. Đám người chúng ta ngoài cổ tộc ra cũng nên hãnh diện một lần. Để cho những gia hỏa cổ tộc kia sau này bớt ngạo khí đi, để cho bọn chúng biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Đám người Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đao, Thiên Thương Ngân nhao nhao phục họa, bây giờ mọi người đối với trận chiến hai ngày sau vô cùng hứng thú. Ta thấy chúng ta không nên quấy rầy Lâm Thiên huynh đệ thì hơn. Đi về đi, hai ngày này để cho Lâm Thiên huynh đệ chuẩn bị một chút. Hai ngày sau gặp lại ở chiến đài. Mạc Kình Thiên nói với mọi người. Đúng vậy, một đối ba, phải chuẩn bị cho tốt. Mọi người gật đầu, lập tức cáo từ rời đi. Trong đình viện lúc này cũng chỉ còn Lục Lâm Thiên, Vô Tướng, Lục Linh, Thái A, tăng thêm người của hộ hoàng đội. Trong sảnh, Lục Lâm Thiên đem thông linh bảo khí của Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long giao cho Thái A, để cho hắn luyện hóa. Nhưng mà Thái A lại muốn hai ngày sau đi xem sư phụ chiến đấu một trận với ba thanh niên đồng lứa cổ tộc, đợi trận chiến xong mới bắt đầu chuẩn bị luyện hóa thông linh bảo khí. Lục Lâm Thiên cũng không có phản đối. Vì tránh hai ngày sau xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên hắn cũng quyết định trong hai ngày này tiến vào trong thiên trụ giới tĩnh tu một lần. Trong thời gian hai ngày này, người bình thường đến đây Lục Lâm Thiên nhắn đám người Vô Tướng ngăn lại. Mà trước khi tiến vào trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên cũng đem một ngọc giản tin tức bảo Vô Tướng tìm người giao cho Lục Kinh Vân ở ngoài mật địa thiên giới. Đông Quan Trạch ở trong Lục Gia Quân không thể không thanh trừng. Một lát sau, trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên ngồi khoanh chân, lúc này chuyện ngoài mật địa thiên giới cuối cùng so với trong kế hoạch của Lục Lâm Thiên khác không ít, nhưng mà kết quả cũng không đến nỗi một trời một vực. Mà bây giờ chuyện trong mật địa thiên giới cũng coi như đã xử lý sạch sẽ. Chuyện còn lại cũng chỉ đợi đám người Tiểu Long, Lục Kinh Vân báo cáo kết quả, Lục Lâm Thiên đoán đại cục đã định, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Chuyện diệt Linh Minh và Ô Gia coi như tới đoạn kết. Trong Phượng Hoàng nhất tộc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, Hoàng Lạc Nhan rời khỏi mật địa thiên giới, Phượng Hoàng nhất tộc có lẽ còn có cường giả, thế nhưng lúc này Phượng Hoàng nhất tộc đã lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này hy vọng Thượng Thanh thế giới có thể triệt để giải quyết Phượng Hoàng nhất tộc, bằng không khó có thể bảo đảm sau này không có một chút phiền phức nhỏ nào xảy ra. Trước đó hắn bị Thiên La Minh vây công, lần đầu tiên vận dụng lực lượng thế giới đối địch. Nghĩ lại chuyện này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên rung động. Vận dụng lực lượng thế giới, lúc trước bằng vào tu vi của hắn tăng thêm lực lượng thế giới cũng đủ để cho Tam Nguyên Hóa Hồng Thần Hồn câu diệt. Nhưng khi một cường giả Thiên La Minh chạy ra, cuối cùng người này bị đánh chết như thế nào, Lục Lâm Thiên nghĩ lại chỉ có một chút ấn tượng. Dường như kim đao màu vàng sau khi hấp thu không ít thiên lôi trong lôi kiếp lần nữa xuất động. Nhưng mà tất cả chuyện này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có chút trí nhớ mơ hồ. Nghĩ lại cũng mơ mơ màng màng, không có cách nào xác định được. Gần đây kim đao màu vàng trong đầu cũng không có quá nhiều động tĩnh, nhưng mà cũng không phải yên lặng, vẫn tương liên với tiểu hồn anh giống như trước kia. Lần trước bị phục kích thân hình bị nghiền nát, linh khí và thân hình nghiền nát tại sao lại trở lại linh vũ thế giới, chuyện này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên mê man. Mặc dù nói có hỗn độn bổn nguyên tương đương với việc bất tử, hắn lại có thể phục sinh một lần nữa. Nhưng mà thân hình bị nghiền nát, coi như hắn khôi phục cũng không còn bất diệt thân và bất tử thần thể. Còn có bao nhiêu linh khí và nhẫn chữ vật do sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên lưu lại, nếu như mất hết thì tổn thất vô cùng thảm trọng, đồng thời cũng vô cùng phiền phức. Chẳng lẽ đều là do tên thổ phỉ trong linh hồn này? Lục Lâm Thiên thì thào nói, tất cả mọi chuyện Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể quy kết vào cây kim đao màu vàng trong đầu. Một lát sau, Lục Lâm Thiên thu hồi suy nghĩ trong đầu, ba người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu đều là người nổi bật trong đám người trẻ tuổi của cổ tộc, thực lực cũng không thể khinh thường. Kết xuất thủ ấn tu luyện, Lục Lâm Thiên bắt đầu tĩnh tu,
hai ngày sau phải đại chiến trên chiến đài một trận, hắn cũng phải luôn bảo trì trạng thái tốt nhất, Lục Lâm Thiên chưa bao giờ là người chủ quan. Hai ngày sau chiến đấu trên chiến đài, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút chờ mong, thân là người luyện hóa hỗn độn bổn nguyên, chiến một trận với người trẻ tuổi đỉnh phong trong cổ tộc của đại thế giới bên ngoài, Lục Lâm Thiên cũng muốn giết rốt cuộc mình so sánh với đám người trẻ tuổi đỉnh phong ở bên ngoài, thực lực rốt cuộc hơn kém bao nhiêu, ngẫm lại trong lòng cũng có chút chờ mong. Mà sau khi Lục Lâm Thiên tiến vào trong thiên trụ giới, trong mật địa thiên giới lập tức có vô số tin tức truyền ra giống như một quả bom nổ tung, nhất thời khiến cả mật địa thiên giới xôn xao, rung động không thôi. Lục Lâm Thiên dẫn đầu Nhâm gia, Tịnh gia và các thế lực khác thanh trừ thế lực của Ô gia, Phượng Hoàng nhất tộc. Ô Hỏa Tông lão, Hỏa Loan Tông lão đều bị đánh chết. Lục Lâm Thiên chính là sư đệ của minh chủ chiến thiên liên minh Hoàng Phủ Minh Long, bất luận một tin tức nào ở trong mật địa thiên giới này cũng đều là bom tấn. Tin tức này truyền ra khiến cho vô số người kinh hãi, cơ hồ tất cả ánh mắt đều tập trung vào người Lục Lâm Thiên. Mà trận chiến hai ngày sau trên chiến đài, tin tức Lục Lâm Thiên cùng với ba người Băng Nhu, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên chiến một trận truyền ra khiến cho tất cả mọi người chú ý và tò mò. Băng Nhu, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên lần lượt có vị trí thứ 7, thứ 6, thứ 5 trên thiên bảng, là một trong những tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi cổ tộc. Lục Lâm Thiên muốn một mình chống lại ba người trẻ tuổi đỉnh phong của cổ tộc lập tức tạo nên ý kiến trái chiều. Có người nói Lục Lâm Thiên tự đại, có người nói Lục Lâm Thiên có thể chiến thắng, cũng có người cảm thấy Lục Lâm Thiên nhất định sẽ thua. Thế nhưng trong đó cơ hồ khiến cho tất cả những người ngoài cổ tộc trong lúc bất chi bất giác đều dung hộ Lục Lâm Thiên, dù sao nếu có người đánh bại đám người trẻ tuổi của cổ tộc, lại liên tiếp đánh bại ba người mà nói, đây là chuyện đủ để tự hào và trấn áp ngạo khí của cổ tộc. Đối với mọi người luôn bị cổ tộc áp chế mà nói cũng là một chuyện đáng giá chờ mong. Lục Lâm Thiên với Băng Nhu, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên đứng ở vị trí thứ 7, thứ 6, thứ 5 trong thiên bảng, chuyện này cũng khiến cho tất cả người của cổ tộc chú ý. Nghe nói ngay cả cường giả trong mật địa thiên giới cũng bị kinh động, cũng có chút chờ mong. Trong cả mật địa thiên giới chưa từng có ai chiến một trận như vậy. Dưới sự chú ý của thế lực khắp nơi, tăng thêm mấy ngày này Lục Lâm Thiên tiến vào trong mật địa thiên giới đã tạo ra không ít việc chấn động, bởi vậy sau khi tin tức này truyền ra đã khiến cho tất cả mọi người xôn xao. Cũng có không ít người nhanh nhạy, dùng trận chiến này để mang ra đặt cược. Có người đặt cược Lục Lâm Thiên thắng đầu tiên sẽ có người đặt Lục Lâm Thiên thắng thứ hai, cũng có người đánh cược Lục Lâm Thiên thắng thứ ba, đương nhiên cũng có người đặt cược Lục Lâm Thiên thua. Đồn rằng ở trong mật địa thiên giới này cũng có cường giả lén lút đánh cược bằng linh khí áo nghĩa và bảo vật khác. Trên phố nghe đồn trong đám người tham dự cũng có cường giả cổ tộc, dường như tiền đặt cược còn cực lớn. Tóm lại, Lục Lâm Thiên chiến với ba người trẻ tuổi đỉnh phong xếp thứ 7, 6, 5 trên thiên bảng của cổ tộc là Băng Nhu, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên hiện tại chính là tiêu điểm của cả mật địa thiên giới. Sợ rằng tất cả mọi người trong mật địa trừ người đang bế quan, hoặc là ở trong bí cảnh lĩnh ngộ ra thì toàn bộ đều bị bốn người hấp dẫn. Bởi vì trận chiến này thực sự không thể dùng lẽ thường để so sánh. Trước trận chiến, cả đêm này cả mật địa thiên giới không biết có bao nhiêu người đang khẩn trương chờ mong. Đêm, trên vòng trời, trăng sáng dần dần hiểu hiện, ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Cuối cùng một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, ánh trăng nhu hòa giống như một tấm lụa mỏng bao phủ mặt đất, sơn mạch. Ở giữa thiên địa, tại một nơi có khí tức âm hàn bao phủ, sơn mạch dưới bóng đêm nhìn qua càng thêm âm hàn. Đáng hận, Lục Lâm Thiên này không ngờ lại không chết. Chúng ta tổn thất hai kiện thông linh bảo khí, tổn thất nhiều cường giả như vậy, thậm chí thượng thanh thế giới đánh chết nhiều người đồng lứa của minh linh chủng tộc chúng ta, thế nhưng Lục Lâm Thiên này lại không chết. Trong sơn mạch đen kịt mà âm trầm bỗng nhiên có tiếng quát chói tai và không cam lòng vang lên. Khi đêm đen dần dần trôi qua, sắc trời bắt đầu sáng rõ, trong mật địa thiên giới khắp nơi đều có người bắt đầu tiến về chiến đài. Hôm nay chính là ngày Lục Lâm Thiên chiến một trận với ba người Băng Nhu, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, vạn chúng chờ mong. Phù! Trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên ngồi khoanh chân, bỗng nhiên từ trong miệng thở ra một ngụm chọc khí, tinh mang trong mắt cùng với khí tức tang thương, cổ xưa tràn ra. Thời gian trong thiên trụ giới đã qua hơn trăm ngày. Tính tu như vậy cũng đủ để trạng thái của Lục Lâm Thiên đạt tới đỉnh phong. Thiếu chủ, sư phụ, Lục soái. Khi Lục Lâm Thiên rời khỏi thiên trụ giới, hộ hoàng đội cùng Lục Linh,
Thái A đã chờ ngoài đình viện. Lâm Thiên huynh đệ, ngoài đình viện còn 7 người thanh niên có thân hình cao ngất, đám người này chính là Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu cùng Tịnh Vô Ngân. Sau lưng 7 người còn có hộ hoàng đội, tổng cộng trên 200 người. Sư phụ, chúng ta nên xuất phát rồi. Thái A tiến lên bên người Lục Lâm Thiên, ngày hôm nay đối với hắn mà nói cũng vô cùng chờ mong. Sư phụ cùng với 3 người trẻ tuổi đỉnh phong trong cổ tộc chiến một trận, đây là chuyện khó có thể gặp. Đường Dân, Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu, 3 cổ tộc này ngày hôm nay nhất định sẽ bị đánh bại. Mạc Kình Thiên cười hắc hắc. Thời gian cũng không kém lắm, đi thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong ánh mắt có chiến ý tuôn ra, 3 người Đường Dân, Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu, 3 người đỉnh phong trong người trẻ tuổi của cổ tộc, không một ai là kẻ yếu. Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh ở dưới ngọn núi VUT lên không trung rời đi, nhanh như lưu quang xẹt qua trời cao. Chiến đài của mật địa thiên giới là nơi tất cả người trong mật địa thiên giới đều biết. Người tu luyện trong mật địa thiên giới, tất cả đều từng đặt chân lên chiến đài qua, kể cả là người của chấp pháp đội và tuần tra đội, muốn đạt được thêm nhiều tài nguyên tu luyện ở trong mật đại thiên giới vậy cũng chỉ có cách khiêu chiến trên chiến đài. Thiên bảng trên chiến đài chính là nơi phát ra tài nguyên tu luyện trong mật địa thiên giới, người bài danh càng gần những vị trí đầu tiên trên thiên bảng, chỗ tốt nhận được cũng đủ để khiến cho mọi người khiếp sợ. Hôm nay có người muốn liên tiếp khiêu chiến 3 người nằm trong top 10 thiên bảng, chuyện này đủ để khiến cho vạn chúng chú ý. Sáng sớm, sắc trời vừa mới sáng, trên bầu trời xám trắng còn có những ngôi sao lưu luyến như chưa muốn rời đi, nhưng bốn phía chiến đài đã tụ tập vô số người đông nghịt. Có không ít người dường như tối hôm qua đã tới, sắc trời vừa mới sáng chung quanh chiến đài giống như đột nhiên xuất hiện vô số người, nhân số ước chừng mấy vạn người. Trong đám người tuyệt đại bộ phận đều là thanh niên nam nữ, bất lể là có thân phận như thế nào, bất luận ai đều là một trong những người trẻ tuổi bất phàm của Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, bên trong đám người cũng có không ít trung niên và lão giả. Trên ngọn núi bốn phía chiến đài xa xa lúc này cũng có vô số thân ảnh, không ít khí tức chấn động. Rõ ràng cho thấy bên trên có không ít người xuất hiện xem cuộc chiến. Nhân số bốn phía chiến đài lúc này vẫn còn chậm rãi gia tăng, dòng người hối hả mang theo tiếng động ồn ào khuếch tán ra bốn phía. Trong đám người, tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện ra một việc, người bình thường khó thấy xuất hiện lúc này lại xuất hiện không ít ở chung quanh. Cả chiến đài ở trên một hồ nước cực lớn, bốn phía là núi non, đây chính là một khối nham thạch cực lớn giống như con quay lơ lửng trên không trung. Bên trên ước chừng mấy vạn thước, bề mặt sáng bóng như ngọc, phía dưới liên kết với hồ nước, giống như một thạch nhũ nhỏ xuống, bên trên giống như một khối lục địa cực lớn. Cả chiến đài mang theo phong cách cổ xưa, không biết đã sừng sững đứng trên hồ nước bao nhiêu ngàn vạn năm, sừng sững không đổ, giống như không ai có thể dung chuyển được nó một chút nào. Người băng ra tới. Bên kia người đường ra cũng tới. Còn có người lôi ra, bọn họ cũng tới rồi. Đám người chung quanh chiến đài ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, trên không phía trước có 3 nơi không gian chấn động, 3 đội ngũ phá không mà tới. 3 đội ngũ này xuất hiện, 3 cỗ khí tức hùng hồn hàng lâm, trước 3 đội ngũ là một nữ tử xinh đẹp và 2 thanh niên. 3 người này nhìn chung quanh, 3 người lập tức khép hờ hai mắt, lặng lặng mà đứng, nhắm mắt dưỡng thần. Là Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên và Băng Nhu. 3 người này phân biệt bài danh thứ 6. Thứ 5 và thứ 7 trên thiên bảng A. 3 người nổi bật trẻ tuổi trong cổ tộc. 3 người này xuất hiện, lập tức đám người phía dưới nghị luận không ngừng. 3 người này cũng khiến cho ánh mắt vô số người trở nên nóng bỏng. 3 người này vô luận là bối cảnh hay là thiên phú, đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại trong Thượng Thanh Thế Giới. Băng Nhu, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, 3 người đã sớm đột phá tới tuyên cổ cảnh cao giai, cũng đều là cổ tộc, thực lực cường hãn tới cực điểm. Lục Lâm Thiên kia cũng rất khủng bố, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, không dưới cổ tộc. Chuyện này cũng khó nói, dù sao cổ tộc cũng có nội tình sau lưng. Ngươi còn không biết sao, Lục Lâm Thiên này chính là sư đệ của minh chủ chiến thiên liên minh, chẳng lẽ không có nắm chắc, không biết lượng sức mình sao? Ta nghe nói hơn 1.000 năm trước Lục Lâm Thiên này ở trong mật địa thiên giới có thể chống lại cường giả hóa hồng cảnh. Không thể nào. Lục Lâm Thiên này không mạnh mẽ như vậy chứ. Lục Lâm Thiên này nghe nói vẫn chưa đột phá hóa hồng cảnh A. Băng Nhu, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, 3 người này tuy rằng là tuyên cổ cảnh cao giai,
thế nhưng thân là tồn tại đỉnh phong trong đám người đồng lứa cổ tộc, ta hoài nghi thực lực bọn họ cũng có thể chống lại hóa hồng cảnh. Mọi người thấp giọng nghị luận, tiếng ồn ào hội tụ lại một chỗ. Giữa không trung, ba người băng nhu đứng đầu đội ngũ của băng gia, đường gia, lôi gia vẫn đang khép hở hai mắt dưỡng thần, thân hình lơ lửng trên không trung. Siêu siêu. Bỗng nhiên hai con mắt khép hờ của ba người băng nhu, lôi tiểu thiên, đường dần mở ra, tinh mang trong mắt mang theo khí tức cổ xưa từ từ thu liếm, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên không trung. Siêu siêu. Trên phía chân trời xa xa, có vô số tiếng xé gió vang vọng. Đám người rậm rạp chằng chịt bốn phía chiến đài lập tức bạo động, trên ngọn núi xa xa bốn phía chiến đài, không ít khí tức chấn động. Dưới ánh mắt của mọi người, trên không trung có mấy trăm đạo thân ảnh tựa như lưu quang lướt tới, lưu quang thu liếm, lập tức dừng lại trên không trung, đứng lơ lửng trước mặt đội ngũ của băng gia, đường gia, lôi gia. Đám người vừa mới xuất hiện chính là Mạc Kình Thiên, Lục Linh, Thái A, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Vô Tướng, Vu Mã Tam Giới. Lục Lâm Thiên dẫn đầu, nhìn chung quanh, trường bào màu xanh khẽ tung bay, khuôn mặt mỉm cười, bộ dáng nhẹ nhàng. Phía trước chính là Lục Lâm Thiên kia. Kia chính là Lục Lâm Thiên sao? Người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 và chân lý Niết Bàn sao? Bốn phía chiến đài, vô số ánh mắt lập tức nhìn vào người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn ba đạo thân ảnh cao ngất trước đội ngũ của băng gia, lôi gia, đường gia, ba người vừa vặn cũng ngẩng đầu, từng ánh mắt nhìn thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Lập tức tám con mắt nhìn nhau, chỉ một thoáng, cả không gian hoàn toàn yên tĩnh. Bỗng nhiên, trong tám con mắt có bốn cỗ khí thế vô hình bắn ra, nhanh như thiểm điện va chạm vào nhau. Oanh! Cả phiến không trung này đột nhiên du lên, tám con mắt nhìn nhau, trong chớp mắt này đều xuất hiện chiến ý cuồn cuộn, từng cỗ khí tức hùng hồn ở trong cơ thể lan tràn ra. Khí tức thật mạnh! Sau lưng bốn người, đội ngũ sau lưng lập tức liên tiếp lui lại. Lập tức trên không tùng này chỉ còn bốn người lơ lửng đạp không đứng lơ lửng, y phục trên thân bốn người bay phấp phới. Không gian run rẩy, từng đạo gợn sóng trong không gian rung động rồi lan tràn ra. Bốn người này đã bắt đầu giao phong rồi sao? Khí tức thật mạnh, không ngờ lại có thể áp chế nguyên lực. Bốn phía chiến đài, vô số ánh mắt rung động, khí tức vô hình bực này lan tràn trên không trung khiến cho nguyên lực trong cơ thể bọn họ giống như muốn đình trệ. Trên không trung, bỗng nhiên hư không phía trên bốn người giãn nứt, khe nứt gợn sóng lan tràn ra chung quanh. Ba cỗ gợn sóng trong không gian lập tức va chạm với gợn sóng từ trước người Lục Lâm Thiên lan tràn ra. Ken két. Bốn cỗ khí tức mang theo gợn sóng va chạm, cả không trung run lên, bốn cỗ khí tức kinh khủng lập tức lan tràn, khiến cho vô số ánh mắt chung quanh chiến đài run run. Ha 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 ha. Trên không trung, trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên bỗng nhiên run lên, khí tức vô hình quét ngang, hai tay huy động, thân hình giống như đại bàng vỗ cánh phá không đáp xuống chiến đài phía dưới. Đặt chân lên chiến đài, Lục Lâm Thiên thu hai tay lại rồi chắp tay đứng. Quanh thân có khí tức vô hình cuồn cuộn, hắn ngẩng đầu nhìn lên ba người trên không trung, tinh mang bắn ra, khí thế bá đạo và chiến ý ngập trời bắn ra. Tiếng cười vừa dứt, khí tức lan tràn, cả không trung hoàn toàn yên tĩnh, Lục Lâm Thiên nhìn ba người trên không trung, hét lớn. Ai tới trước, hoặc là ba người các ngươi cùng tới đi. Tiếng quát quanh quẩn, ánh mắt đám người bốn phía chiến đài nhảy lên. Lục Lâm Thiên này không ngờ lại cuồng ngạo tới cực điểm, không đem ba người trẻ tuổi có thực lực đỉnh phong trong đám người đồng lứa của cổ tộc vào trong mắt, để cho ba người cùng tiến lên, đây chính là hành động không chút khách khí a. Lục Lâm Thiên, chớ có lớn lối. Tiếng quát khẽ vang lên, trên không trung, một đạo thân ảnh mềm mại lập tức đáp xuống chiến đài, người mặc bộ váy dài màu xanh trắng, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt như tranh vẽ, chính là một nữ nhân tuyệt sắc. Trong đôi mắt trong sáng mà tĩnh lặng kia lúc này cũng có chiến ý trào ra, nàng nhìn Lục Lâm Thiên, bờ môi son khẽ mở rồi nói. Băng gia băng nhu, thứ bảy thiên bảng, ra tay đi. Lục Lâm Thiên nhìn băng nhu, vẫn đứng chắp tay, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nói. Ta chưa bao giờ ra tay với nữ nhân trước, băng nhu cô nương, mời cô nương ra tay trước. Trong tu luyện giả chúng ta mà nói, giữa nam nữ không có bất kỳ khác nhau. Xem thường nữ nhân không phải là một chuyện tốt. Băng nhu nghe vậy ánh mắt khẽ đảo, chiến ý với hàn ý trong đôi mắt giống như trăng sáng tràn ra. Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Ta chưa từng xem thường nữ nhân, tôn trọng mà thôi.
bất kể như thế nào nam nhân cũng nên có một chút phong độ. Cũng có chút ý tứ. Băng Nhu nghe vậy, bộ váy dài màu xanh khẽ tung bay, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên có chút chấn động, miệng khẽ mỉm cười, nhìn qua vô cùng cao quý. Nàng lập tức nói, vì phong độ của ngươi, vậy thì ta không khách khí nữa, bất quá ta cũng rất muốn biết một khi ngươi bại, không biết phong độ gì đó còn có hay không a. Âm thanh dịu dàng vang lên, trên thân hình xinh đẹp nhìn như nhu nhược của Băng Nhu bỗng nhiên có khí tức lạnh lẽo phô thiên cái địa tràn ra. Cả chiến đài to lớn như vậy, trên không trung bắt đầu xuất hiện băng xương, không gian bỗng nhiên giống như đóng băng. Băng hàn chi khí thật là khủng khiếp. Chỉ một thoáng, người có thực lực không đủ chung quanh biến sắc, dưới khí tức băng hàn khủng bố này nguyên lực bị đọng lại, linh hồn giống như sắp bị đóng băng. Đặc biệt là đối với những người có chủ thuộc tính là thuộc tính thủ ở đây mà nói, dưới băng hàn chi khí trên người Băng Nhu tràn ra, tất cả đều bị ảnh hưởng, gần như muốn phủ phục. Xoẹt. Thân hình xinh đẹp mà mềm mại phối hợp với băng xương trên không trung, bộ váy dài khẽ tung bay nhìn như tiên nữ giáng trần. Khí tức bắt đầu tràn ra, thiên địa đột nhiên biến sắc. Trong sát na, thân hình của Băng Nhu lập tức xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, rõ ràng cho thấy có dấu vết của áo nghĩa thời gian, tốc độ nhanh như thiểm điện, thân hình xinh đẹp giống như quỷ mị biến ảo thất thường. Trong tay Băng Nhu, bàn tay trắng như ngọc khẽ nắm chặt, khí tức man hoang khuếch tán. Bên trong còn có băng hàn chi khí lạnh lẽo thấu xương từ trong cơ thể nàng lan tràn ra. Nhanh chóng ngưng tụ thành một không gian bằng năng lượng lạnh lẽo mênh mông, băng hàn chi khí bàng bạc gần như muốn đem cả chiến đài đóng băng. Hàn băng thiên long quyền. Âm thanh vang lên, hàn băng chi khí nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo quyền ấn cực lớn, quyền ấn lập tức rời khỏi tay Băng Nhu. Xoẹt. Quyền ấn bằng băng lập tức hóa thành một đầu cự long bằng băng lơ lửng trên phía chân trời. Chung quanh thân hình cự long bằng băng tràn ngập khí tức lạnh lẽo thấu xương, chung quanh hiện lên vết nứt không gian đen kịt như ẩn như hiện. Ngao! Cự long bằng băng khổng lồ dẫn động năng lượng thiên địa lạnh lẽo bàng bạc, năng lượng lạnh lẽo đóng băng không gian khiến cho không gian lung lay giống như sắp đổ, lập tức mang theo năng lượng lạnh lẽo khủng bố ầm ầm đánh về phía Lục Lâm Thiên. Băng Nhu vừa mới ra tay đã không lưu tình một chút nào, vô cùng lưu loát, trái ngược với khí chất cao quý, dịu dàng của nàng. Không ngờ Băng Nhu vừa mới ra tay đã dùng toàn lực, xem ra nàng ta không hề xem thường Lục Lâm Thiên kia. Thân là người bài danh thứ 7 trên thiên bảng, là nhân vật đầu lĩnh trong đám người trẻ tuổi của băng gia, Băng Nhu cũng không phải dễ trêu. 3 ngày trước Băng Trần cũng thúc giục Hàn Băng Thiên Long Quyền của băng gia, thế nhưng uy năng so với khi Băng Nhu thúc giục ra cách biệt một trời một vực a. Băng Nhu công kích, 4 phía lập tức vang lên tiếng nghị luận, mọi người xôi trào. Có một ít người hiểu biết về Băng Nhu chỉ cần liếc là có thể nhìn ra, đối mặt với Lục Lâm Thiên Băng Nhu vừa mới ra tay đã dùng toàn lực, không có một chút chủ quan nào. Băng Nhu này không hổ là cường giả bài danh thứ 7 trên thiên bảng A. Ánh mắt Lục Linh cũng âm thần biến sắc, Băng Trần bài danh thứ 15 so với Băng Nhu mà nói, Băng Nhu hiển nhiên mạnh hơn quá nhiều. Tuy rằng lúc đối phó với Băng Trần cũng không dùng toàn lực và sát chiêu, thế nhưng Lục Linh đoán chừng Băng Trần cũng không phải là không có sát chiêu. Thân là người nổi bật trong đám đệ tử cổ tộc, trên người không có sát chiêu mới là lạ. Do đó một khi liều mạng có đôi khi cũng không giống như luận bàn. Nhưng mà chung quy, lúc này Lục Linh có cảm giác, nếu để hắn đối mặt với Băng Nhu lúc này, hắn không có bao nhiêu phần thắng, tối đa chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Ngao! Dưới vạn chúng chú mục. Thân hình cự long bằng băng khủng bố trong nháy mắt mang theo khí tức lạnh lẽo khủng bố lan tràn tới trước người Lục Lâm Thiên. Khí tức đóng băng thiên địa kia sau khi lan tràn tới quanh thân Lục Lâm Thiên lại vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Hàn băng chi khí cũng chỉ tới từ áo nghĩa thuộc tính thủy mà thôi. Trên chiến đài, trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên tung bay, miệng khẽ nhếch lên, khi âm thanh truyền ra, Lục Lâm Thiên khẽ vung tay lên, tay phải hóa trưởng thành quyền. Trên nắm tay có quang mang bàng bạc ngập trời mạnh mẽ bắn ra. Ngao! Bỗng nhiên, trong quang mang có một tiếng long ngâm vang vọng trên không trung, lập tức ở trong quang mang ngập trời kia có một hư ảnh hoàng kim cự long rít gào phóng ra, lập tức va chạm với cự long bằng băng. Ngao ngao! Hai đầu cự long va chạm, đầu cự long kinh khủng bằng băng trong lúc vô hình dường như bị một loại lực lượng nào đó áp chế, không gian chung quanh thân hình khổng lồ bị nghiền nát. Xoẹt! Năng lượng lạnh lẽo khủng bố giống như cơn lốc khuếch tán ra chung quanh, băng xương tràn ngập không trung.
sau khi năng lượng lạnh lẽo khuếch tán tới một phạm vi nhất định lập tức ngừng lại, lặng lẽ không một tiếng động biến mất trong thiên địa. Ngao! Thân hình hoàng kim cự long kia lúc này cũng không có tiêu tán mà rít gào liên tục, nhanh như thiểm điện rít lên với băng nhu. Băng nhu biến sắc, hàn băng chi khí của nàng vừa rồi không ngờ lại bị áp chế, thân là cổ tộc nắm giữ hàn băng chi khí, loại cảm giác này dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện. Áo nghĩa cổ tộc chỉ có áp chế áo nghĩa người khác chứ chưa từng bị người khác phản lại, áp chế áo nghĩa của cổ tộc. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân hình xinh đẹp của băng nhu lơ lửng, khí tức lạnh lẽo quanh người bỗng nhiên hóa thành khí tức sinh cơ bừng bừng. Chỉ một thoáng, cơ hồ tất cả tu luyện giả thuộc tính mộc chung quanh chiến đài bị áp chế, gần như muốn phủ phục. Ngao! Trên không trung vang lên tiếng rít gào, áo nghĩa thuộc tính mộc ngập trời lan tràn, thủ ấn băng nhu khẽ kết, cổ tay trắng ngần hơi run. Trong lòng bàn tay, năng lượng áo nghĩa thuộc tính mộc minh mông trào ra, dẫn động năng lượng thiên địa, tiếng long ngâm vang vọng trên không trung. Cuối cùng dưới vô số ánh mắt khiếp sợ của đám người chung quanh, một đầu cự long màu xanh va chạm với hoàng kim cự long của Lục Lâm Thiên. Ngao ngao! Trên chiến đài, hai hư ảnh cự long lần nữa va chạm, hai cỗ năng lượng dây dưa. Đằng mẫu thân của băng nhu băng gia chính là người mộc gia, trên người mang hai loại khí của cổ tộc. Hàn băng chi khí trên người băng nhu không phải mạnh hơn không ít sao? Tại sao lại vận dụng áo nghĩa thuộc tính mộc? Ngươi không cảm giác được sao? Vừa rồi hàn băng chi khí của băng nhu dường như bị áp chế. Ồ, khí tức của hai loại cổ tộc. Trên chiến đài, hai hàng lông mày của Lục Lâm Thiên vì hiếu kỳ mà nhíu lại, lúc này áo nghĩa thuộc tính mộc trên người băng nhu cũng không phải là áo nghĩa thuộc tính mộc bình thường, trong đó còn xen lẫn khí tức cổ tộc. Trên người đồng thời mang khí tức của hai loại cổ tộc. Thì ra là thế. Mà tâm thần tỏa ra nghe được tiếng nghị luận chung quanh chiến đài, Lục Lâm Thiên lập tức hiểu ra, sợ rằng băng nhu này giống như tiểu long, cho nên trên người mới đồng thời mang hai khí tức của hai loại cổ tộc, Lục Doanh và Lục Trực cũng như vậy. Ầm ầm. Trong chớp mắt ngắn ngủi, hai hư ảnh cự long tán loạn trên không trung, năng lượng khủng bố tán loạn trên không trung chiến đài. Kinh phong giống như tạo thành từng đường vòng cung huyền ảo, hóa thành quang mang phô thiên cái địa rồi tiêu tán. Lâm Thiên huynh đệ chiến thế thượng phong a. Hai đạo công kích của băng nhu mới ngăn được, đã rơi vào thế hạ phong rồi. Đám người Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu nhìn lên chiến đài, ánh mắt không nháy lấy một cái, một màn vừa rồi khiến cho bọn họ rung động. Xem ra hôm nay ta khó thua được rồi, phong độ cũng không mất được nha. Trên chiến đài, Lục Lâm Thiên nhìn băng nhu cười nói. Còn không nhất định, ngươi quả thực rất mạnh, thế nhưng trước mắt dường như ngươi không còn bảo trì được khí độ này nữa. Âm thanh như chuông bạc vang lên, con mắt của băng nhu khẽ đổi, cánh tay giơ lên, nhìn Lục Lâm Thiên, khẽ cắn môi, lập tức nói. Kế tiếp ta sẽ vận dụng toàn lực, nếu muốn bảo trì phong độ nên cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên cười nhạt, ngẩng đầu nhìn nữ tử có thân hình mềm mại, tuyệt sắc trước mắt rồi nói. Sự phong độ của ta xâm nhập vào huyết mạch, linh hồn, từ trong ra ngoài, không bao giờ là không có. Tiểu tử này không biết xấu hổ hay sao? Nhâm Tiêu Diêu nhìn Lục Lâm Thiên trên chiến đài rồi nói. Lục Linh nhíu mày, nói. Lục soái không biết đang chiến đấu hay là đang đùa giỡn với nữ nhân A. Băng nhu của băng gia cũng không tính là nữ nhân A. Tịnh Vô Ngân ôm kiếm nói. Ý ngươi là băng nhu không tính là nữ nhân sao? Nhâm Tiêu Diêu nhìn Tịnh Vô Ngân nói, ánh mắt như cười như không. Lão tử vốn không có ý đó, ngươi định để cho băng nhu tính sổ ta sao? Tịnh Vô Ngân hung hăng trừng mắt nhìn Nhâm Tiêu Diêu. Phụt! Trong tiếng nghị luận của mọi người, băng nhu trên không trung nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, sau khi nhìn Lục Lâm Thiên một cái cũng không nhịn được mà mở miệng cười một tiếng. Nhưng mà băng nhu lại lập tức cố gắng nhịn cười, khuôn mặt ra vẻ nghiêm túc, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Vậy thì ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu phong độ. Âm thanh vang vọng, trong thân hình nhìn như nhu nhược của băng nhu bỗng nhiên lại một lần nữa có khí tức lạnh lẽo truyền ra, bộ váy dài rung động, cổ tay trắng run lên. Ống tay áo bỗng nhiên mở rộng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tháp nhỏ ba góc. Tiểu tháp này toàn thân trắng nõn như băng, lộ ra khí tức lạnh lẽo. Sau khi tiểu tháp xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, trên chiến đài, cả phiến không gian bên trên bỗng nhiên co rút lại, thiên địa cũng theo đó mà run lên. Siêu siêu. Thậm chí là trong nháy mắt này, trên ngọn núi xa xa,
lập tức có không ít khí tức mịt mờ bắt đầu chấn động. Trên không trung, sắc mặt đám người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên cùng với tất cả người cổ tộc đột nhiên biến hóa. Trong chớp mắt ngắn ngủi, tiểu tháp xuất hiện trong tay Băng Nhu, cả không trung to lớn đóng băng, khí tức lạnh lẽo vô hình giống như kéo theo năng lượng trong thiên địa, không gian bị đóng băng nhanh chóng lan tràn. Tạch tạch. Trên không trung, khí tức lạnh lẽo đóng băng không gian, giống như là bao phủ một tầng băng xương trên trời xanh. Dưới chiến đài cũng nhanh chóng có băng lan tràn, đóng băng cả chiến đài. Lúc này băng lan tới trước người Lục Lâm Thiên cũng không có biến mất, thậm chí cũng đóng băng hai chân Lục Lâm Thiên ở trên chiến đài. Băng dày đặc lập tức lan tới gối Lục Lâm Thiên, khí tức lạnh lẽo khủng bố phô thiên cái địa. Chỉ trong chớp mắt cả chiến đài bao la đều được băng dày đặc bao phủ, trên mặt hồ nước dưới chiến đài phía dưới cũng cứng lại, mặt hồ đông cứng tạo thành một cái sân bằng băng. Cả thiên địa này giống như là một con sông băng, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Ta không chịu nổi. Nhanh bảo vệ linh hồn, hàn băng chi khí này quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt, đám người vây xem chung quanh chiến đài, vô số người có thực lực không đủ chịu ảnh hưởng, loại khí tức lạnh lẽo thấu xương này khiến cho máu tươi trong cơ thể người ta cứng lại, nguyên lực bị đóng băng, linh hồn đóng băng, giống như lập tức muốn đóng băng cả thân hình mọi người vậy. Thông linh bảo khí, đó là thông linh bảo khí. Trong tay Băng Nhu chính là thông linh bảo khí, uy năng quá mạnh mẽ. Khí tức lạnh lẽo thấu xương lập tức đóng băng cả chiến đài. Ngay lập tức có vô số âm thanh mang theo sự rung động không ngừng truyền ra. Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp của Băng Gia không ngờ lại ở trong tay Băng Nhu tỷ. Trong đội ngũ của Đường Giả, Đường Tiểu Tiểu vô cùng kinh ngạc nói. Trên không trung, Đường Dần và Lôi Tiểu Thiên không khỏi nhìn nhau rồi liếc mắt về phía xa. Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp của Băng Gia, kiện thông linh bảo khí khủng bố này không biết từ khi nào đã rơi vào trong tay Băng Nhu. Bên ngoài hồ nước, cách chiến đài xa xa, trong một ngọn núi lúc này có không ít khí tức mịt mờ chấn động. Trên ngọn núi có không ít đại hán trung niên cùng với lão giả nhìn về phía chiến đài trước mắt, trong đó có Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng giả, Nhàn Vân Hoàng giả, mà ngay cả Đường Ám trưởng lão cũng ở bên trong. Mặt khác còn có không ít lão giả và đại hán trung niên khác, khí tức trên người không dưới đám người Nhâm Ngã Hành và Tịnh Kiếm Hoàng. Thậm chí còn có mấy lão giả trước mặt đứng song song với Đường Ám trưởng lão. Địa vị dường như còn cao hơn đám người Nhâm Ngã Hành một chút. Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp. Trên ngọn núi, vô số ánh mắt biến đổi, nghẹn họng nhìn về phía chiến đài. Một kiện thông linh bảo khí tuy rằng đối với bất kỳ người nào mà nói đều là trọng bảo, thế nhưng đối với đám người trên núi này mà nói, còn không đến mức khiếp sợ như thế này. Mà là bởi vì Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp này không phải là thông linh bảo khí bình thường, đồn rằng Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp này chính là cổ vật. Do cường giả viễn cổ của băng ra dùng tất cả những dòng sông băng trong trung thiên thế giới luyện chế mà ra, sau đó lại dung hợp hàn băng chi khí ở trong trung thiên thế giới. Khi luyện chế Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp này thiếu chút nữa đã khiến cho không ít trung thiên thế giới sụp đổ, cuối cùng còn kinh động tất cả các đại cổ tộc đi ra ngăn cản. Mà cuối cùng Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp cũng là vật nổi bật trong đám thông linh bảo khí, ở trong 3.000 đại thế giới, băng ra dựa vào Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp cũng tiếng tăng lừng lẫy. Dựa vào kiện thông linh bảo khí này vượt cấp chống lại đối thủ, đây cũng là chuyện không khó. Huống chi, người cổ tộc vốn đã có thực lực vượt cấp chống lại đối thủ. Băng cổ, từ bao giờ Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp của băng gia ngươi đã giao cho Băng Nhu rồi? Trên ngọn núi, Đường Ám trưởng lão nhìn một lão giả mặc áo bào xám bên người, trong mắt có chút rung động, hắn nói. Xem ra vì Lục Lâm Thiên, băng gia các ngươi chuẩn bị không ít a. Lão giả mặc áo bào xám, hai mắt như sao, quanh thân có khí tức lạnh lẽo nhàn nhạt quanh quẩn, khẽ mỉm cười nói. Cũng không tính là chuẩn bị không ít, Băng Nhu quả thực cũng có tư cách đạt được Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp, từ mấy trăm năm trước nó đã dung hợp với Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp rồi. Băng cổ trưởng lão, tiền đặt cược có thể không tính được không? Chúng ta không biết trên người Băng Nhu còn có Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp à? Nhâm Ngã Hành lập tức tiến lên nói với Băng cổ trưởng lão. Hắn ở trên người Lục Lâm Thiên đặt cược vài kiện linh khí áo nghĩa, hiện tại ngẫm lại khó trách băng cổ trưởng lão lại nhận, thì ra trên người Băng Nhu này không ngờ có Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp, băng gia đã sớm sắp xếp từ trước. Ngươi nói xem, đã nói còn có thể đổi ý được hay không? Băng cổ lạnh nhạt nhìn Nhâm Ngã Hành, linh khí áo nghĩa đã vào trong tay hắn làm sao có thể nhổ ra được? Băng cổ, tính một nửa có được không? Nhâm Ngã Hành nhìn băng cổ.
có chút bất đắc dĩ nói, chuyện này hắn cũng không có hy vọng. Nhâm Ngã Hành biết rõ Lục Lâm Thiên rất mạnh, thậm chí đồn rằng còn có thể chống lại Nhất Nguyên Hóa Hồng, có thể cũng lời đồn mà thôi. Mà bây giờ tuy rằng Lục Lâm Thiên là chân lý Niết Bàn, nhưng còn chưa tới Hóa Hồng cảnh, mà Băng Nhu Thân là tuyên cổ cảnh hậu kỳ của cổ tộc, vốn đã rất mạnh, bây giờ trong tay còn có Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp. Nếu đây là một kiện thông linh bảo khí bình thường, khi đó có lẽ Nhâm Ngã Hành còn có chút lòng tin với Lục Lâm Thiên, dù sao người chân lý Niết Bàn cũng không phải dễ trêu. Nhưng mà hiện tại trong tay Băng Nhu chính là Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp, ở trước mặt Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp, Nhâm Ngã Hành tin rằng Lục Lâm Thiên cũng sắp bị đóng băng. Đừng nói những lời vô dụng đó, nhìn xem Lục Lâm Thiên kia có thể chống lại được hay không. Băng Cổ không chút khách khí nói với Nhâm Ngã Hành, mỉm cười nhìn lên trên chiến đài, nói giỡn sao, linh khí áo nghĩa thắng được hắn làm sao có thể nhổ ra được. Mọi người nhìn vào, tất cả không có chút trì hoãn nào, trên chiến đài, Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp đã rời khỏi tay Băng Nhu. Xoẹt, tiểu tháp nhanh chóng bành trướng, lập tức hóa thành một băng tháp khổng lồ chừng mấy trăm trượng, khắp chung quanh là năng lượng lạnh lẽo tràn ngập, khí tức lạnh lẽo thấu xương khuếch tán trên bầu trời, dưới hàn khí đáng sợ này. Ngay cả gợn sóng trong không gian cũng biết thành từng vòng băng xương, từng vết nứt không gian đen kịt giống như mạng nhện từ chung quanh băng tháp nhanh chóng lan tràn ra. Ầm ầm, tòa băng tháp khổng lồ chừng vài trăm trượng lập tức từ phía trên đánh xuống, đánh về phía Lục Lâm Thiên hai chân đang bị đóng băng. Hàn khí lạnh lẽo bắn ra bốn phía, đóng băng không gian chung quanh rồi lập tức khiến cho không gian chung quanh tan thành những mảnh nhỏ, lộ ra hư không cực lớn, đen kịt. Hàn khí vô hình bắn ra, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức lạnh lẽo mà hủy diệt. Thật mạnh, có thông linh bảo khí thực lực của Băng Nhu này tăng lên nhiều a. Lục Linh rung động, vốn hắn cho rằng nếu như hắn toàn lực chống lại Băng Nhu mà nói, ai thắng ai thua còn có lực liều mạng, ít nhất Băng Nhu cũng không thể đơn giản chiến thắng trong tay hắn. Mà bây giờ có thông linh bảo khí này trong tay, trong lòng Lục Linh hiểu rõ, hắn khó có thể chống lại Băng Nhu có được thông linh bảo khí. Nhưng mà Lục Linh lại không có chút lo lắng nào cho Lục Lâm Thiên, thông linh bảo khí, trên người Lục Lâm Thiên cũng có vô số. Ầm ầm. Trong sát na, băng tháp khổng lồ che khuất bầu trời đánh về phía Lục Lâm Thiên trên chiến đài. Cả chiến đài run lên, năng lượng lạnh lẽo khủng bố giống như những chiếc chùy bằng băng điên cuồng bắn ra tứ phía. Lục Lâm Thiên có thể chống lại được không? Dưới công kích bực này, cơ hồ tất cả mọi người run lên, không khỏi có chút lo lắng thay cho Lục Lâm Thiên. Thông linh bảo khí thật mạnh, quả thực không kém a. Ngay khi tất cả mọi người đang lo lắng thay cho Lục Lâm Thiên thì một đạo âm thanh lạnh nhạt vang lên, mọi người lập tức kinh ngạc nhìn thấy một màn, băng tháp khổng lồ kia lúc này cũng không có đánh Lục Lâm Thiên thành thịt vụn ở trên chiến đài. Mọi người nhìn vào chiến đài, chỉ thấy trên chiến đài hiện tại Lục Lâm Thiên vẫn sừng sững đứng đó, thậm chí hai chân vốn bị đóng băng lúc này băng cũng không biết tan rã tự bao giờ. Một tay chắp sau lưng, tay phải giơ lên cao, một tay nâng băng tháp khổng lồ mấy trăm trượng. Trên chiến đài, cả thiên địa bị đóng băng, trường bào màu xanh tung bay, nam tử này đỡ tháp mà đứng, tự dưng có khí thế chống trời. Thân hình mặc áo bào xanh trên đài giống như một ngọn núi cao đứng sừng sững, không thể rung chuyển. Siêu siêu. Chỉ một thoáng, cả không trung vang lên tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh, không ít khí tức mịt mờ trên không trung cũng chấn động kịch liệt. Mạnh a, thực sự quá mạnh. Trên ngọn núi, sau lưng băng cổ, Nhâm Ngã Hành thì thào rung động khẽ nói, lập tức trong mắt hiện lên vẻ mừng rõ. Sự tin tưởng bắt đầu sống lại sau khi băng chung quanh Lục Lâm Thiên tan rã. Băng Nhu cô nương, thông linh bảo khí này rất mạnh, thế nhưng bằng vào thực lực của cô nương hiện tại cũng không có cách nào thúc giục nó tới mức tận cùng. Trên chiến đài, Lục Lâm Thiên vẫn lạnh nhạt như trước, âm thanh vừa dứt, trong lòng bàn tay nâng băng tháp lên bỗng nhiên có quang mang ngập trời tuôn ra. Oanh! Quang mang tuôn ra, tựa như gợn sóng khuếch tán, trong khoảnh khắc lấy Lục Lâm Thiên làm trung tâm, lan tràn chung quanh chiến dài. Trong thiên địa, quang mang rung động giống như thực chấn điên cuồng nhọn nhạo, không gian to lớn dưới năng lượng đáng sợ va chạm bắt đầu vặn vẹo. Những nơi quang mang đi qua, không gian gần như muốn cứng lại. Mà giữa không trung, cơ hồ có thể nhìn thấy được, tất cả băng đang nhanh chóng tan rã, hàn khí nhanh chóng phai nhạt. Quang mang này có thể phá hủy và áp chế hàn ý. Áo nghĩa thuộc tính thổ thật quỷ dị. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên trên chiến đài, trong lòng không khỏi phát run, ai cũng thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại có thể chống lại thông linh bảo khí của Băng Nhu.
khuôn mặt xinh đẹp của Băng Nhu lúc này đại biến, phía trên Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp lúc này lập tức bị quang mang áo nghĩa thuộc tính thổ bao phủ, áo nghĩa thuộc tính thổ này vô cùng quỷ dị, có lực lượng trói buộc cực lớn, khiến cho Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp cứng lại. Lúc này cho dù Băng Nhu có thúc giục như thế nào đều khó có thể khiến cho Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp nhúc nhích, mặt khác còn có lực lượng không gian, công kích linh hồn lẫn lộn ở bên trong, trong lúc nhất thời ngăn cản nàng và Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp liên hệ tâm thần. Thông linh bảo khí không tệ. Lục Lâm Thiên dứt lời, ngay trong ánh mắt kinh ngạc và rung động của tất cả mọi người, ngọn tháp bằng băng cực lớn kia bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ bằng lòng bàn tay, bị quang mang nồng đậm trong tay Lục Lâm Thiên bao phủ, giống như là đồ chơi vậy. Chỉ có người có tu vi nhất định mới có thể nhìn thấy, chung quanh quang mang bao phủ tiểu tháp bằng băng trong lòng bàn tay của Lục Lâm Thiên có khe nứt đen kịt như ẩn như hiện. Rõ ràng Lục Lâm Thiên đã cưỡng ép phong tỏa thông linh bảo khí của Băng Nhu, cho dù Lục Lâm Thiên có muốn đoạt kiện thông linh bảo khí này của Băng Nhu sợ rằng cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn. Chuyện này, trên ngọn núi, đám người Nhâm Ngã Hành, Băng Cổ, Đường Ám, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc, Nhàn Vân Hoàng giả cũng với các cường giả khác ngây ngốc như tượng gỗ. Hít, vô số người chung quanh chiến đài hít sâu một ngụm khí lạnh, cảnh này vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Không có ai nghĩ kết cục lại thành như vậy, thông linh bảo khí do Băng Nhu thúc giục lại bị Lục Lâm Thiên áp chế. Thực lực thật mạnh, quá kinh khủng, đây là chỗ khủng bố của chân lý Niết Bàn sao? Đám người Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Tuyệt Phong Hoa và những người khác nhìn lên chiến đài, ánh mắt không thể tin được. Đám người Lục Linh, Vô Tướng lúc này cũng tràn ngập vẻ rung động. Cơ hồ tất cả mọi người chung quanh lúc này rung động không thôi. Lục Lâm Thiên này cường hãn tới mức khiến cho tất cả mọi người không thể tin được. Sư phụ thật mạnh. Thái A nắm chặt tay, hai mắt rung động, há hốc mồm, tuy rằng không cảm thấy ngạc nhiên, thế nhưng thực lực của sư phụ mạnh mẽ như vậy lại khiến cho hắn rung động. Trên không trung, sắc mặt Băng Nhu trắng bệch, khiến cho bộ dáng của nàng nhìn qua càng nhu nhược, động lòng người, khiến cho người ta thương tiếc. Đối mặt với nam tử mặc áo bào xanh vẫn bảo trì bộ dáng lạnh nhạt trên chiến đài. Trong đôi mắt xinh đẹp của Băng Nhu hiện lên vẻ chấn động cùng với rung động, bàn tay ngọc thu lại, quang mang cùng với khe nứt đen kịt chung quanh lòng bàn tay Lục Lâm Thiên tiêu tán, bờ môi son khẽ mở, nàng nói. Quả nhiên có phong độ, đa tạ đã lưu tình. Chương 4237 phong độ vẫn vậy hai. Có lẽ, nam nhân cũng không thể bắt nạt nữ nhân a. Lục Lâm Thiên cười cười, lập tức ném tiểu tháp bằng băng về phía Băng Nhu, không có ai biết. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về phía tiểu tháp màu trắng kia lưu luyến không thôi. Siêu. Băng Nhu phất tay thu lại, tiểu tháp hóa thành lưu quang tiến vào trong bàn tay nàng rồi biến mất không thấy. Đôi mắt xinh đẹp lại lần nữa nhìn Lục Lâm Thiên trên chiến đài, trong mắt mơ hồ vẫn còn hiện lên vẻ chấn động và rung động. Một lát sau nàng khẽ cười một tiếng, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Quay đầu, Băng Nhu nhìn về phía Đường Dần và Lôi Tiểu Thiên, nói. Ta bại rồi. Tới phiên các ngươi. Vậy để cho ta tới đi. Nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trên chiến đài, hai mắt Đường Dần khẽ đổi, tay áo run lên, phi phong màu trắng sau lưng tung bay, kình phong mạnh mẽ hình thành dưới chân. Bàn chân đạp mạnh hư không, không gian rung động lan tràn ra chung quanh, thân hình hắn giống như một đạo thiểm điện màu trắng lập tức đáp xuống trước mặt Lục Lâm Thiên ở chiến đài. Thắng, Lục Lâm Thiên thắng rồi. Cùng lúc này, sau khi khiếp sợ qua đi, Nhâm Ngã Hành lập tức kinh hỉ nói với Băng Cổ. Băng Cổ, bốn kiện linh khí áo nghĩa, lấy ra đi. Không hổ là người chân lý Niết Bàn, thực lực như vậy so với trong lời đồn không sai. Đủ dễ diệt bản thể Phượng Viêm khi trước. Băng Cổ khẽ than thở, Băng Nhu tăng thêm Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp đủ để chống lại hóa hồng cảnh, mà vừa rồi rõ ràng Lục Lâm Thiên còn chưa dùng toàn lực, loại thực lực này quá mức cường hãn. Băng Cổ nghe thấy Nhâm Ngã Hành nói vậy. Khuôn mặt có chút bất đắc dĩ nhìn Nhâm Ngã Hành nói. Nhâm trưởng lão, hai kiện được không? Lục Lâm Thiên này thực sự quá mạnh mẽ, Băng Nhu thua. Ngươi thử nói xem, đã nói rồi có thể đổi ý được không? Đừng nói những thứ kia, vô dụng thôi. Nhâm Ngã Hành cũng không chút khách khí nhìn Băng Cổ, linh khí áo nghĩa đã nằm trong tay, hắn cũng không có khả năng nhổ ra được. Băng Cổ trưởng lão, còn có hai kiện của ta. Còn có một kiện linh khí áo nghĩa của ta. Lập tức đám người Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc, Nhàn Vân cùng với không ít người chạy tới trước mặt Băng Cổ, bọn họ cũng đặt cược giống vậy, bất quá không có nhiều bằng Nhâm Ngã Hành mà thôi. Ai?
sắc mặt băng cổ bắt đầu có chút đau lòng. Sau khi Đường Dần đáp xuống chiến đài, phi phong màu trắng run lên, sau khi thân hình từ từ đáp xuống, khí tức hùng hồn trên người lập tức lan tràn ra. Oanh! Cả không trung, cỗ khí tức này trong khoảnh khắc khuếch tán, tựa như muốn làm cho không gian cứng lại vậy. Nhìn thẳng vào đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trước người, trong mắt Đường Dần hiện lên quang mang màu đen quỷ dị, nói. Lục Lâm Thiên, ngươi có muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Hiện tại động thủ ngươi sẽ chịu thiệt. Không sao, chịu thiệt là phúc. Lục Lâm Thiên nhìn Đường Dần cười, lúc này cảm nhận khí tức trên người Đường Dần, khí tức này có chút kỳ lạ và quỷ dị. Dưới linh hồn lực nhạy cảm dò xét, Lục Lâm Thiên phát hiện ra khí tức trên người Đường Dần trong lúc mơ hồ hiện ra khí tức âm nhu và ăn mòn, loại ăn mòn này dường như có thể ăn mòn không gian, làm cho lòng người phát lạnh, lộ ra cảm giác nguy hiểm cực độ. Loại áo nghĩa này chẳng lẽ cũng là áo nghĩa lạ sao? Lục Lâm Thiên âm thầm rung động, bên trong tám đại cổ tộc trong thượng thanh thế giới đều có áo nghĩa chủ thuộc tính của mình. Mà đối với áo nghĩa của tám đại cổ tộc này tu luyện, Lục Lâm Thiên cũng không có tìm hiểu kỹ càng. Lúc này Lục Lâm Thiên có cảm giác khí tức áo nghĩa trên người Đường Dần tràn ra lúc này rõ ràng cũng là một loại áo nghĩa cực kỳ lạ, nhưng mà loại áo nghĩa lạ này cũng để cho Đường gia đặt chân vào hàng ngũ cổ tộc. Chịu thiệt là phúc. Đường Dần nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt biến ảo, lẳng lặng đứng trên chiến đài, trên người tự nhiên có ngạo khí, hắn nói. Vậy thì bắt đầu đi, bất quá ta không phải là nữ nhân, ngươi cũng đừng có giảng phong độ trước mặt ta. Vừa rồi ngươi đã tiêu hao, hiện tại có lẽ ngươi nên động thủ trước, như vậy cũng công bằng. Lời còn chưa dứt, trong đôi mắt đen nhánh của Đường Dần có chiến ý bắn ra, nói. Thắng ta, vị trí thứ 6 trên thiên bảng chính là của ngươi. Bí cảnh Đường gia ta ngươi cũng có thể tùy thời tiến vào lĩnh ngộ. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt lập tức nhảy lên, bí cảnh Đường gia chính là nơi hắn cần đi vào. Trường bào màu xanh run lên, chiến ý trong mắt bắn ra, Lục Lâm Thiên nói. Đã như vậy thì cứ tới đi. Dứt lời, thân ảnh Lục Lâm Thiên bỗng nhiên kéo theo một đạo tàn ảnh màu xanh xuất hiện trước mặt Đường Dần, không gian quanh thân đột nhiên vặn vẹo, khí tức giống như gợn sóng vô hình khuếch tán, mang theo phiến không gian rung động. Dưới sự rung động này đột nhiên có một đạo quyền ấn xuất hiện. Xoẹt! Quyền ấn đánh ra mang theo áo nghĩa linh hồn minh mông cuồn cuộn, trước quyền ấn, không khí trong không gian bị đè nén tạo thành một cái động sâu. Trong chốc lát quyền ấn dùng xu thế như sấm sét xuất hiện trước mặt Đường Dần. Áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian, áo nghĩa linh hồn. Đường Dần nhìn Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt, sắc mặt đột nhiên đại biến, ba loại áo nghĩa kỳ lạ ẩn chứa bên trong, áo nghĩa không gian và áo nghĩa thời gian cùng thi triển khiến cho tốc độ nhanh như thiểm điện. Không gian hắc ám. Cũng trong sát na này, thân hình hơi mập mạp của Đường Dần vô cùng nhanh nhẹn, thân ảnh hắn như quỷ dị nhoáng lên. Lấy thân hình làm trung tâm, khí tức hắc ám phô thiên cái địa giống như cơn lốc khuếch tán. Khí tức quỷ dị khủng bố thẩm thấu vào trong linh hồn, giống như có thể thôn phệ không gian, khiến cho tâm thần người ta rung động. Xoẹt! Khí tức hắc ám này lấy bản thân Đường Dần làm trung tâm, khí tức hắc ám giống như che khuất bầu trời cuồn cuộn lan tràn, giống như muốn nuốt trọn cả không gian. Lập tức trước người Đường Dần xuất hiện một cửa động trong không gian hắc ám. Trong cửa động của không gian hắc ám này tràn ngập quang mang đen kịt mà thâm thúy, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, lập tức thôn vệ quyền ấn của Lục Lâm Thiên. Động sâu màu đen khủng bố này giống như có thể cắn nuốt không gian, lập tức thôn vệ một quyền của Lục Lâm Thiên vào bên trong, quyền ấn bị ăn mòn rồi chôn vùi trong cái động sâu trong không gian kia. Ồ! Khí tức hắc ám quỷ dị như vậy khiến cho trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc, thân hình nhanh chóng lùi lại. Khí tức hắc ám này có thể ăn mòn không gian, trong đó còn xen lẫn khí tức âm nhu, có thể ảnh hưởng tới linh hồn, giống như muốn dẫn linh hồn người ta vào trong hắc ám vô tận, quỷ dị vô cùng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, không gian chung quanh chiến dài lập tức thiên hôn địa ám, giống như màn đêm buông xuống. Màn đêm bao phủ trọn thiên địa, giống như là đêm tối trước bình minh vậy, thâm thúy khôn cùng. Trong không gian hắc ám này có khí tức quỷ dị lan tràn. Khiến cho linh hồn người ta có cảm giác bị ăn mòn sau khi tiến vào không gian này, đầu óc choáng váng, cảm giác khiến tim đập nhanh tràn ngập chiến đài, khiến cho những người vây xem chung quanh cảm thấy lạnh lẽo. Áo nghĩa hắc ám của Đường gia quả thực có chút khủng bố. Áo nghĩa hắc ám này quá quỷ dị. Thì ra là áo nghĩa hắc ám. Trên chiến đài, sau khi thân hình Lục Lâm Thiên lui về phía sau một chút,
bàn chân đạp mạnh mặt đất ổn định thân hình, từ tiếng nghị luận kinh ngạc ốn phía hắn đã biết đây là áo ngách xia hắc ám, áo nghĩa chủ thuộc tính của Đường gia chính là áo nghĩa hắc ám. Dưới áo nghĩa hắc ám này Lục Lâm Thiên cũng có chút kinh ngạc, thứ áo nghĩa này so với áo nghĩa lạ bình thường còn lạ hơn nhiều. Áo nghĩa hắc ám này có thể ăn mòn không gian, nơi nó lan tràn qua, không gian trở thành đêm tối, giống như cũng muốn kéo người ta vào trong bóng tối vô tận, đặc biệt là đối với linh hồn giống như có thể khiến cho linh hồn người ta chìm vào trong bóng tối thâm thúy. Áo nghĩa hắc ám của Đường gia quả thực bất phàm, rất khó chống đỡ được. Đặc biệt là không gian hắc ám này, khiến cho người ta một khi đi vào khó mà thoát thân. Lục Lâm Thiên dường như cũng không biết chỗ khủng bố của không gian hắc ám của Đường gia, một khi đi vào giống như vũng bùn, khiến cho người ta càng dẫy lún càng sâu. Coi như là mấy vị bài danh phía trước hắn trên thiên bảng cũng không dám ở trong không gian hắc ám của Đường Dần này. Đường Dần vừa mới ra tay đã sử dụng không gian hắc ám, xem ra hắn ta vô cùng cố kỵ với Lục Lâm Thiên. Trên những ngọn núi xa xa chiến đài, vô số ánh mắt hiện lên sự chấn động, mọi người ở đây đều biết rõ áo nghĩa hắc ám của Đường gia khó dây vào ra sao. Áo nghĩa hắc ám là áo nghĩa kỳ lạ, thế nhưng không gian hắc ám sợ rằng chưa đủ để vây khốn Lục Lâm Thiên, người chân lý niết bàn bất phàm. Đường Ám nhìn về không gian hắc ám phía trước, dường như cũng biết được một chút gì đó mà cười nhạt một tiếng. Nhưng mà Lục Lâm Thiên muốn thắng Đường Dần sợ rằng cũng không dễ. Không phải trên người Đường Dần có con át chủ bài nào đó chứ? Băng Cổ mang theo vẻ mặt đau lòng hỏi Đường Ám. Ha ha, không gian hắc ám của Đường Dần ta có cảm giác có lẽ khó có thể vây khốn được Lục Lâm Thiên. Đường Ám trưởng lão cười mà không nói, dường như trong lòng đối với Đường Dần cũng có vài phần nắm chắc. Dưới màn đêm, thân hình Đường Dần cùng với phi phong màu trắng không gió bay phấp phới, hai tròng mắt có quang mang đen kịt mà thâm thúy bao phủ, toàn thân lặng lẽ có khí tức quỷ dị mà âm nhu chấn động. Cả không gian run run không hiểu, hắc ám lan tràn giống như muốn ăn mòn, thôn phệ tất cả. Nhìn Lục Lâm Thiên, khí tức hắc ám cuồn cuộn quanh thân tràn ngập, Đường Dần nói. Lục Lâm Thiên, áo nghĩa hắc ám của Đường gia ta khá khó đối phó, trong không gian hắc ám này tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta. Người tiến vào trong không gian hắc ám của ta, muốn đi ra ngoài cũng không phải dễ. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn không gian chung quanh, cả không gian giống như bị một đám mây đen khổng lồ che khuất, không có ánh sáng, bóng đêm thâm thúy có thể ăn mòn không gian, khí tức âm nhu này thẩm thấu vào tận sâu trong linh hồn. Hắc dạ bạch chú, hắc ám quang mang, hắc ám chi khí. Trong bóng đêm thâm thúy, Lục Lâm Thiên thì thào nói, hắn có chút hiểu ra, dường như hắn đang nghĩ tới thứ gì đó. Không gian hắc ám, hư vô hủ thực. Tiếng quát của Đường Dần vang vọng, thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết, khí tức trong không gian hắc ám lập tức chấn động kịch liệt, giống như núi lửa phun trào. Ầm ầm. Trên chiến đài, không gian hắc ám lập tức run rẩy không thôi, khí tức hắc ám cuồn cuộn trong nháy mắt giống như nước sôi bắt đầu sôi trào lên. Trong hư không, khí tức hắc ám vô cùng vô tận tràn ra, đều hội tụ trên chiến đài. Trong thời gian ngắn ngủi, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, không gian hắc ám trên chiến đài đột nhiên xuất hiện một lỗ đen thâm thúy cực lớn. Lỗ đen thâm thúy giống như che khuất bầu trời, giống như có thể thôn vệ trọn chiến đài vào bên trong. Khí tức khủng bố ngút trời khiến cho mọi người nhìn vào linh hồn phủ phục, tim đập nhanh. Siêu siêu. Lỗ đen thâm thúy lập tức thôn vệ về phía Lục Lâm Thiên, không gian chung quanh giống như vô thanh vô tức bị ăn mòn rồi biến mất, tất cả hóa thành hư vô. Chỉ có khí tức hủy diệt nhanh chóng lan tràn ra trong thiên địa, khiến cho da đầu người ta run lên, tự nhiên toàn thân sởn cả gai ốc. Ta hiểu rồi. Cũng vào lúc này Lục Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn động sâu đen kịt mà thâm thúy kéo tới, năm loại thuộc tính trong cơ thể lập tức phóng ra năm loại quang mang có màu sắc khác nhau. Quang mang chói mắt tựa như mặt trời phóng lên trời. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, cả thiên địa này run lên, trong không gian hắc ám hư vô, năng lượng thiên địa vô cùng vô tận lặng lẽ hội tụ trên không trung. Trên trời xanh, một đồ án âm dương cực lớn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện. Trong sát na này, cả không gian trong phiến thiên địa này lập tức xuất hiện một màn kinh ngạc. Trên trời xanh vốn là một mảnh đen kịt kia lúc này đột nhiên có một đồ án âm dương cực lớn xuất hiện trên trời xanh, bao phủ mảnh thiên địa bị bóng đêm bao phủ. Bỗng nhiên không gian run rẩy, thiên địa tựa như rung chuyển, trong lúc mơ hồ có thiên uy lan tràn, khí tức kinh khủng khiến cho tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy tim đập nhanh.
Siêu. Cũng không biết tại sao, cái động sâu đen kịt mà thâm thúy đang thôn phệ Lục Lâm Thiên lại lập tức dừng lại, trong lúc vô hình dường như đã bị một loại lực lượng nào đó áp chế. Khí tức thật là khủng khiếp, đây là áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 mà Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ ra sao? Dường như cơ hồ tất cả áo nghĩa đều bị áp chế, áo nghĩa kỳ lạ này quá kinh khủng a. Áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 không ngờ lại khủng bố như vậy. Áo nghĩa kỳ lạ này dường như so với 4 loại áo nghĩa kỳ lạ kia còn khủng bố hơn. Lục Lâm Thiên thúc dục ra áo nghĩa âm dương, vô số người chung quanh chiến đài lập tức bị áp chế, dưới áo nghĩa âm dương, trừ phi là những áo nghĩa kỳ lạ khác, tất cả các áo nghĩa đều bị áp chế. Trên ngọn núi, từng đạo khí tức mịt mờ bỗng nhiên chấn động kịch liệt, tập trung vào áo nghĩa âm dương của Lục Lâm Thiên. Áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 này thật mạnh. Băng Nhu, Lôi Tiểu Thiên nhìn đồ án âm dương trên không trung, hai mắt hiện lên vẻ khiếp sợ và chấn động. Ngũ hành sinh vạn vật trong trời đất, thiên địa ngũ hành, âm dương tương dung, quang mang hắc ám, hắc bạch dạ chú, áo nghĩa hắc ám cũng tới từ âm dương. Lục Lâm Thiên thì thào nói, quang mang năm loại thuộc tính quanh thân cũng ngưng tụ thành đồ án âm dương trắng đen quanh quẩn ở quanh thân hình hắn, phát ra quang mang chói mắt, tương liên với thiên địa. Hai mắt một trắng một đen, tựa như ngày đêm luân chuyển, huyền ảo vô cùng. Cùng một lúc, trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên bỗng nhiên có năng lượng kinh khủng tuôn ra, hai cỗ năng lượng một trắng một đen bắt đầu ngưng tụ thành một trưởng ấn có đồ án âm dương, trưởng ấn giống như mặt trời ban trưa, năng lượng thiên địa mênh mông đột nhiên hàng lâm. Phá! Lục Lâm Thiên mở miệng quát một chữ, trong mắt có hai đạo tinh mang một trắng một đen bắn ra, trưởng ấn có đồ án âm dương cũng bắn về phía trước. Đồng thời, lấy thân hình Lục Lâm Thiên làm trung tâm, cả thiên địa run rẩy, lung lay giống như sắp đổ. Oanh! Trong sát na này, trưởng ấn có đồ án âm dương đánh về phía lỗ đen thâm thúy mà đen kịt kia. Xoẹt! Không gian rung rung, dưới trưởng ấn có đồ án âm dương, lỗ đen thâm thúy kia lập tức sụp đổ, dễ dàng bị sụp đổ. Khí tức hắc ám cuồn cuộn, điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 thật mạnh, quả thực cường hãn. Nếu là trăm năm trước ta cũng không có cách nào làm gì được ngươi, thế nhưng bây giờ cũng giống như trong dự đoán của ta. Không sử dụng toàn lực ta cũng không có cách nào làm gì được ngươi. Trong lúc khí tức hắc ám cuồn cuộn, điên cuồng lan tràn ra bốn phía, Đường Dần khẽ quát một tiếng, thủ ấn trong tay lần nữa thành hình, khí tức hắc ám cuồn cuộn chung quanh đột nhiên co rút lại, dùng xu thế khủng bố lập tức ngưng tụ thành hình trên không trung. Hắc ám thiên hổ quyết. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng Đường Dần vang vọng, khí tức hắc ám cuồn cuộn ngập trời lần nữa từ trên người Đường Dần phô thiên cái địa tuôn ra, khí tức hắc ám giống như là cơn lốc rít gào, vô số khí tức hắc ám hội tụ trên không trung, che khuất bầu trời, trong lúc mơ hồ có khí tức cổ xưa thẩm thấu ra. Trong khoảng thời gian ngắn khí tức hắc ám do áo nghĩa hắc ám tạo thành nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu cự hổ màu đen cực lớn, ước chừng mấy trăm trượng lơ lửng trên không trung. Giống cự hổ màu đen rít gào, âm thanh vang vọng phía chân trời. Trên người có đồ án bí văn cổ xưa, không gian chung quanh bị ăn mòn thành hư không. Đôi mắt hổ cực lớn nhìn về phía Lục Lâm Thiên, làm bộ như vồ mồi, khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Uy năng thật mạnh, Đường gia từ khi nào lại có loại công pháp này? Băng cổ nhìn về phía chiến đài lúc này cũng không khỏi rung động. Cự hổ màu đen do Đường Dần thúc dục ra vô cùng kinh khủng. Độ kinh khủng của nó sợ rằng so với một kiện thông linh bảo khí cũng không chết lệch là bao, thậm chí còn hỗ trợ với áo nghĩa hắc ám, cả hai tạo thành một thể, dung hợp hoàn mỹ, không chê vào đâu được, đồng thời uy năng dường như còn tăng lên. Uy năng thật mạnh, công pháp này khủng bố a. Đám người Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng lúc này nhìn về phía cự hổ màu đen lơ lửng trên chiến đài không khỏi khiếp sợ, từ phía xa nhìn qua giống như có thể khiến cho nguyên lực của người nhìn cứng lại. Linh hồn lâm vào trong bóng tối. Đầu cự hổ màu đen kia giống như một đầu hung thú ăn mòn toàn bộ thiên địa tạo thành hư không đen kịt vậy. Đường ám trưởng lão nở nụ cười thỏa mãn, dường như lên tiếng nói với mọi người bên cạnh. Trăm năm trước Đường Dần ở trong bí cảnh Đường gia ta trong lúc vô tình đạt được một kiện đồ vật có quan hệ với tiền bối viễn cổ của Đường gia, cho nên dưới cơ duyên xảo hợp đã tu luyện thành hắc ám thiên hổ quyết, một trong những công pháp đỉnh cấp đã thất truyền từ lâu trong Đường gia. Công pháp này vô cùng khó tu luyện cho nên lúc trước mới thất truyền, uy năng của nó mạnh mẽ vô cùng. Lại hỗ trợ, tương dung với áo nghĩa hắc ám của Đường gia, uy năng thậm chí còn không dưới thông linh bảo khí bình thường. Giống. Đường ám nói xong,
chúng cường giả trên ngọn núi lập tức nhìn thấy đầu cự hổ màu đen rít gào, dùng tư thế vồ mồi lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Cái miệng lớn mở ra, giống như là lỗ đen, muốn thôn phệ Lục Lâm Thiên vào bên trong hư vô, đen kịt. Không gian chung quanh cự hổ đen kịt vô thanh vô tức bị ăn mòn trở thành một mảnh hư vô đen kịt, khí tức cổ xưa vô hình khiến cho tim đập nhanh lan tràn ra toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt cự hổ bổ nhào về phía Lục Lâm Thiên, cái miệng giống như hắc động đen ngòm cắn về phía thân hình có chút nhỏ bé của Lục Lâm Thiên. Siêu! Lục Lâm Thiên bị cự hổ thôn phệ vào trong miệng, cả thiên địa đen tốt lập tức trở nên yên tĩnh, giống như là đêm khuya yên tĩnh vậy, mọi âm thanh đều biến mất. May ngay cả kình phong ngập trời trong sát na này cũng biến mất. Ánh mắt chúng nhân khẩn trương, hãi hùng khiếp vía. Đám người Đường Gia giữa không trung đều có chút ngạc nhiên, chăm chú nhìn vào cự hổ màu đen khổng lồ trên không trung. Mà loại yên tĩnh này cũng không kéo dài được lâu. Lập tức vô số ánh mắt nhìn thấy thân hình cự hổ màu đen kia bắt đầu rạn nứt, có quang mang chói mắt bắt đầu từ bên trong bắn ra, cực kỳ huyền ảo. Ngay sau đó, khe nứt trên người cự hổ màu đen càng ngày càng nhiều, quang mang càng lúc càng chói mắt, nhịp tim của mọi người không biết tại sao càng lúc lại càng nhanh. Rốt cuộc, thiên địa chung quanh chiến đài run lên, một tiếng năng lượng nổ vang khiến cho thiên địa rung chuyển đột nhiên vang vọng trên không trung chiến đài. Ầm ầm, đầu cự hổ màu đen giống như quả bom nổ tung, năng lượng hắc ám phô thiên cái địa ngưng tụ thành thân hình cự hổ màu đen nổ tung rồi khuếch tán ra chung quanh. Cả không gian bên trên chiến đài lập tức nổ tung tạo thành một lỗ đen không gian cực lớn. Dưới lỗ đen không gian này tất cả mọi người đều có thể tận mắt nhìn thấy, một vòng quang mang trắng đen giống như nhật nguyện khuếch tán, khí tức hắc ám cuồn cuộn một khi va chạm với quang mang giống như nhật nguyện kia bị cắn nuốt sạch sẽ. Xoẹt! Dưới lực lượng mạnh mẽ và cuồng bạo này, cả không trung giống như sơn băng địa liệt, cả phiến không gian lớn bị phá hủy. Vết nứt không gian giống như những đám mây lơ lửng ở trên vòng trời. Khi tất cả dần dần dẹp loạn, thân hình Lục Lâm Thiên xuất hiện trong tầng trời thấp, quanh thân được đồ án trắng đen âm dương bao phủ, vô cùng huyền ảo. Toàn thân giống như một vầng trăng sáng, ở trong cơn lốc bằng năng lượng khủng bố thân hình giống như bàn thạch đứng sừng sững, không thể rung chuyển. Tất cả dẹp loạn, thiên địa khôi phục, hắc ám bị yên mất, giống như là bóng đêm tiêu tán trước bình minh, thiên địa trở nên sáng rõ. Đường Dần Đạp không đứng lơ lửng, sắc mặt trắng bệch, giống như vừa rồi hắn tiêu hao vô cùng khủng bố. Mà lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Lâm Thiên tràn ngập vẻ không thể tin nổi, còn có rung động. Siêu siêu, nhìn cơn lốc cuồng bạo trên không trung, sắc mặt tất cả mọi người có mặt ở đây tái nhợt, thực lực thấp một chút thì sắc mặt trắng bệch như cho tàn. Lục Lâm Thiên này thật mạnh, xem ra Đường Dần bị thua rồi. Thực lực của Lục Lâm Thiên thật khủng khiếp. Đầu cự hổ màu đen kia vừa rồi không biết tại sao lại bị hắn ta phá hủy. Mọi người thì thào, vô cùng rung động nói, đầu cự hổ màu đen kia vừa rồi bị phá hủy như thế nào không có ai nhìn rõ. Người chân lý niết bàn khủng bố như vậy sao? Trên ngọn núi, ánh mắt Đường Ám run run, vẻ tự tin trên khuôn mặt vì Đường Dần vừa rồi lúc này đã sụp đổ, trong mắt hiện lên vẻ rung động. Ta thua, áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, quả nhiên đủ cường hãn, tâm phục khẩu phục. Đường Dần nhìn Lục Lâm Thiên, mãi một lúc sau hai hàng lông mày mới giãn ra, trên mặt nở nụ cười khổ, chỉ có hắn mới cảm nhận được rõ ràng nhất. Áo nghĩa hắc ám mà tất cả mọi người kiêng kỵ ở dưới áo nghĩa kỳ lạ thứ năm của Lục Lâm Thiên lại bị áp chế khắp nơi. Đa tạ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, quang mang áo nghĩa âm dương trên người từ từ thu liếm, thân hình đáp xuống chiến đài, khí tức thương cổ tự nhiên biến mất. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút kinh ngạc về áo nghĩa hắc ám của Đường gia. Áo nghĩa hắc ám này không trong ngũ hành không có cách nào tương khắc. Nhưng mà áo nghĩa hắc ám lại ở trong âm dương, dùng áo nghĩa âm dương hóa thành hắc ám vô tận, vừa vặn có thể khắc chế áo nghĩa hắc ám. Bằng không mà nói, mặc dù áo nghĩa hắc ám này không phải hắn không có cách nào chống lại, thế nhưng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Về sau vị trí thứ 6 trên thiên bảng chính là của ngươi, đợi lát nữa sau khi ngươi thắng tên lôi tiểu thiên hỗn đản kia, chúng ta sẽ đi uống rượu. Ta đối với áo nghĩa kỳ lạ thứ năm của ngươi rất ngạc nhiên, khi có thời gian ngươi có thể giảng giải cho ta một chút được không? Đường Dần hỏi Lục Lâm Thiên, nói mình chú ý áo nghĩa kỳ lạ thứ năm này. Lục Lâm Thiên mỉm cười gật đầu nói. Chuyện như uống rượu ta chưa bao giờ nói không đi. Ha ha, vậy ngươi nên giải quyết hỗn đản lôi tiểu thiên kia sớm một chút, đừng có chậm trễ thời gian của chúng ta. Đường Dần cười to,
không có vì bị thua mà ảnh hưởng tới tâm tình. Đường bàn tử, người có ý gì? Chẳng lẽ ta nhất định sẽ thua sao? Âm thanh của Lôi Tiểu Thiên vang lên, khi âm thanh vừa dứt thân ảnh đã lập tức nhảy xuống chiến đài, hắn quay đầu nhìn Đường Dần trên không trung nói. Đừng tưởng rằng ngươi thua thì ta sẽ thua, đừng quên, bài danh của ta cao hơn ngươi. Bài danh cao hơn thì có cái dám gì? Đường Dần trừng mắt nhìn Lôi Tiểu Thiên, lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, người coi chừng thuộc tính lôi của lôi hỗn đản này, công kích rất mạnh, còn nữa, tốc độ của hắn cũng không chậm, lĩnh ngộ áo nghĩa không gian cũng không tệ. Đường bàn tử, người bán đứng ta, vô sỉ, hạ lưu. Lôi Tiểu Thiên lập tức quát Đường Dần, nói. Vì muốn cho ta thua, người sợ mất mặt mũi sao? Không ngờ lại bán đứng ta, tiểu tiểu tâm địa thiện lương như vậy, người lại gian trá, hạ lưu, vô sỉ, người còn béo như vậy, các người nhất định không phải là thân huynh muội. Ta béo thì sao, ta béo đẹp, lại có khí chất. Đường Dần dường như nhìn thấy Lôi Tiểu Thiên khó chịu lại rất cao hứng, hắn lập tức phất tay, nhìn Lôi Tiểu Thiên nói. Ta sẽ chờ người bị trà đạp, hắc hắc. Nói xong với Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, coi chừng áo nghĩa không gian và lôi thuộc tính của hắn, trà đạp hắn cho ta, không cần để cho hắn ta mặt mũi. Dứt lời, Đường Dần phất tay, dẫm chân tại chỗ rồi nhanh chóng trở lại trên đội ngũ của Đường gia. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng rồi không nói gì, thuộc tính lôi, lần trước ở trước mặt Lục Lâm Thiên vô tướng cũng vô tình đề cập qua một lần. Lôi thuộc tính của lôi gia có lực công kích bá đạo vô cùng, mà đối với lôi điện lực, thân mang tử lôi huyền đỉnh. Có tử kim huyền lôi, Lục Lâm Thiên cũng không lạ lẫm gì. Lôi thuộc tính không dễ chọc, nếu như cùng cấp độ mà nói, lực công kích của lôi thuộc tính so với thuộc tính thổ còn mạnh hơn. Đường bàn tử, người cứ chờ đó cho ta. Lôi Tiểu Thiên bất đắc dĩ nhìn Đường Dần, lập tức quay đầu lại nhìn Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên sự vui vẻ, trường bào màu tím bay phấp phới, mái tóc đen không gió mà bay, khí chất bất phàm, hắn cực kỳ khách khí nói. Lục huynh đệ, ta nói với huynh đệ này, Đường bàn tử này hèn hạ vô sỉ, rất hạ lưu, sau này huynh đệ cách hắn xa một chút, chúng ta nên thân cận hơn một chút ha. Cái này, Lục Lâm Thiên sững sờ, có chút kinh ngạc nói. Tiểu Thiên huynh đệ, ta cảm thấy Đường Dần huynh đệ không tệ nha. Không tệ mới là lạ, hắn không biết xấu hổ là gì, lần trước dám gạt ta thua trong tay hắn, sau đó tiến vào trong bí cảnh lôi ra ta lĩnh ngộ, còn lấy đi một kiện bảo vật của lôi ra. Nếu không phải vì tiểu tiểu ta sẽ không khách khí với hắn như vậy. Lôi Tiểu Thiên nhìn đôi mắt đen nhánh mà sáng ngời của Đường Dần, ánh mắt âm thầm chuyển động, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Không nói tới Đường bàn tử kia nữa, về sau huynh đệ ở cạnh hắn nhiều sẽ biết hắn ta vô sỉ thế nào. Huynh đệ cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng cho hắn biết huynh đệ có bảo vật gì, bằng không cho dù hắn nằm mơ cũng sẽ nhớ tới nó. Không sao, dù sao ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Không có bảo vật nào a. Lục Lâm Thiên xấu hổ cười cười, mặc kệ Lôi Tiểu Thiên nói thật hay giả, nhưng mà phải có một chút gió, trong lòng Lục Lâm Thiên ghi nhớ tới Đường Dần này, xem ra Đường Dần cũng không phải loại lương thiện, nhất định Lôi Tiểu Thiên đã thua thiệt ở trong tay hắn. Đường Dần ở trên không trung nghe vậy, không thể nhịn được nữa với Lôi Tiểu Thiên, cũng không thèm để ý tới hình tượng mà mở miệng nhổ ra một ngụm nước bọt, mắng to một tiếng nói. Ta nhổ vào, lôi hỗn đản. Người cũng không biết xấu hổ sao. Lôi Tiểu Thiên không để ý tới Đường Dần, tiếp tục nhìn qua Lục Lâm Thiên, trên da rẻ dường như có lưu quang lưu chuyển, trên khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt chuyển động, nhìn qua giống như có một loại quang mang kỳ lạ. Quang mang này khiến cho người ta nhìn vào một cái lập tức cảm thấy tim đập nhanh, linh hồn run run, hắn nghiêm túc nói. Dù sao huynh đệ cũng nên cẩn thận mập mạp kia là được rồi. Ta nói thật với huynh đệ, ta không giống hắn ta. Ta đối với bằng hữu, đối với huynh đệ từ trước tới nay đều không tiếc mạng sống, cũng không vô sỉ hạ lưu như Đường bàn tử này. Lục Lâm Thiên dường như có chút kinh ngạc mà nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, nói. Nói như vậy, đối với huynh đệ, bằng hữu giúp không tiếc mạng sống, vì nữ nhân sẽ chọc huynh đệ hai đao, không biết Lôi huynh đệ có như vậy không? Cái này, khuôn mặt Lôi Tiểu Thiên lập tức cứng đờ, mở miệng thế nhưng lại không nói nên lời. Ha ha ha. Bốn phía chiến đài, đám người vây xem chung quanh không nhịn được cười, nhị nữ Băng Nhu và Đường Tiểu Tiểu trên không trung cũng phải che miệng cười. Ha ha ha! Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy,
người cao hứng nhất không ai khác ngoài Đường Dần, hắn cười to không thôi. Lục huynh đệ, ta không phải người như vậy à. Lôi Tiễn Thiên phất tay, khuôn mặt có chút xấu hổ, khoát tay nói với Lục Lâm Thiên. Ta thì huynh đệ coi như biết rõ, ta là loại người này sao? Nói thí dụ như hiện tại, chúng ta chiến một trận, công kích của thuộc tính lôi của lôi ra chúng ta rất mạnh, ta lại tu luyện áo nghĩa không gian cho nên tốc độ cực nhanh. Ta sẽ dùng để đối phó với huynh đệ và bằng hữu của ta sao? Sẽ không, nhất định là như vậy, đúng không? Lôi Tiểu Thiên nói xong, nhìn qua Lục Lâm Thiên, cực kỳ chân thành nói. Ta cùng với Lục huynh đệ tuy rằng thời gian quen biết không dài, thế nhưng lúc trước vừa mới biết đã trở nên thân quen. Về sau nghe nói Lục huynh đệ bị đám tạp chủng Thiên La Minh vây công vẫn lạc, ta thiếu chút nữa muốn xông tới tìm đám người này liều mạng. Cũng may hiện tại Lục huynh đệ bình yên vô sự, ta vui mừng cao hứng không thôi. Đợi lát nữa chúng ta phải đi uống vài chén, quan hệ của Lục huynh đệ và Lục Linh sư đệ cũng không phải là nông cạn, về sau huynh đệ chính là huynh đệ của Lôi Tiểu Thiên ta. Về sau ai dám trêu vào huynh đệ thì chính là đỡ upsilon.ng vào Lôi Tiểu Thiên ta. Ta sẽ không để yên cho hắn ta. Nói xong, Lôi Tiểu Thiên có chút kích động, giống như hận không thể uống máu ăn thề với Lục Lâm Thiên, kết nghĩa huynh đệ, khí thế giống như không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thế nhưng lại cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm vậy. Lôi Tiểu Thiên này có chút không giống a. Bốn phía chiến đài, người biết rõ Lôi Tiểu Thiên nhìn thấy lời nói và cử chỉ của Lôi Tiểu Thiên lúc này trong mắt đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Dùng ngạo khí và tính tính của Lôi Tiểu Thiên, một người là nhân vật dẫn đầu trong cổ tộc, hắn ta chưa từng tỏ vẻ khiêm tốn và nhiệt tình với một ai khác như vậy. Chẳng lẽ Lôi gia muốn triệt để lôi kéo Lục Lâm Thiên, một chân lý niết bàn tiền đồ vô lượng này hay sao? Kình Thiên Sư Bá, người có cảm giác Lôi Tiểu Thiên trên không kia có chút quái dị hay không? Giữa không trung, Thái A nghi hoặc nói với Mạc Kình Thiên. Cái này, ta cũng không nói rõ được. Mạc Kình Thiên vuốt vuốt mũi, ánh mắt nghi hoặc. Hắn cảm thấy Lôi Tiểu Thiên này có chút quái dị, thế nhưng cụ thể là quái dị ở đâu lúc này hắn cũng không nói nên được. Không đúng, có che giấu bên trong. Trong mắt Lục Linh cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, dùng hiểu biết của hắn về Lôi Tiểu Thiên này, đây cũng không giống như tính tình thường ngày của Lôi Tiểu Thiên. Ồ, tiểu tử này muốn làm gì? Ngay cả Đường Dần trên không trung cũng cảm thấy nghi ngờ không thôi. Lục Lâm Thiên vẫn lạnh nhạt cười. Thế nhưng ánh mắt dường như nhìn về phía Lôi Tiểu Thiên vô cùng cảm động, giống như bị thái độ nhiệt tình của Lôi Tiểu Thiên làm hòa tan, bộ dáng giống như được sủng ái mà lo sợ, hắn nói. Tiểu Thiên huynh đệ nghiêm trọng rồi, xem ra Tiểu Thiên huynh đệ cũng là người có tình nghĩa, vậy thì lát nữa ta nhất định phải uống hai chén với Tiểu Thiên huynh đệ. Uống rượu là đương nhiên, chờ chúng ta thi đấu xong rồi uống rượu cũng không muộn. Lôi Tiểu Thiên nhìn thấy bộ dáng cảm động của Lục Lâm Thiên cũng vô cùng hưởng thụ. Lập tức cao hứng nói. Bất quá chúng ta là huynh đệ, thi đấu cũng tùy tiện đi, công kích của thuộc tính lôi rất mạnh, ta tu luyện áo nghĩa không gian nên tốc độ cũng cực nhanh. Ta sẽ không dùng để đối phó với huynh đệ và bằng hữu của ta. Nhưng mà ta cũng muốn biết thực lực chân chính của Lục huynh đệ tới trình trạng nào, Lục huynh đệ nhất định phải khiến ta mở mang tầm mắt nha. Ý Tiểu Thiên huynh đệ là. Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc nhìn Lôi Tiểu Thiên. Lôi Tiểu Thiên nói. Ý của ta chính là chúng ta đổi phương thức thi đấu, vừa rồi Lục huynh đệ với Băng Nhu, Đường Bàn Tử chiến một trận, ta cảm thấy Lục huynh đệ cũng không toàn lực ứng phó, cho nên dứt khoát như vậy đi. Ta và huynh đệ mỗi người đánh ba quyền, nhìn xem ai ngã xuống trước thì thua. Lục huynh đệ cảm thấy thế nào? Dứt lời, Lôi Tiểu Thiên lập tức dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Lục Lâm Thiên. Thì ra là thế, không ngờ lại có chủ ý này. Chỉ sợ lần này hắn không trộm được gà mà còn mất nắm gạo rồi, tự mình tìm tai vạ. Nhìn Lôi Tiểu Thiên trước mặt, Lục Linh bỗng nhiên hiểu ra, dường như hắn đã biết Lôi Tiểu Thiên muốn gì. Lôi Tiểu Thiên này muốn so lực phòng ngự với sư phụ sao? Thái A dường như cũng hiểu ra, lập tức cảm thán nói với Lục Linh bên người. Lục Linh cười cười, có chút bất đắc dĩ nói với Thái A. Vị sư huynh kia của ta cũng có chút dựa vào. Thế nhưng hắn lại không biết hắn đã tìm sai người, đợi lát nữa sẽ là lúc hắn khóc. Hắc hắc, thì ra là muốn so lực phòng ngự, có trò hay xem rồi. Mạc Kình Thiên cười cười, ánh mắt có chút thâm ý. So lực phòng ngự, có trò hay rồi. Đám người Tịnh Kiếm Hoàng, Nhâm Tiêu Diêu,
Tuyệt Phong Hoa cũng lập tức hiểu ra, âm thầm cười hắc hắc không thôi. Ở trong tương hoàng không gian, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy lực phòng ngự khủng bố của Lục Lâm Thiên. Đặc biệt là Giang Đảo Lưu, hắn là người rõ ràng nhất phòng ngự của Lục Lâm Thiên, cho nên lập tức cảm thấy bi ai thay cho Lôi Tiểu Thiên. Trên chiến đài, Lục Lâm Thiên có chút giật mình nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, nói. Tiểu Thiên huynh đệ, như vậy được sao? Yên tâm đi, không có vấn đề, chúng ta chỉ tùy tiện đọ sức một chút mà thôi. Chỉ cần tới điểm là ngừng, như vậy cũng nhanh chóng, không dây dưa dài dòng, còn phải nhanh đi uống rượu a. Lôi Tiểu Thiên vỗ ngực mình, nói với Lục Lâm Thiên. Lục huynh đệ vừa rồi đã giao thủ qua với Đường Bàn Tử, Băng Nhu cho nên đã tiêu hao không ít, ta thân làm huynh đệ sẽ không chiếm tiện nghi của Lục huynh đệ. Huynh đệ cứ đánh ta ba quyền trước, nếu ta còn có thể trèo chống được thì Lục huynh đệ lại chịu ba quyền của ta. Ồ! Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy kinh ngạc, khiếp sợ nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, nói. Tiểu Thiên huynh đệ, không được nha, như vậy huynh đệ sẽ là người chịu thiệt, ta cũng không thể làm như vậy quá chiếm tiện nghi rồi. Huynh đệ nói gì vậy? Chúng ta là huynh đệ, không có ai chiếm tiện nghi, huống chi Lục huynh đệ đã tiêu hao không ít, chỉ cần đến lúc đó hạ thủ lưu tình là được rồi. Vẻ mặt Lôi Tiểu Thiên hào khí ngập trời, nói với Lục Lâm Thiên. Lục huynh đệ, đừng từ chối. Lục Lâm Thiên lập tức lắc đầu, vẻ mặt không đành lòng nói với Lôi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên huynh đệ, ngươi quả thực là trọng tình trọng nghĩa, vì huynh đệ mà không tiếng cả mạng sống a. Cho nên ta không thể làm như vậy ngươi quá thiệt thòi, nếu như ta làm như vậy sau này Lục Lâm Thiên ta sẽ không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Lục huynh đệ, chẳng lẽ ý của huynh đệ là chịu ba quyền trước sao? Lôi Tiểu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, cảm động không thôi, thiếu chút nữa cảm động tới khóc giống lên, hắn lắc đầu nói với Lục Lâm Thiên. Thế nhưng nếu như vậy ta cũng sẽ không đành lòng ra tay với Lục huynh đệ a. Tiểu tử này không phải bị Lôi Tiểu Thiên lừa rồi đó chứ? Lôi Tiểu Thiên này quá vô sỉ a. Nghe vậy đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa lập tức khẩn trương, cách đấu này đừng nói là ai chịu ba quyền trước, cho dù chịu một quyền trước cũng là người bị thiệt. Yên tâm đi, sư phụ sẽ không bị lừa dối đâu, chỉ sợ kẻ nào đó bị lừa mà còn không biết thôi. Thái A mở miệng cười hắc hắc, tính cách của sư phụ hắn biết rõ. Người như sư phụ làm sao có thể chịu thiệt như vậy? Trên chiến đài, nhìn qua Lôi Tiểu Thiên cảm động không biết là thật hay giả, Lục Lâm Thiên nghiêm túc, vẻ mặt cảm động tiếp tục nói. Vậy cũng không phải, Tiểu Thiên huynh đệ có ý tốt như vậy, ta sao có thể cự tuyệt được chứ? Nếu như ta cự tuyệt đến lúc đó nhất định Tiểu Thiên huynh đệ sẽ thương tâm. Tiểu Thiên huynh đệ thấy ta nói có đúng không? Nếu như ta cự tuyệt ý tốt của ngươi ngươi nhất định sẽ thương tâm đúng không? Lôi Tiểu Thiên sững sờ nhìn Lục Lâm Thiên, trong lúc nhất thời trong lòng hắn có chút sợ hãi, chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại đột nhiên có cảm giác này. Nhìn qua vẻ mặt chân thành và cảm động của Lục Lâm Thiên, trong lòng Lôi Tiểu Thiên đột nhiên có ý nghĩa muốn hung hăng đánh Lục Lâm Thiên một trầu. Ý tốt như vậy Lôi Tiểu Thiên đương nhiên hy vọng Lục Lâm Thiên sẽ cự tuyệt, vừa rồi hắn nói cảm động như vậy người bình thường sẽ cảm thấy ngại ngùng, ít nhất cũng làm bộ cự tuyệt một chút. Đến lúc đó hắn có thể xuất thủ trước. Thế nhưng Lôi Tiểu Thiên thật không ngờ Lục Lâm Thiên này lại nói như vậy, không biết khách khí một chút nào, cho nên khiến cho hắn sững sờ một lúc lâu. Tóm lại hiện tại Lôi Tiểu Thiên rất nghẹn khuất, trong lòng có chút sợ hãi, có cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ. Lúc này Lôi Tiểu Thiên tự nhiên còn không biết, một số năm sau, ở trong một bí cảnh hắn gặp một tiểu ác ma của Lục gia, hắn cũng dùng phương pháp này, kết quả bị đùa bỡn thiếu chút nữa bị nội thương. Sau đó vội vàng nhắn nhủ hậu bối Lôi gia. Từ nay về sau thân cận với Lục gia nhiều hơn, nhưng không được giao thủ, đương nhiên đây cũng là chuyện sau này. Trên chiến đài, khuôn mặt Lôi Tiểu Thiên thoáng âm trầm, co rút, tiếp tục cố nén mà mỉm cười, nói với Lục Lâm Thiên. Vậy ý Lục huynh đệ là? Lục Lâm Thiên cảm động nói với Lôi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên huynh đệ chịu ba quyền của ta trước là không công bằng, ta không thể làm vậy. Ngừng một lát, Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói với Lôi Tiểu Thiên. Cho nên ta quyết định, ta ra tay chỉ dùng 3 phần khí lực, nhất định sẽ không đả thương tới Tiểu Thiên huynh đệ. Thật sao? Lôi Tiểu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, trong lòng có cảm giác phát điên, hắn cảm thấy nếu như mình nói thêm với Lục Lâm Thiên này 2 câu, sẽ không kìm nén được cảm giác muốn giết người. Không thể cứ nghẹn khuất mãi như vậy được.
Lôi Tiểu Thiên thậm chí còn hoài nghi Lục Lâm Thiên này cố ý muốn hắn nghẹn khuất như vậy, thế nhưng nhìn qua khuôn mặt chân thành của Lục Lâm Thiên, ánh mắt khiến hắn cảm động kia, hắn lại không có cách nào tin rằng Lục Lâm Thiên cố ý làm vậy. Phụt! Giữa không trung, Băng Nhu và Đường Tiểu Tiểu nhìn qua bộ dáng nghẹn khuất của Lôi Tiểu Thiên, không nhịn được cười nữa. Ai? Lục Linh cũng chỉ có thể thở dài, một là Lục Soái, một là sư huynh hắn, hắn ở giữa cũng chỉ bất đắc dĩ không thôi. Bốn phía chiến đài, vô số người vây xem chung quanh có không ít người không nhịn được cười nữa. Lục huynh đệ động thủ đi, chúng ta đi uống rượu sớm một chút. Lôi Tiểu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, nghẹn khuất một hơi, thế nhưng không thể nặn ra nụ cười. Cho nên hắn quyết định, hắn không thể nói nhảm với Lục Lâm Thiên nữa, đợi lát nữa phải cho Lục Lâm Thiên thấy một chút lợi hại, may mà hắn cũng có sự chuẩn bị từ trước. Tiểu Thiên huynh đệ quyết định như vậy sao? Lục Lâm Thiên dùng vẻ mặt chân thành, cảm động yếu ớt nhìn Lôi Tiểu Thiên rồi hỏi. Đến đây đi, đừng nói nhảm nữa. Lôi Tiểu Thiên có cảm giác không nhịn được nữa, trong lòng giống như muốn bộc phát, hắn biết rõ hắn sắp không nén được sự nghẹn khuất trong lòng mình. Thế nhưng Lôi Tiểu Thiên cũng biết, thực lực của Lục Lâm Thiên này thực sự quá mạnh mẽ, thực lực của hắn so với Đường Dần trên thực tế cũng không kém quá nhiều, cho nên trước mặt Lục Lâm Thiên, dưới tình huống bình thường hắn rất khó chiến thắng. Cho nên Lôi Tiểu Thiên nghĩ tới thứ mà hắn dựa vào, có lẽ dưới tình huống bất ngờ, lừa gạt Lục Lâm Thiên này một chút là có thể chiến thắng. Bất kể là dùng biện pháp gì, Lôi Tiểu Thiên nghĩ chỉ cần chiến thắng một lần là được rồi. Hắn chỉ cần đánh bại người chân lý Niết Bàn một lần là tốt rồi, ít nhất về sau có thể đả kích Đường Bàn Tử kia một chút. Dưới tình huống thực lực bình thường, Lôi Tiểu Thiên tự biết mình khó có thể làm gì được Lục Lâm Thiên, cho nên lúc này có nghẹn khuất. Ở trước mặt Lục Lâm Thiên hắn cũng chỉ có thể cố nhịn trong lòng, bằng không mà nói hắn đã sớm động thủ chứ không bị Lục Lâm Thiên này làm nghẹn khuất tới sắp bộc phát. Tiểu Thiên huynh đệ quả nhiên là một hàn tử chân chính, hảo huynh đệ, ta không biết huynh đệ có vì nữ nhân mà chọc huynh đệ mình hai đao hay không. Bất quá ta có thể khẳng định, huynh đệ có thể giúp bằng hữu mà không tiếc mạng sống. Đại trượng phu được như vậy quả thực khó thấy, có thể làm bằng hữu của huynh đệ là chuyện may mắn của ta. Huynh đệ bảo ta làm sao có thể ra tay được đây, ta không thể nhẫn tâm được a. Nhưng mà đây lại là ý tốt của huynh đệ, ta không thể nào cự tuyệt được. Lục Lâm Thiên nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, vẻ mặt không đành lòng, xoắn xuýt khiến cho người ta nhìn qua lặng lẽ rơi lệ. Lục huynh đệ, ta cầu xin đó, mau ra tay nhanh đi. Lôi Tiểu Thiên gần như muốn sụp đổ. Vậy được rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu, nhìn Lôi Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên huynh đệ. Ta ra tay đây, huynh đệ phải chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng ta không đành lòng, thế nhưng ý tốt của huynh đệ, ta cũng chỉ có thể ra tay mà thôi. Vẻ mặt Lôi Tiểu Thiên có chút co rúm, run rẩy không thôi, hắn có cảm giác mình sắp bộc phát, trên khuôn mặt tuấn lãng có khí tức lôi điện tràn ra, thủ ấn nhanh chóng được kết, miệng quát to một tiếng. Bất diệt kim cương tượng. Xoẹt. Âm thanh của Lôi Tiểu Thiên vừa dứt, trên thân hình lập tức có điện mang màu tím bắt đầu xuất hiện, lưu chuyển. Quang mang màu tím đại thịnh, thân hình của Lôi Tiểu Thiên dưới ánh mắt kinh ngạc, rung động của vô số người chung quanh chiến đài bành trướng, giống như một ngọn núi lớn đột ngột mọc lên từ chiến đài, khiến cho cả chiến đài to lớn đột nhiên run lên. Thân hình khổng lồ giống như ngọn núi tràn ngập quang mang màu tím, khí tức hủy diệt từ bên trong tràn ra, bí văn quanh quẩn, lực lượng lôi điện tựa như hủy diệt ở chung quanh thân hình khiến cho người ta rung động. Đây là bất diệt kim cương tượng của Lôi Tiểu Thiên. Lúc trước chỉ khi đối phó với yêu nữ xếp thứ tư trên thiên bảng hắn mới thi triển qua. Đây hình như là át chủ bài của Lôi Tiểu Thiên A. Lôi Tiểu Thiên thúc giục bất diệt kim cương tượng, dưới khí thế kinh khủng này, vô số người vây xem chung quanh trực tiếp rung động không thôi. Thủ đoạn này cũng không tệ nha. Mạc Kình Thiên nhìn bất diệt kim cương tượng của Lôi Tiểu Thiên cũng có chút kinh ngạc. Ai? Chỉ có Lục Linh tiếp tục bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất diệt kim cương tượng. Lục Lâm Thiên nhìn thân hình khổng lồ giống như một bức tượng trước mắt, trong lòng cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Lôi Tiểu Thiên thân là sư huynh của Lục Linh, trên người còn có thuộc tính lôi của Lôi gia, có bất diệt kim cương tượng này cũng đã sớm nằm trong dự liệu của Lục Lâm Thiên. Lúc này bất diệt kim cương tượng do Lục Lâm Thiên thi triển, uy năng thậm chí so với lúc Lục Linh thi triển còn mạnh hơn một chút. Lôi Tiểu Thiên dường như bị Lục Lâm Thiên làm nghẹn khuất tới bộc phát. Thân hình khổng lồ rung động,
đôi mắt cực lớn nhìn Lục Lâm Thiên có chút nhỏ bé trên chiến đài, miệng hét lớn. Lục huynh đệ, nhanh ra tay đi, ngàn vạn lần không nên dùng ba phần thực lực, huynh đệ nên dùng toàn lực thì hơn. Huynh đệ không dùng toàn lực là xem thường Lôi Tiểu Thiên ta, huynh đệ không dùng toàn lực ta sẽ không để yên cho huynh đệ. Lôi Tiểu Thiên bộc phát, khi nói chuyện âm thanh cũng không nhỏ, nương theo khí thế khủng bố trên người lập tức khiến cho hư không chung quanh chiến đài run rẩy, âm thanh như tiếng sấm vang vọng khiến cho màng nhĩ mọi người đau đớn, nguyên lực trong chớp mắt như đình trệ. Vậy sao, vậy ta sẽ động thủ, Tiểu Thiên huynh đệ phải chú ý a. Lục Lâm Thiên vẫn lạnh nhạt như vậy, mắt nhìn Lôi Tiểu Thiên vẫn chân thành, vô cùng cảm động như trước. Siêu. Ngay khi Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, quang mang trong mắt bỗng nhiên biến đổi, thân ảnh màu xanh thuấn di, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân hình khom xuống, sau đó giống như mũi tên phóng lên trời. Oanh! Trên không trung, khí thế bá đạo quanh thân Lục Lâm Thiên lập tức lan tràn, quang mang màu xanh nương theo điện mang màu xanh bắn ra. Gân cốt, cơ bắp, tứ chi bách hải, huyết mạch, huyết quản trong nháy mắt mở rộng, vô cùng quỷ dị. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân hình vừa mới giống như mũi tên lướt đi dưới vô số ánh mắt rung động, thân hình vừa rồi còn có chút nhỏ bé của Lục Lâm Thiên hóa thành một đầu cự hổ khổng lồ, chừng mấy trăm trượng. Cự hổ có thân hình khổng lồ này so với thân hình Lôi Tiểu Thiên thúc dục bất diệt kim cương tượng ít nhất còn lớn hơn gấp đôi. Lôi Tiểu Thiên lập tức có chút nhỏ bé, lực lượng trùng kích rung động bực này khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía, sợ hãi không thôi. Giống. Cự hổ rít gào, thân hình lơ lửng trên không trung. Tiếng hổ gầm rung trời, làm bộ vồ mồi, hung mãnh dị thường, uy thế bá đạo chấn động nhân tâm. Sau thân hình cự hổ, cả thiên địa tràn ngập kim quang rực rỡ, vô cùng vô tận, khí tức sắc bén, khủng ố khuếch tán. Ầm ầm, tất cả giống như thiểm điện, thân hình cự hổ khổng lồ nhanh chóng phóng tới thân hình cực lớn giống như tượng của Lôi Tiểu Thiên, khí tức sắc bén lạnh lẽo từ trong thân hình cự hổ khổng lồ phô thiên cái địa tuôn ra. Không gian quanh thân liên tiếp bị đè nén rồi nổ tung. Hổ trảo bên phải đột nhiên vươn ra, kim quang hiện lên trong tay. Trong hổ trưởng kim quang bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo quyền ấn màu vàng cực lớn. Không gian chung quanh quyền ấn màu vàng vặn vẹo rồi bị nghiền nát, xu thế mạnh mẽ như vậy khiến cho người ta run rẩy. Không ổn. Đôi mắt to lớn trên thân hình giống như bức tượng của Lôi Tiểu Thiên run lên, trong lúc vô hình có cảm giác không ổn từ sâu trong lòng dâng lên. Chẳng biết tại sao lúc này khí thế đột nhiên bộc phát trên người Lục Lâm Thiên khiến cho linh hồn hắn run lên. Trời ạ! Cùng một thời gian, nhìn thân hình Lục Lâm Thiên biến thành một đầu cự hổ cực lớn, vô số người có mặt chung quanh lập tức kinh ngạc không thôi. Xoẹt! Tất cả đều quá nhanh, thân hình cự hổ khổng lồ giống như vồ mồi, tốc độ như thiểm điện, đánh ra một quyền, dùng thế như sấm sét giống như thiên thạch đánh vào trên ngực thân hình bất diệt kim cương tượng của Lôi Tiểu Thiên. Tất cả gọn gàng, liên tiếp giống như thiên y vô phùng, thế như sấm sét. Chỉ bằng vào những hành động liên tục lưu loát này, đâu có nhìn ra Lục Lâm Thiên không đành lòng, quả thực giống như mưu đồ đã lâu. Một quyền này đánh xuống, bốn phía chiến đài, mọi người có cảm giác tim đột nhiên run lên, giống như linh hồn bị búa tạ đập một cái, không ngừng rung động. Ầm ầm, trong chốc lát âm thanh bạo liệt trầm thấp quanh quẩn trên không trung, quyền ấn đánh xuống. Vô số ánh mắt bốn phía chiến đài lập tức nhìn thấy thân hình bất diệt kim cương tượng của Lôi Tiểu Thiên giống như thiên thạch từ trên chiến đài hung hăng bị đánh bay ra ngoài. Trên thân hình khổng lồ của hắn có điện mang màu tím cùng quang mang năng lượng màu vàng lan tràn. Quang mang giống như pháo hoa tràn ra, dưới quang mang chói mắt này là khí tức hủy diệt. Xoẹt! Thân hình khổng lồ của Lôi Tiểu Thiên bị đánh bay, không gian ven đường bị phá hủy, trên thân hình. Quang mang màu vàng cùng với điện mang màu tím giống như pháo hoa nổ tung, trong giây lát ngắn ngủi phá không hung hăng đập vào trong hồ nước bao la phía dưới, hung hăng nện vào trong hồ nước rồi biến mất. Ầm ầm, cả hồ nước trong chớp mắt này hung hăng run lên, năng lượng kinh khủng chấn động hóa thành cơn lốc, giống như gợn sóng đột nhiên khuếch tán ra chung quanh. Tất cả giống như biển gầm, chấn động không thôi. Xoẹt, trên hồ nước nổi lên sóng to gió lớn, tất cả phóng lên trời. Bắn lên trời cao, cả mặt hồ nước lúc này run rẩy, dưới sóng gió ngập trời kia, không ít thân ảnh trên tầng trời thấp ở bốn phía chiến đài lui lại, nhìn qua có vẻ cực kỳ chật vật. Từng đạo thân ảnh bốn phía chiến đài nhanh chóng lui lại, nhìn chăm chú vào động tĩnh sóng gió ngập trời mang theo chấn động điên cuồng kia, tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ, nghẹn họng nhìn chân chối. Ực,
Trong đám người đứng xem bên ngoài lập tức vang lên không ít tiếng nuốt nước bọt, mắt nhìn nơi thân hình khổng lồ của Lôi Tiểu Thiên đập xuống, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía thân hình cự hổ khổng lồ trên chiến đài, đa phần ánh mắt rung động không thôi. Băng Nhu, Đường Dần, Đường Tiểu Tiểu và những thanh niên cổ tộc khác không khỏi rung động. Đặc biệt là đối với Đường Dần và Băng Nhu mà nói, lực phòng ngự của Lôi Tiểu Thiên mạnh mẽ bao nhiêu bọn họ hiểu cực rõ. Tăng thêm thực lực của Lôi Tiểu Thiên, ai muốn dung chuyển Lôi Tiểu Thiên không phải là chuyện dễ dàng. Mà bây giờ Lôi Tiểu Thiên không ngừng bị dung chuyển mà còn bị ngược đãi, một quyền đã bị đánh bay, muốn làm được như vậy cần thực lực như thế nào, Đường Dần và đám người Băng Nhu đều hiểu rõ trong lòng, cho nên lại càng khiếp sợ. Đây mới là thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên sao? Lôi Tiểu Thiên tìm nhầm người rồi. Lục Lâm Thiên này không ngờ lại cường hãn tới tình trạng như vậy, Nhất Nguyên Hóa Hồng bình thường sợ rằng cũng khó mà làm được như vậy với Lôi Tiểu Thiên. Trên ngọn núi, đám người Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Đường Ám, Băng Cổ và chúng cường giả khiếp sợ. Không ngờ tiểu tử này lại mạnh mẽ tới tình trạng này. Đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tuyệt Phong Hoa, Tịnh Vô Ngân lúc này cũng khiếp sợ nhìn lên thân hình cự hổ trên chiến đài, một quyền đánh bay Lôi Tiểu Thiên, loại thực lực này khủng bố tới nhường nào a?